Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 941, thân phận bại lộ, kinh sợ rơi nhất địa Nhãn Châu. Phong bế trong không gian. Xích Phiêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương bất thình lình cử động, cái này khiến ở đây tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Liệt Dương cái này bỗng nhiên một quyền tựa như là phát động bốn phía trên vách tường lỗ kim. Bây giờ từ nơi này chút lít nha lít nhít lỗ kim bên trong đang không ngừng phóng xuất ra nóng hổi nhiệt khí đến, cái này phong bế trong không gian nhiệt độ tăng lên tốc độ đột nhiên tăng tốc, nóng rực vô cùng khí lãng để cho cái này tứ đại môn phái người không khỏi vận chuyển lên chân kính lực lượng. Xích Phiêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm, hắn trước tiên đi vào con trai mình bên cạnh, giờ phút này trong hôn mê Liệt Dương trên mặt che kín đỏ thấm chi sắc, từ trên người hắn tản mát ra từng đợt đốt cháy khét vị. Cái này khiến Liệt Viêm lông mày là chặt chẽ nhăn lại tới. Đứng tại Liệt Viêm bên cạnh Xích Phiêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế, hắn khi nhìn đến Liệt Dương tình huống về sau, hắn nói ra, cốc chủ, xem ra Liệt Dương thân thể chung bên trong là bị nhiệt độc xâm lấn, ngươi nhanh thử cầm Liệt Dương thân thể chung bên trong nhiệt độc bước ra, nếu như buổi tối lời nói, chỉ sợ Liệt Dương sẽ mệnh tang nơi này. Nghe vậy, Liệt Viêm lập tức cầm Liệt Dương vịn ngồi xuống. Sau đó hắn là dùng bàn tay phải chống đỡ Liệt Dương phía sau lưng, cầm liên tục không ngừng chân kính lực lượng rót vào Liệt Dương thân thể chung bên trong. Hắn phát hiện Liệt Dương thân thể chung bên trong có nhiều phần nhiệt khí đang lẩn trốn lấy, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp cầm cái này nhiều phần nhiệt khí từ Liệt Dương thân thể chung bên trong bước đi ra. 7-8 phút sau khi Liệt Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xem trong hôn mê Liệt Dương khí tức là càng ngày càng suy yếu. Trong lòng của hắn là bất lực thở dài, cùng lúc đó, cái này phong bế trong không gian nhiệt độ lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, liền liền hô hấp đều có loại đốt bị thương khí quản cảm giác, đồng thời nhiệt độ vẫn còn ở lên cao không ngừng lấy. Liệt cốc chủ, con trai của ngươi quá manh động, hắn là nhiệt độc nhập thể cơ hồ không có cứu, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi tại đây mới là chính sự. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên nói ra. Xích Phiêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm để cho đại trưởng lão Vương Vũ Kế vịn con của hắn, hắn thì là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Đông Thiên, quát, Lý Đông Thiên, vừa rồi nếu không phải ngươi cái này đáng chết nhi tử nói lời nói này, con trai của ta sẽ làm ra xúc động như vậy hành vi tới sao? Ta xem lần này chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Liệt Viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lý Tử Hạo liền khàn cả giọng quát, ngươi đánh rắm, ta Lý Tử Hạo thân là cổ võ chế tài người người thừa kế. Ta làm sao có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Ngược lại, Lý Tử Hạo đem ánh mắt nhìn về phía một bên Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão Vương Minh Trùng, chất vấn, ngươi có hay không tìm tới lối ra. Vương Minh Trùng trên mặt da thịt là nhăn thành một đóa cúc hoa, chừng hạt đậu mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán cùng trên gương mặt trượt xuống, hắn cũng không có để ý Lý Tử Hạo ngữ khí, trên mặt là một mảnh vẻ ảm đạm, thở dài, nói ra, lão phu bất lực. Không gian này bên trong nhiệt độ không khí tăng lên quá nhanh, bằng vào chúng ta ở đây người tu vi, chỉ sợ chừng 2 giờ thời gian, chúng ta đều sẽ bị cái này nhiệt độ cho tươi sống nướng chết. Vương Minh Trùng lần này nói vừa nói ra khỏi miệng, địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát, hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Liệt Viêm, quát các ngươi Xích Viêm Cốc đây là cái gì ý tứ? Là các ngươi đem chúng ta đưa đến tại đây tới. Đối với ma vô sát nghiêm nghị chất vấn. Liệt Viêm là mặt không biểu tình, lãnh đạm nói ra, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi muốn trách tội ta Xích Viêm Cốc lại như thế nào? Nếu không phải ta Xích Viêm Cốc, các ngươi những người này còn bị vây ở trong mê cung đây. Hiện tại tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, các ngươi cũng coi là có thể vì con ta tử chôn cùng. Liệt Cốc chủ, người bây giờ liền nói ra lần này ủ rũ lời nói, cái này không khỏi quá không hợp vừa a. Có phải hay không để cho các ngươi Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão lại nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút cái này phong bế không gian? Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên nói ra. Tại phong bế trong không gian tình thế hết sức căng thẳng thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhìn xem trước mặt đầu này tử lộ, Hạ Tử Ninh mở miệng nghi vấn hỏi, Thần Phong, ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? Tại đây nào có lối ra? Diệp Thần Phong đi đến trước mặt bức tường kia cẩn trọng vách tường trước, phi thường nhanh chóng tìm tới một khối gạch ống, trực tiếp cầm khối này gạch ống cho ấn xuống, thế là, hai người bọn họ cũng giống tứ đại môn phái người một dạng, thân thể bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất rơi đi. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Tử Ninh ngọc thủ vững vàng rơi xuống mặt đất,
cảm thụ được chung quanh cực độ viêm nhiệt nhiệt độ, nhìn xem tứ đại môn phái những người này, Diệp Thần Phong không nghĩ tới cái này tứ đại môn phái người có thể lại tới đây. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh xuất hiện về sau, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ, Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo sững sờ một lúc sau, dữ tợn cười nói, bây giờ nhìn các ngươi hai cái còn chạy trốn nơi đâu. Ở cái thế giới này bên trên vẫn chưa có người nào có thể trêu đùa ta Lý Tử Hạo. Địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát, hắn âm trầm trên mặt cũng lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra các ngươi hai cái muốn chết như thế nào. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, hắn cũng là phẫn nộ trừng mắt Diệp Thần Phong, phải biết hắn Vân Thiên Tông đại trưởng lão cũng là bởi vì Diệp Thần Phong mà chết, hắn nghiêm nghị quát tiểu súc sinh, dám đùa bỡn ba chúng ta đại môn phái, ngươi hẳn là đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Diệp Thần Phong lôi kéo Hạ Tử Ninh Ngọc Thủ, lợi dụng linh hồn lực để chống đỡ lấy phong bế trong không gian nhiệt độ cao, hắn nhìn xem trước mặt Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện, Vân Thiên Tông cùng đi theo Vân Thiên Tông Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn Khang Bách Âm, trên mặt hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì bối rối thần sắc. Ngược lại là một bên Xích Phiêm Cốc người, bọn họ cũng biết tam đại môn phái trước đó bị hai cái người trẻ tuổi cho đùa giỡn, mà trước mắt nhìn thấy cái này tam đại môn phái người phẫn nộ tâm tình, Xích Phiêm Cốc người rất nhanh liền đoán được Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thân phận. Xích Phiêm Cốc hai trưởng lão Vương Minh Trùng, hắn hai ba bước đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, kích động nói ra tiểu hỏa tử, ta nghe nói ngươi đối với cơ quan bố cục 10 phần am hiểu. Xem ra ngươi hẳn là tìm tới Quỷ Vương Tông bảo tàng a. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng có biện pháp từ nơi này rời đi a. Đang nghe Vương Minh Trùng lần này nói bừa về sau, tam đại môn phái sắc mặt người lần nữa biến đổi, Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, nói ra tiểu tử, ngươi tìm tới Quỷ Vương Tông bảo tàng. Chỉ cần ngươi cầm Quỷ Vương Tông bảo tàng giao cho chúng ta, lại đem chúng ta toàn bộ mang ra tại đây, chúng ta có thể thả các ngươi hai cái một con đường sống. Giống Vương Minh Trùng dạng này khổ tâm nghiên cứu cơ quan bố cục lão đầu tử, bọn họ nói chuyện từ trước đến nay là phi thường trực tiếp, có thể Vương Minh Trùng khi nhìn đến chính mình lời nói này gây nên hậu quả về sau, hắn hướng về Diệp Thần Phong đầu đi một vòng áy náy thần sắc. Mà theo phong bế không gian nhiệt độ không khí càng lên càng cao, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên mặt không ngừng bài tiết xuất mồ hôi nước đến, hai người bọn họ trên mặt mang theo mặt nạ ra người cũng bởi vì mồ hôi đang từ từ rụng xuống. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên phát hiện cái hiện tượng này về sau, hắn cười lạnh nói, nguyên lai hai người kia còn dịch dung, ta cũng phải xem bọn hắn chân thực diện mạo. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng biết bây giờ ẩn tàng không chính mình chân thực tướng mạo, hai người bọn họ dứt khoát cầm trên mặt mặt nạ ra người cho kéo xuống đến, đem tại trận người nhìn thấy Diệp Thần Phong tướng mạo thì cả đám đều nhíu mày tới. Phải biết trước đó không lâu Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng vạn độc môn thế nhưng là lùng bắt qua Diệp Thần Phong, cái này tam đại môn phái đồng dạng là họa rất nhiều Diệp Thần Phong chân dung, Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Xích Phiêm Cốc người tuy nhiên chưa thấy qua Diệp Thần Phong, nhưng bọn hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu chú ý qua Vân Thiên Tông sự tình, như vậy bọn họ tự nhiên mà vậy cũng thấy qua Diệp Thần Phong chân dung. Vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm bỗng nhiên trừng to mắt, cái thứ nhất kinh hô lên, Diệp Thần Phong. Ngươi lại là Diệp Thần Phong. Theo Khang Bách Âm một tiếng này kinh hô, ở đây tất cả mọi người nhớ tới trước mặt người thanh niên này là người nơi nào vậy? Trung Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long, ba người bọn hắn là nhao nhao không dám tin miệng há hốc ba, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà đã sớm trở lại đỉnh cấp thế lực bên này. Như vậy đi thế tục giới đuổi bắt Diệp Thần Phong Vương Chúng Thiên phụ thân Vương Mộc Trùng đâu? Mà Địa Ma Điện trưởng môn nhân ma vô sát cùng Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo, bọn họ hai người này ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tử Ninh, Lý Tử Hạo đã từng nhiều lần muốn có được Hạ Tử Ninh, đáng tiếc là tại Nguyệt Hoa Cung bị diệt về sau, Hạ Tử Ninh cũng theo đó bốc hơi khỏi nhân gian, cái này luôn luôn để cho Lý Tử Hạo không có cam lòng, bây giờ nhìn thấy Hạ Tử Ninh ngay tại trước mặt mình, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, nói ra Tử Ninh, chúng ta nhưng thật lâu không thấy. Ngược lại, Lý Tử Hạo vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi chính là Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng vạn độc môn muốn đuổi bắt Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên thân, tại hai người này thân phận bại lộ về sau,
Nguyên bản tại Vân Tiêu Cung các loại môn phái trong mắt chỉ là một cái tiểu nhân vật Diệp Thần Phong, nhưng chính là như thế một cái tiểu nhân vật trước mắt để bọn hắn lâm vào trong tuyệt cảnh. Tại vừa mới Khang Bách Âm nói ra Diệp Thần Phong thân phận thì thật đúng là để cho Vân Tiêu Cung các loại người trong môn phái có loại kinh sợ rơi một chỗ con người hoang đường cảm giác. Chương 942, người đùi phải ta trước tiên nhận lấy. Diệp Thần Phong trên gương mặt không ngừng tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi, hắn không có lựa chọn trả lời Lý Tử Hạo vấn đề, hắn giờ phút này trên thân thể tản mát ra khí thế vẫn như cũ là duy trì tại cùng Phá Thiên Sơ Kỳ bằng nhau. Hắn cảm thụ được ở đây tất cả mọi người thực lực, lấy hắn tình huống bây giờ không thích hợp đối đầu, huống hồ hắn còn mang theo một cái thực lực chỉ có Phá Thiên Trung Kỳ Hạ Tử Ninh đây. Tiểu huynh đệ, người thật có biện pháp lập tức mang bọn ta rời đi nơi này sao? Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm cũng không nhìn được mở miệng hỏi, nếu như có thể lập tức rời đi Quỷ Vương Tông di tích, có lẽ còn kịp cứu con trai của hắn Liệt Dương nhất mệnh. Diệp Thần Phong mắt nhìn mở miệng nói chuyện Liệt Viêm. Lại mắt nhìn bị Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ kế vịn Liệt Dương, Hạ Tử Ninh lúc trước muốn đi qua một lần Xích Viêm Cốc, cho nên vừa mới nàng đã nói khẽ với Diệp Thần Phong giới thiệu qua Liệt Viêm bọn người thân phận. Năm đó chỉ có Xích Viêm Cốc các loại số ít mấy cái môn phái không có tham dự đồ sát Quỷ Vương Tông hành động bên trong, bây giờ tại tứ đại môn phái Trung Hòa Diệp Thần Phong không có ân oán cũng chỉ có cái này Xích Viêm Cốc, Diệp Thần Phong trong lòng nhất thời thoáng hiện một chút ý nghĩ. Hắn nhìn ra được con trai của Liệt Viêm Liệt Dương là bên trong nhiệt độc, lấy cái này phong bế trong không gian hoàn cảnh đến xem, nếu như tại hơn nửa giờ bên trong không thể khu trừ Liệt Dương trong cơ thể nhiệt độc. Như vậy cái này Liệt Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần Phong đối với Liệt Viêm đầu đi một vòng coi như hữu hảo nụ cười, nói ra, có thể hay không mang các ngươi rời đi nơi này, ta còn nhất định phải tỉ mỉ quan sát cái này phong bế không gian. Liệt Viêm đang nghe Diệp Thần Phong trả lời về sau, trên mặt hắn là không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nếu Diệp Thần Phong bằng vào trong đầu cơ quan bố cục bức tranh có thể mang theo những người này lập tức rời đi, bất quá, nếu như rời đi nơi này, chỉ sợ Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện các loại môn phái người lập tức sẽ đối với hắn động thủ, cho nên có ở đây không có thể bảo đảm chính mình an toàn trước, hắn còn không có ý định lập tức rời đi cái này phong bế không gian. Diệp Thần Phong cảm giác được xuất hiện ở trận thực lực cao nhất cũng là Địa Ma Điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm cùng Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế, hai người này thực lực đều thuộc về Nguyên Thiên đỉnh phong cấp độ, nếu như có thể đem Xích Viêm Cốc kéo đến hắn bên này, như vậy hắn cũng liền không cần e ngại Vân Tiêu Cung các loại môn phái. Vân Tiêu Cung Lý Tử Hạo gặp Diệp Thần Phong không nhìn thẳng hắn tra hỏi, cái này khiến hắn ánh mắt càng thêm âm trầm một chút, lạnh giọng nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi để cho chúng ta Vân Tiêu Cung đại trưởng lão chết thảm, thức thời ngươi liền lập tức tìm tới lối ra mang bọn ta rời đi, chúng ta Vân Tiêu Cung có lẽ còn có thể để ngươi chết thống khoái, ta Lý Tử Hạo thế nhưng là đường đường cổ võ chế tài người người thừa kế, cũng không phải là như ngươi loại này đồ rác rưởi có thể so sánh. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, hắn cũng lập tức mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong, phụ thân ta Vương Mộc Trùng không phải đi thế tục giới đuổi bắt ngươi sao? Chẳng lẽ phụ thân ta không có gặp được ngươi? Diệp Thần Phong bình thản không có gì lạ nói ra, phụ thân ngươi bị ta cho đưa đi gặp Diêm Vương gia, không riêng như thế, phía trước không lâu ta còn vào xem một chuyến Thiên Sơn Môn, thuận tiện cầm Thiên Sơn Môn đệ tử cho đưa lên đường. Diệp Thần Phong, ngươi chớ có hầu ngôn loạn ngữ, phụ thân ta Vương Mộc Trùng chính là đường đường Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ, ngươi một cái thực lực có thể so với Phá Thiên Sơ Kỳ người. Ngươi làm sao có khả năng cầm phụ thân ta cho giết? Vương Chúng Thiên căn bản không tin Diệp Thần Phong nói tới. Một bên Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cũng cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, chỉ bằng như ngươi loại này thực lực còn muốn đổ sát ta Thiên Sơn môn đệ tử. Phụ thân ta thế nhưng là bước vào nguyên thiên cảnh giới, phụ thân ta cùng Thiên Sơn môn đệ tử không thể nào là chết tại trên tay ngươi. Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo. Hắn đang nghe Diệp Thần Phong nói khoác mà không biết ngượng về sau, hắn càng thêm khinh thường nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi có thể lại ngu ngốc một chút sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói những lời này, chúng ta liền toàn bộ có tin hay không? Chẳng lẽ chúng ta không có ánh mắt sao? Như ngươi loại này người ta một ngón tay đầu liền có thể bóp chết. Diệp Thần Phong cảm thụ được Lý Tử Hạo Nguyên Thiên Sơ Kỳ thực lực. Nhìn xem Lý Tử Hạo này không ai bì nổi bộ dáng. Trong lòng của hắn đã là lộ ra sát cơ, bây giờ hắn đối phó Nguyên Thiên Sơ Kỳ cao thủ cơ hồ có thể nhất kích miểu sát,
Địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát, hắn hai tròng mắt thủy chung tập trung ở Hạ Tử Ninh trên thân, phải biết năm đó Hạ Tử Ninh thế nhưng là giết chết hắn nhi tử hung thủ, hắn thình lình mở miệng nói ra, Hạ Tử Ninh, để ngươi sống lâu như thế, ngươi hẳn là cũng sống đủ, hôm nay là thời điểm để ngươi đến dưới đất đi tiếp nhi tử ta. Nói, ma vô sát trên thân tản mát ra nguyên thiên trung kỳ khí thế. Diệp Thần Phong cầm Hạ Tử Ninh ngăn ở phía sau, nhìn xem ma vô sát nói ra, ngươi là địa ma điện trưởng môn nhân. Theo ta thấy năm đó con trai của ngươi sở dĩ sẽ bị Tử Ninh giết chết, cái này hoàn toàn là người khác bố một cái cục, con trai của ngươi sau khi chết thu hoạch được lớn nhất lợi ích là ai? Ma vô sát hơi hơi sững sờ, đem ánh mắt liếc về phía Lý Tử Hạo, con trai của hắn năm đó đồng dạng là bị chọn làm cổ võ chế tài người người thừa kế. Con trai của hắn sau khi chết, đương nhiên là Lý Tử Hạo thu hoạch được lớn nhất lợi ích, lấy ma vô sát trí tuệ, hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ bất quá hắn trong tay không có chứng cớ xác thực, huống hồ bây giờ Lý Tử Hạo trở thành cổ võ chế tài người người thừa kế duy nhất, nếu như hắn liều lĩnh đi giết chết Lý Tử Hạo, như vậy cổ võ chế tài người có thể hay không truy cứu việc này. Đến lúc đó chỉ sợ hắn toàn bộ địa ma điện đều không chịu đựng nổi cổ võ chế tài người phẫn nộ. Ma vô sát cũng không muốn nhường đất ma điện diệt vong, hắn thu hồi nhìn về phía Lý Tử Hạo ánh mắt, lạnh giọng quát, coi như cái này bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, năm đó giết chết con trai của ta là Hạ Tử Ninh, chuyện này là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lý Tử Hạo nhìn thấy ma vô sát thu hồi ánh mắt, trong lòng của hắn là âm thầm buông lỏng một hơi, đối với Diệp Thần Phong phẫn nộ là càng ngày càng tràn đầy, hắn đối ma vô sát nói ra, ma tiền bối. Để cho ta tới xuất thủ cắt ngang tiểu tử này một cái chân, ta xem dạng này hắn mới có thể trung thực nghe lời, đến lúc đó hắn liền sẽ ngoan ngoãn cho chúng ta tìm lối ra. Mà tiền bối không cần vội vã đối với Hạ Tử Ninh động thủ, chờ rời đi Quỷ Vương Tông di tích về sau, mà tiền bối có thể hay không cầm Hạ Tử Ninh giao cho ta một đêm. Bất quá, mà tiền bối người yên tâm tốt, ta nhất định sẽ không đem Hạ Tử Ninh giết chết. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Hạo còn nhìn không được lè lưỡi liếm liếm bờ môi, hắn nhìn ra được ma vô sát là tại kiêng kỵ sau lưng của hắn cổ võ chế tài người, nhưng trước mắt địa ma điện cái này thực lực tương đối mạnh, cho nên Lý Tử Hạo đối với ma vô sát cũng là khách khí. Ma vô sát trong nội tâm tuy nhiên cũng đối Lý Tử Hạo có sát tâm, nhưng hắn hử lạnh một tiếng về sau, hắn liền không lên tiếng nữa, lấy yên lặng tới biểu thị hắn đồng ý Lý Tử Hạo đề nghị. Lý Tử Hạo thấy thế, trên mặt hắn nụ cười là càng thêm tràn đầy, hắn đối ở đây người nói, các vị yên tâm tâm tính thiện lương, ta Lý Tử Hạo tuyệt đối sẽ không muốn tiểu tử này tánh mạng, ta sẽ chỉ làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại, Lý Tử Hạo lại nhìn xem Diệp Thần Phong sau lưng Hạ Tử Ninh, nói ra Tử Ninh, ta nói qua ta sớm muộn cũng sẽ đạt được thân thể ngươi, ta xem dùng không bao lâu, ta liền có thể thực hiện điều tâm nguyện này. Hạ Tử Ninh là chặt chẽ cau mày. Đối với Lý Tử Hạo là một mặt căm ghét, mà Lý Tử Hạo tại nói với Hạ Tử Ninh xong, trong cơ thể hắn lập tức tăng lên nguyên thiên sơ kỳ chân kính lực lượng, Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cũng không có ngăn cản Lý Tử Hạo, hắn thấy chỉ là một cái có thể so với phá thiên sơ kỳ Diệp Thần Phong, đó căn bản không phải là con trai của hắn đối thủ. Về phần Xích Viêm cốc người cũng lựa chọn đứng ở một bên, dù sao Liệt Viêm bọn người còn không có quen đến ra tay trợ giúp Diệp Thần Phong trình độ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể càn rỡ đến lúc nào? Ngươi không phải nói ngươi giết nguyên thiên trung kỳ vương mộc trùng sao? Như vậy thì để cho ta tới kiến thức một chút thực lực ngươi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Tử Hạo đùi phải hơi hơi đạp, cả người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong tới gần, khóe miệng thủy chung treo một vòng khinh thường nụ cười, ở đây thủ hạ tại cảm nhận được Lý Tử Hạo khí thế về sau. Bọn họ đều cho rằng Diệp Thần Phong muốn bị Lý Tử Hạo cắt ngang một cái chân, chỉ có đứng sau lưng Diệp Thần Phong Hạ Tử Ninh, nàng âm thầm cảm thấy Lý Tử Hạo buồn cười, bởi vì nàng biết bây giờ Diệp Thần Phong thế nhưng là có miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực. Tiểu tử, người đùi phải ta trước tiên nhận lấy. Lý Tử Hạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn nhanh chóng nâng lên hắn đùi phải, toàn bộ đùi phải trong không khí lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong đùi phải đá đi. Xích Phiêm cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng, trong lòng của hắn là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với Diệp Thần Phong vẫn rất có hảo cảm, dù sao hắn thấy Diệp Thần Phong tại cơ quan bố cục trên tạo nghệ rất có thể cao hơn hắn, có thể Xích Phiêm cốc cốc chủ đều không có nhúng tay,
hắn liền cũng không có lý do nhúng tay, chỉ có thể âm thầm nói lầm bầm, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Chương 943, khẩu khí này không cổ họng cũng phải cổ họng. Lý Tử Hạo một cước này khí thế hung hung, phảng phất cầm không khí đều phá vỡ một dạng, hắn nhìn đứng ở trước mặt hắn không nhúc nhích Diệp Thần Phong, quát ầm lên, tiểu tử, bây giờ bị dọa sợ a. Hiện tại thấy hối hận a, đáng tiếc vô dụng. Ở đây trừ Hạ Tử Ninh bên ngoài, thủ hạ cũng đều cùng Lý Tử Hạo là đồng dạng ý nghĩ, cái này Diệp Thần Phong là hoàn toàn bị dọa sợ, dù sao Lý Tử Hạo thế nhưng là có được nguyên thiên sơ kỳ thực lực, mà cái này Diệp Thần Phong thực lực mới chỉ là có thể so với phá thiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà, đang lúc Lý Tử Hạo đùi phải muốn đá Diệp Thần Phong trên đùi phải thì từ Diệp Thần Phong thân thể trung bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không kém gì nguyên thiên sơ kỳ khí thế. Diệp Thần Phong trực tiếp cầm thực lực tăng lên tới tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, dưới chân hắn lập tức sử xuất bạo sâu xa bộ pháp. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Trong nội tâm đang dương dương đắc ý, đối với Diệp Thần Phong chẳng thèm ngó tới Lý Tử Hạo, hắn bất thình lình cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn đùi phải hoàn toàn đá chật, Diệp Thần Phong thân ảnh cũng biến mất ở trước mặt hắn. Đứng cách đó không xa quan chiến Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong thực lực chân chính về sau, trong lòng của hắn đã sớm không bình tĩnh, mắt thấy Diệp Thần Phong né tránh Lý Tử Hạo một chân, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lý Tử Hạo thì hắn liều lĩnh quát, Diệp Thần Phong, đừng muốn thương tổn nhi tử ta, bằng không ta Vân Tiêu cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tử Hạo nghe được cha mình tiếng giống, hắn cảm giác được phía sau âm phong từng trận, hắn bỗng nhiên xoay thân thể lại. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong tấm kia mang theo chiêu tức thần sắc khuôn mặt thì hắn đồng tử đột ngột co rụt lại. Từ vừa rồi Diệp Thần Phong tránh thoát hắn công kích bắt đầu, hắn tuy nhiên trong nội tâm rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết mình cũng không phải là Diệp Thần Phong đối thủ, vội vàng nói, ta là cổ võ chế tài người người thừa kế, người dám động thủ với ta thử một chút. Nghe vậy, Diệp Thần Phong khóe miệng cười lạnh chậm rãi nở rộ ra, ầm. Một tiếng, nương theo lấy răng rắc, răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn, Diệp Thần Phong trực tiếp một chân đá vào Lý Tử Hạo trên đùi phải, cầm Lý Tử Hạo xương bánh chè là bị đá vỡ nát, băng lãnh nói ra, ta quản ngươi là cái gì cổ võ chế tài người người thừa kế. Vẫn là cái gì cứt chó người thừa kế, coi như ngươi là con trai của Thiên Vương lão tử, dám đối với ta Diệp Thần Phong động thủ, ta cũng nhất định để ngươi trả giá đắt. Trước mắt loại tình thế này, Diệp Thần Phong đã không lo được Lý Tử Hạo phía sau lực lượng. Vừa mới Lý Tử Hạo ý đồ muốn đá gãy hắn đùi phải, nếu như Diệp Thần Phong dạng này còn có thể dễ dàng tha thứ lời nói, như vậy hắn cũng liền không phải Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong tại đá gãy Lý Tử Hạo đùi phải đồng thời, thân thể của hắn chuyển tới Lý Tử Hạo sau lưng, tay phải bỗng nhiên chế trụ Lý Tử Hạo cổ, mà Lý Tử Hạo đùi phải xương bánh chè bị đá đến vỡ nát trong cổ họng hắn là liên tục hút lấy hơi lạnh. Từ Lý Tử Hạo đối với Diệp Thần Phong động thủ, đến Diệp Thần Phong đá gãy Lý Tử Hạo chân, sau cùng cầm Lý Tử Hạo bắt lại, cái này hàng loạt sự tình chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ nội. Tại trận người nhìn thấy Diệp Thần Phong chế trụ Lý Tử Hạo cổ, bọn họ từng cái phảng phất cũng còn chưa có trở về qua thần tới đây. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong không có nghe hắn ra lệnh trực tiếp cầm con trai của hắn chân đá gãy, hắn giờ phút này trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Phải biết Lý Tử Hạo thế nhưng là đại biểu Vân Tiêu cung tương lai, chỉ cần Lý Tử Hạo tương lai ngồi lên cổ võ chế tài người vị trí, như vậy Vân Tiêu cung liền thật trở thành toàn bộ cổ võ giới bên trong đệ nhất đại môn phái. Lý Đông Thiên hai tròng mắt gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Diệp Thần Phong, người biết mình tại làm cái gì sao? Diệp Thần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Lý Đông Thiên, lạnh giọng nói ra, làm sao? Người có tư cách giáo huấn ta sao? Ngươi tuy nhiên cũng chỉ là nguyên thiên sơ kỳ thực lực mà thôi, ta giết ngươi như giết chó một dạng. Vân Tiêu cung đại trưởng lão bị Diệp Thần Phong giết chết. Bây giờ hắn lại đá gãy Lý Tử Hạo chân, hắn cùng Vân Tiêu cung ở giữa cừu hận là không thể nào hóa giải. Lý Đông Thiên đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, hắn tức giận đến là ở ngực kịch liệt phập phồng, nhưng hắn vô pháp phản bác Diệp Thần Phong lời nói, bởi vì hắn biết Diệp Thần Phong nói là sự thật. Bằng vào vừa rồi Diệp Thần Phong bày ra tốc độ, hắn căn bản không thể nào là Diệp Thần Phong đối thủ. Tại Diệp Thần Phong thể hiện ra miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực về sau, Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng,
Đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, những người này sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Trung Thiên Sơn môn cùng vạn độc môn thân thể người đã tại run lẩy bẩy, bọn họ đều chỉ là phá thiên chi cảnh thực lực, bọn họ tại Diệp Thần Phong trước mặt thế nhưng là không chút nào đủ xem. Vương Chúng Thiên bọn người bắt đầu chậm rãi tin tưởng Diệp Thần Phong lời mới vừa nói, Vương Chúng Thiên phụ thân Vương Mộc Trùng khả năng thật đã chết tại Diệp Thần Phong trên tay, mà Đồ Sát Thiên Sơn môn nhân cũng vô cùng có khả năng cũng là Diệp Thần Phong. Bị Diệp Thần Phong chế trụ cổ Lý Tử Hạo, hắn đang nhẫn nhịn trên đùi phải đau đớn sau khi tính hồn lại, cảm thụ được trên cổ Diệp Thần Phong thủ trưởng mang đến áp lực, hắn trong hai con ngươi vẻ âm trầm càng lúc càng nồng nặc, nhưng hắn cũng không có hướng về Diệp Thần Phong cầu xin tha thứ, hắn thấy hắn là cổ võ chế tài người người thừa kế, Diệp Thần Phong loại này hèn mọn rác rưởi căn bản không chịu đựng nổi hắn nói xin lỗi. Diệp Thần Phong, người cắt ngang ta phải chân, người cho là mình còn có thể còn sống rời đi cổ võ giới sao? Nếu như ngươi bây giờ thả ta, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lý Tử Hạo cắn hàm răng nói ra. Đối với Lý Tử Hạo đến bây giờ còn không ai bì nổi bộ dáng, Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, ngươi không phải cho là mình là cổ võ chế tài người người thừa kế, ngươi liền có đầy đủ kiêu ngạo sao? Đối phó ngươi loại người này nên đem ngươi kiêu ngạo toàn bộ đạp nát, ngươi nói nếu như ngươi biến thành một cái toàn thân tê liệt người thực vật, như vậy ngươi còn có thể duy trì phần này kiêu ngạo sao? Diệp Thần Phong âm thanh truyền vào Lý Tử Hạo trong lỗ tai, cái này khiến Lý Tử Hạo có loại dùng mình cảm giác, hắn vội vàng hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong một cái tay tiếp tục chế trụ Lý Tử Hạo cổ, một cái tay khác đặt tại Lý Tử Hạo xương sống lưng bên trên, bây giờ hắn cùng Lý Tử Hạo ở giữa mâu thuẫn vô pháp giải khai, coi như hắn buông tha Lý Tử Hạo, có thể cái này Lý Tử Hạo cũng sẽ không buông tha hắn. Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, để ngươi biến thành người thực vật. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, cách đó không xa Lý Đông Thiên hắn bỗng nhiên quát, Diệp Thần Phong, ngươi dám. Mà Lý Tử Hạo cảm giác được xương sống lưng bên trên từng tia năng lượng đang đè ép, hắn là cũng đã không thể đủ bình tĩnh, nếu như biến thành một cái người thực vật lời nói, đối với hắn tới nói đây là so chết càng thêm thống khổ sự tình, hắn vội vàng nói, Diệp Thần Phong, ngươi không nên vọng động. Chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Diệp Thần Phong cầm vừa rồi Lý Tử Hạo nói chuyện qua, ban đầu chia bất động còn cho hắn, bây giờ bị dọa sợ a. Hiện tại thấy hối hận a, đáng tiếc vô dụng. Diệp Thần Phong đặt tại Lý Tử Hạo xương sống lưng vào tay trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực, từ Lý Tử Hạo trên lưng lập tức phát ra răng rắc. Răng rắc, âm thanh, ngay sau đó, Lý Tử Hạo liền như là một bãi bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Trừ ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng thần sắc bên ngoài, giờ phút này Lý Tử Hạo toàn thân cao thấp căn bản là không có cách động đậy mảy may, hắn triệt để biến thành một cái người thực vật. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực biết động thủ, nhìn thấy con trai mình biến thành người thực vật về sau, hắn phẫn nộ sắp phát cuồng, thế nhưng là biết mình cũng không phải là Diệp Thần Phong đối thủ, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Địa Ma Điện Ma Vô Sát cùng Quỷ Thiên Lâm. Nói ra các người Địa Ma Điện chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Giúp ta phế Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này, chúng ta có thể từ trong miệng hắn biết được Quỷ Vương Tông tàng bảo địa, cái này về sau ta chỉ cần tiểu xúc sinh này mệnh, về phần Quỷ Vương Tông bảo tàng ta một điểm không cần. Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên, hắn cũng vội vàng tỏ thái độ, đúng, ta Vân Thiên Tông cũng chỉ muốn tiểu xúc sinh này mệnh. Dù sao bây giờ Vương Chúng Thiên cũng không phải Diệp Thần Phong đối thủ. Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hắn hơi hơi gật gật đầu, đối bên cạnh Quỷ Thiên Lâm, nói ra, đại trưởng lão, người xuất thủ cầm tiểu tử này cho phế. Quỷ Thiên Lâm lập tức tăng lên lên Nguyên Thiên Đỉnh Phong khí thế, lấy Diệp Thần Phong bây giờ thực lực còn không có cách nào đối phó Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ, đang lúc Quỷ Thiên Lâm chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Thần Phong bất thình lình đối Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm, nói ra, Liệt Cốc Chủ, con trai của ngươi bên trong nhiệt độc. Đại khái chỉ có hơn nửa giờ mệnh, ở đây chỉ có ta một người có thể giúp hắn khu trừ nhiệt độc, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị những người này cho phế? Lời này vừa nói ra, Liệt Viêm thân thể hơi hơi lắc một cái, hắn phảng phất bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, hắn từ Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế trong tay tiếp nhận chính mình trong hôn mê nhi tử Liệt Dương, đối Vương Vũ Kế nói ra, đại trưởng lão, ngươi cho ta bảo vệ tốt vị tiểu huynh đệ này. Nghe vậy,
Vương Vũ Kế lập tức đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, thân thể chung bên trong đồng dạng tăng lên lên nguyên thiên đỉnh phong khí thế, cùng này địa ma điện quỷ thiên lâm mặt đối mặt đứng đấy, ở đây chỉ có hai người bọn họ là nguyên thiên điên phong cao thủ. Bây giờ có Xích Viêm Cốc đứng tại Diệp Thần Phong bên này, xem ra Vân Tiêu Cung các loại môn phái khẩu khí này không cổ họng cũng phải cổ họng. Chương 944, Cường Thế Lôi Kéo. Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế có được nguyên thiên đỉnh phong thực lực, Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm có được nguyên thiên sơ kỳ thực lực, Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng có được nguyên thiên sơ kỳ thực lực, lại thêm một cái có thể miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ Diệp Thần Phong. Mà Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên có được nguyên thiên sơ kỳ thực lực, Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên có được nguyên thiên sơ kỳ thực lực, Địa Ma Điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm có được nguyên thiên đỉnh phong thực lực, Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát có được nguyên thiên trung kỳ thực lực. Về phần Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn những phá thiên chi cảnh đó người, bọn họ tại loại này trong chiến đấu cơ hồ không được tác dụng. Nói cách khác có Xích Viêm Cốc hỗ trợ, giờ phút này Diệp Thần Phong bên này thực lực cùng tam đại môn phái thực lực gần như không cùng nhau trên dưới, nếu như cứng rắn muốn tiến hành đối chiến lời nói, song phương rất có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả. Tam đại môn phái người khi nhìn đến Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế đứng ra về sau, bọn họ thần sắc nhao nhao trở nên ngưng trọng lên, trước mắt cái này phong bế trong không gian nhiệt độ càng ngày càng cao, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này đánh lâu dài, bằng không đến sau cùng thắng bại khả năng không có phân ra đến, bọn họ liền bị tại đây nhiệt độ nóng bỏng cho nướng chín. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn bình tĩnh khuôn mặt, mắt nhìn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống nhi tử Lý Tử Hạo, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm trên thân. Nói ra, Liệt Cốc chủ, người đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ người muốn cùng ba chúng ta đại môn phái là địch sao? Không đợi Liệt Viêm trả lời, Diệp Thần Phong liền lạnh giọng mở miệng, ta nói các ngươi khiến cho rõ ràng tình huống bây giờ sao? Hiện tại chỉ có ta có thể mang theo các ngươi rời đi nơi này, nếu như các ngươi ép gấp ta. Đại không ta trực tiếp vừa chết, như vậy các ngươi cho là mình còn đi được ra tại đây sao? Đến lúc đó các ngươi từng cái liền chờ đợi thân thể bị nướng chín tư vị đi. Diệp Thần Phong muốn mở ra rời đi phong bế không gian cơ quan, đến lúc đó khẳng định là ngăn không được Vân Tiêu Cung các loại môn phái người đi theo rời đi. Hắn chỗ muốn vội vã như vậy muốn lôi kéo Xích Viêm Cốc, vì là cũng là chờ rời đi nơi này về sau, nếu như tam đại môn phái người cùng một chỗ ra tay với hắn, như vậy hắn mang theo Hạ Tử Ninh khẳng định là thoát không thân thể. Xích Viêm Cốc có thể đứng tại hắn bên này, tình huống vậy thì thật to khác biệt. Vân Tiêu cùng các loại môn phái người nghe được Diệp Thần Phong lời nói này về sau, bọn họ thần sắc trở nên nghi ngờ không thôi đứng lên. Bọn họ đang suy nghĩ nếu quả thật đem Diệp Thần Phong ép gấp, Diệp Thần Phong muốn cùng bọn họ ở chỗ này đồng quy vu tận, như vậy đây đối với bọn họ thật sự mà nói là quá uổng phí. Vừa rồi bọn họ chỉ muốn trước tiên phế Diệp Thần Phong, sau đó cầm Diệp Thần Phong khống chế lại. Để cho Diệp Thần Phong ngoan ngoãn nghe bọn hắn lời nói, nhưng hôm nay có Xích Viêm Cốc đứng tại Diệp Thần Phong phía bên nào. Bọn họ biện pháp này là tuyệt đối không làm được. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên mở miệng lần nữa nói ra, Liệt Cốc chủ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tử này có thể chữa trị xong con của ngươi. Không cần làm nửa ngày, chúng ta người ở đây đều bị tiểu tử này cho trêu đùa. Nghe vậy, Liệt Viêm đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ có phải hay không trước tiên có thể xuất thủ trị liệu nhi tử ta? Ngươi yên tâm tốt, tại đây tuyệt đối không ai có thể làm bị thương ngươi. Diệp Thần Phong cau mày một cái, hắn đương nhiên không thể dễ dàng như vậy lại giúp cứu chữa Xích Viêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương, dù sao hắn không biết Liệt Viêm là một cái dạng gì người. Nếu như hắn chữa trị xong Liệt Dương, cái này Liệt Viêm lập tức trở mặt không quen biết, vậy hắn nên làm cái gì? Đến lúc đó hắn cần phải đối mặt tứ đại môn phái cao thủ. Như vậy hắn cùng Hạ Tử Ninh tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Diệp Thần Phong muốn một cái cầm Xích Viêm Cốc cường thế lôi kéo đến hắn bên này biện pháp, để cho Xích Viêm Cốc không có đường lui có thể đi, chỉ có thể cùng hắn Diệp Thần Phong hợp tác. Gặp Diệp Thần Phong yên lặng không nói, Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên chen miệng nói, Liệt Cốc chủ, ngươi xem một chút, tiểu tử này lộ tẩy a. Nhìn hắn do dự bộ dáng, hắn khẳng định không cách nào chữa trị xong con của ngươi. Liệt Viêm đang nghe Lý Đông Thiên lời nói này về sau,
trên mặt hắn cũng lộ ra ngờ vực vô căn cứ thần sắc, mà vừa lúc này, Diệp Thần Phong mở miệng, Liệt Cốc Chủ, nói thật, ta hiện tại còn vô pháp 100% tin tưởng ngươi, trên cái thế giới này qua sông đoạn cầu người thế nhưng là có rất nhiều, Liệt Cốc Chủ có phải hay không phải làm một kiện để cho ta đã không còn lo lắng sự tình. Như vậy ta lập tức xuất thủ trị liệu con của ngươi. Diệp Thần Phong lời nói tại truyền vào Liệt Viêm trong lỗ tai về sau, Liệt Viêm trong đôi mắt thần sắc chỉ là do dự một chút, hắn ánh mắt liền trở nên kiên định, đem ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất biến thành người thực vật Lý Tử Hạo. Vân Tiêu Cung Lý Đông Thiên khi nhìn đến Liệt Viêm cử động về sau, trong lòng của hắn một cái lộp bộp, lập tức mở miệng nói, Liệt Viêm, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, tại Lý Đông Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Liệt Viêm thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Tử Hạo bên cạnh, một chân không chút do dự đá vào Lý Tử Hạo trên đầu, răng rắc. Một tiếng, Lý Tử Hạo cả viên đầu trực tiếp thoát ly cổ, lăn xuống đến cái này phong bế không gian bên trái ao nham tương bên trong, trong nháy mắt bị cuồn cuộn lấy hỏa nhiệt dung nham cho hòa tan. Trên mặt đất Lý Tử Hạo thi thể không đầu, máu tươi vẫn còn ở từ trên cổ hắn chỗ nứt liên tục chảy ra, nghĩ hắn Lý Tử Hạo đường đường cổ võ chế tài người người thừa kế. Vân Tiêu Cung thiếu chủ, hắn cứ như vậy chết ở chỗ này, nếu như hắn không có chọc Diệp Thần Phong lời nói, có lẽ hắn tương lai còn có thể trở thành cổ võ giới đệ nhất nhân, đáng tiếc trên cái thế giới này không có nếu như. Lý Đông Thiên khi nhìn đến con trai mình bị Liệt Viêm cho giết chết về sau, bàn tay hắn đột nhiên tụ lại thành quả đấm, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập căm giận ngút trời, quát Liệt Viêm, ngươi có biết hay không mình tại làm cái gì? Con trai của ta là cổ võ chế tài người người thừa kế, các ngươi Xích Viêm Cốc liền đợi đến xong đời đi. Mà Liệt Viêm tại cầm Lý Tử Hạo đầu đá bay về sau, hắn trực tiếp không để ý đến Lý Đông Thiên, ánh mắt thủy chung là nhìn xem Diệp Thần Phong, hỏi tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi có thể yên tâm ra tay cứu trị con trai của ta à? Đối với Liệt Viêm quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, dùng cái này đó có thể thấy được Liệt Dương trong lòng hắn phi thường trọng yếu. Bây giờ Liệt Viêm cầm Lý Tử Hạo cho giết chết, như vậy Xích Viêm Cốc xem như hoàn toàn đứng ở Vân Tiêu Cung mặt đối lập. Đây là Diệp Thần Phong muốn xem đến kết quả, hắn hiện tại cũng có thể hoàn toàn yên tâm trị liệu trong hôn mê Liệt Dương. Tất nhiên Liệt Cốc chủ là sảng khoái như vậy người, như vậy ta Diệp Thần Phong cũng sẽ không mập mờ. Diệp Thần Phong cầm trong hôn mê Liệt Dương đặt nằm dưới đất trên mặt, cầm Liệt Dương ở ngực y phục cho giải khai. Nói ra, tại ta quá trình trị liệu bên trong không thể bị người quấy rầy. Địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát sốt cục nhìn không được mở miệng, nói ra, tiểu tử, người trước tiên mang bọn ta rời đi nơi này, người chẳng lẽ không có cảm giác tại đây nhiệt độ càng ngày càng cao sao? Tại dạng này xuống dưới chúng ta đều muốn chống đỡ không nổi. Diệp Thần Phong đem ma vô sát lời nói trực tiếp xem như đánh rắm, từ trong ngực xuất ra một cái châm cứu bao, đối Liệt Viêm nói ra, Liệt Cốc chủ, ta hiện tại muốn thi châm cứu người. Xích Viêm Cốc người đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, Liệt Viêm, Vương Vũ Kế cùng Vương Minh Trùng ba người này là đứng tại Diệp Thần Phong chung quanh, mắt lạnh nhìn tam đại môn phái người, mà Hạ Tử Ninh thì là đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong cầm ngân châm đơn giản trừ độc về sau, trong đầu hắn nhớ lại Quỷ Vương 13 châm châm cứu, bây giờ Liệt Dương trong cơ thể là bị nhiệt độc xâm chiếm. Mà quỷ này vương 13 châm thuộc về âm thuộc tính châm cứu, cho nên dùng quỷ vương 13 châm tới khu trừ Liệt Dương trong cơ thể nhiệt độc là lại phù hợp bất quá. Tại Diệp Thần Phong chuẩn bị sử xuất quỷ vương 13 châm thời điểm, trong cơ thể hắn đoàn kia biến dị sau khi màu đỏ sậm khí thể bắt đầu không an phận đứng lên, căn cứ quỷ vương tông tông chủ Dương Phi bằng di ngôn bên trên nói, cái này đoàn quỷ dị khí thể có phụ trợ quỷ vương 13 châm tác dụng. Khó trách Diệp Thần Phong mỗi lần sử xuất quỷ vương 13 châm, trong đan điền quỷ dị khí thể liền sẽ xuẩn xuẩn dục động đứng lên. Tại Diệp Thần Phong trong tay ngân châm đâm vào Liệt Dương ở ngực thời điểm, hắn nắm bắt ngân châm cả cánh tay phải cánh tay trong nháy mắt bị trong đan điền màu đỏ sậm khí thể cho bao trùm, cho người bên ngoài một loại sát khí tùm cảm giác, phảng phất là một đầu tử thần cánh tay một dạng. Tại Diệp Thần Phong cầm quỷ vương 13 châm thi triển hoàn tất về sau. Ở đây tất cả mọi người thấy rõ, tại Liệt Dương phía trên xuất hiện từng cái âm u đầu lâu huyễn tưởng, những này đầu lâu xoay quanh tại Liệt Dương phía trên, mà theo những này đầu lâu huyễn tưởng xuất hiện, Liệt Dương trong cơ thể nhiệt độc cũng tại từng chút một xua tan, hắn khí tức đang trở nên ổn định cùng cường đại lên. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát cùng Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên,
Ba người bọn họ khi nhìn đến bộ xương này đầu huyễn tưởng về sau, từng cái trên mặt lộ ra tham lam thần sắc, bởi vì bọn hắn tại chính mình môn phái trong điển tịch thấy qua, Quỷ Vương Tông Quỷ Vương 13 châm đang thi triển hoàn tất về sau, sẽ xuất hiện từng cái đầu lâu huyễn tưởng, mà trước mắt bọn họ khẳng định Diệp Thần Phong thi triển cũng là trong truyền thuyết Quỷ Vương 13 châm. Vân Tiêu cùng Lý Đông Thiên âm thầm cảm thán nói, xem ra Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này thật sự là tìm tới Quỷ Vương Tông bảo tàng, thậm chí hắn đã là đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa. Tại Lý Đông Thiên tâm hoài quỷ thai thời điểm, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người từng cái trong nội tâm cũng toát ra cực kỳ giống nhau ý nghĩ. Chương 945, rời đi Quỷ Vương Tông di tích. Sau 10 phút, bao trùm Diệp Thần Phong cánh tay phải ám hồng sắc khí thể co rút lại hồi đan ruộng bên trong, xoay quanh tại liệt dương phía trên đầu lâu huyễn tưởng cũng dần dần biến mất, đang kiểm tra một phen liệt dương tình trạng cơ thể về sau, cảm giác được liệt dương trong cơ thể nhiệt độc hoàn toàn bị khu trừ, Diệp Thần Phong lúc này mới cầm đâm vào liệt dương ở ngực ngân châm cho theo thứ tự rút ra. Một bên Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm vừa định muốn mở miệng hỏi một chút con trai mình tình huống, chỉ gặp nằm trên mặt đất liệt dương ngón tay rung động mấy lần, sau đó mí mắt cũng bắt đầu hơi hơi lay động, ước chừng 5-6 giây về sau, thuộc về trong hôn mê liệt dương là mở hai mắt ra, từ hắn ánh mắt bên trong để lộ ra tới một loại mê mang vẻ, hắn nhìn xem trước mặt mình Diệp Thần Phong, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là ai? Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm vội vàng đi đến con trai mình Liệt Dương bên cạnh, cầm đại khái sự tình đối với Liệt Dương cho nói một lần, Liệt Dương đánh trong lòng là một cái chất phác ngay thẳng người, hắn lúc nghe là Diệp Thần Phong cứu hắn về sau, hắn vội vàng đứng người lên đối với Diệp Thần Phong thật sâu cúc một cái cung, nói ra, Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta nhất mệnh, về sau nếu là Diệp huynh đệ dùng đến ta Liệt Dương địa phương, coi như hy sinh ta Liệt Dương cái mạng này, ta Liệt Dương cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Diệp Thần Phong nhìn ra Liệt Dương lời nói này là xuất phát từ nội tâm, vừa định muốn nói vài câu lời khách khí thì Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát lại nhịn không được mở miệng, tiểu tử, ngươi đi lêu lỏng xong sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Diệp Thần Phong mắt nhìn Địa Ma Điện Ma Vô Sát, tùy ý nhún nhún vai, nói ra, người đây là đang đối với người nào nói chuyện đâu. Có bản lĩnh các ngươi liền chính mình tìm ra đường, tại lão tử mặt mũi chít chít hoa hoa nói nhảm cái rắm. Bây giờ có Xích Viêm Cốc cỗ này trợ lực, tối thiểu nhất hiện tại không cần đến lo lắng tam đại môn phái, lấy Diệp Thần Phong phỏng đoán tại hơn một cái giờ bên trong, bọn họ lưu lại nơi này nơi phong bế trong không gian còn không biết gặp được nguy hiểm tính mạng. Cho nên trong lòng của hắn căn bản không cần phải gấp. Diệp Thần Phong trong nội tâm là không muốn mang lấy Vân Tiêu cùng các loại môn phái người rời đi nơi này, có thể coi là hắn liên thủ với Xích Viêm Cốc đối với tam đại môn phái động thủ, đoán chừng sau cùng lưỡng bại câu thương khả năng tính so sánh lớn, cho nên đợi chút nữa cái này tam đại môn phái người muốn đi theo Diệp Thần Phong cùng rời đi, Diệp Thần Phong là cơ hồ ngăn cản không chuyện này phát sinh. Ma Vô Sát đang nghe Diệp Thần Phong không ai bị nổi ngôn ngữ về sau, hắn tức giận đến là khóe mắt trực nhảy, trong hai con ngươi là sát cơ hiện lên. Con mắt chăm chú khóa chặt tại Diệp Thần Phong trên thân. Vân Tiêu cùng trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn biết bây giờ không phải là cùng Diệp Thần Phong tranh cãi thời điểm, huống hồ Xích Viêm Cốc đã đứng tại Diệp Thần Phong bên kia. Tối thiểu nhất trước mắt bọn họ không cách nào động Diệp Thần Phong, hắn áp chế trong nội tâm nộ hỏa. Nói ra, Diệp Thần Phong, người tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi nơi này. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, muốn để ta mang theo các ngươi rời đi cũng có thể. Các ngươi tam đại môn phái người nói với ta câu thật xin lỗi. Chú ý thái độ nhất định phải chân thành một chút. Bằng không chúng ta thì cùng chết ở chỗ này. Dù sao bằng vào ta đầu này nát mệnh tới đổi lấy các ngươi những người này mệnh cũng đáng được. Tất nhiên Diệp Thần Phong vô pháp cầm tam đại môn phái người lưu tại nơi này, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy mang theo tam đại môn phái người rời đi nơi này. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là nhìn xem tình thế chậm rãi phát triển, căn cứ vừa rồi Diệp Thần Phong phong cách làm việc, hắn biết Diệp Thần Phong là tâm tư 10 phần tinh tế tỉ mỉ người, hắn cũng liền không còn đi lo lắng cái gì. Nhìn xem sắc mặt biến hóa liên tục tam đại môn phái người. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, đã các ngươi muốn tốn thời gian, như vậy ta liền bồi các ngươi chậm rãi hao tổn. Xem ai hao tổn nổi. Nói xong câu đó về sau,
Diệp Thần Phong liền trầm mặc xuống. Tam đại môn phái người muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng là bây giờ có Xích Viêm Cốc đứng tại Diệp Thần Phong bên kia, bọn họ uy hiếp đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản chẳng khác gì là chó má, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong bế trong không gian nhiệt độ tại càng lên càng cao. Ước chừng sau 8 phút, địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, áp chế phẫn nộ, nói ra, thật xin lỗi. Theo ma vô sát mở miệng nói xin lỗi, thủ hạ cũng là không còn xoắn suýt, trước mắt có thể sống mới là trọng yếu nhất, theo bọn hắn nghĩ có thể sống đi ra tại đây, về sau có là biện pháp thu thập Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này, thế là, Vân Tiêu Cung Lý Đông Thiên cùng Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên mấy người cũng nhao nhao hướng về Diệp Thần Phong mở miệng nói xin lỗi. Cái này khiến đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Liệt Dương là dựng thẳng lên ngón tay cái, nói ra, Diệp huynh đệ, người thật là quá trâu tách ra. Người vậy mà để cho tam đại môn phái trưởng môn nhân cúi đầu trước ngươi xin lỗi. Đang nghe tam đại môn phái người rối rít nói xin lỗi về sau, Diệp Thần Phong cũng biết thời gian không thể lại kéo dài thêm, bằng không lưu lại nơi này cái phong bế trong không gian, đây đối với hắn tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần Phong đi đến cái này phong bế không gian bên trái ao nham tương bên cạnh, cái này dài 4 mét, bao quát 4 mét ao nham tương bên trong là sóng nhiệt cuồn cuộn. Ở cái này ao nham tương bốn phía có bốn cái kim khí móc kéo, theo lý tới nói cái này bốn cái móc kéo cũng cần phải là nóng hổi vô cùng. Bất quá, làm Diệp Thần Phong nắm lấy đi thời điểm, hắn phát hiện cái này bốn cái móc kéo không những không phỏng tay, ngược lại còn có chút lành lạnh cảm giác. Căn cứ Diệp Thần Phong trong đầu Quỷ Vương Tông cơ quan bố cục bức tranh biểu hiện, cái này bốn cái móc kéo cũng là rời đi phong bế không gian nơi mấu chốt, Diệp Thần Phong bỗng nhiên cầm cái thứ nhất móc kéo hướng đằng sau kéo một phát. Cái thứ nhất móc kéo không có bị kéo đứt, ngược lại kéo ra một đầu thật dài xích sắt đến, tại cầm cái thứ nhất móc kéo kéo ra đến từ về sau, hắn lại đem hơn ba cái móc kéo cũng đều kéo ra tới. Tại bốn cái móc kéo toàn bộ bị kéo ra đến từ về sau, chỉ gặp ao nham tương bên trong dung nham lăn lộn tốc độ đang từ từ hạ, đón lấy, dung nham nhan sắc cũng đang từ từ trở thành nhạt, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, toàn bộ ao nham tương bên trong dung nham biến mất. Bên trong biến thành thanh tịnh rét lạnh nước, mà theo dung nham biến mất, toàn bộ phong bế trong không gian nhiệt độ cũng bỗng nhiên đang giảm xuống, rất nhanh hạ xuống đến thích hợp nhân thể nhiệt độ. Xích Phiêm Cốc nhị trưởng lão Vương Minh Trùng, hắn khi nhìn đến một màn này về sau, hắn trong hai con ngươi là tản ra tinh quang, hắn đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, Diệu, thật là khéo. Ngược lại, Vương Minh Trùng lại đối Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu huynh đệ. Người có thể hay không nhận ta Vương Minh Trùng làm đồ đệ. Nhìn xem bên cạnh cái này nói liên miên lải nhải lão đầu tử, Diệp Thần Phong trong nội tâm là có chút sợ khóc sợ cười, hắn không có đi quản tam đại môn phái người, hắn trực tiếp đối Xích Viêm Cốc Liệt Viêm, nói ra, Liệt Cốc chủ, các ngươi đi theo ta. Tại nói với Liệt Viêm xong sau, Diệp Thần Phong liền lôi kéo Hạ Tử Ninh tay, hai người bọn họ trực tiếp nhảy vào biến thành thanh thủy trong hồ. Thân thể không ngừng hướng về ao chỗ sâu kín đáo đi tới, bởi vì căn cứ Quỷ Vương Tông di tích cơ quan bố cục bức tranh bên trên nói, cái này ao cũng là thông hướng ngoại giới lối ra, cho nên Diệp Thần Phong cũng căn bản vô pháp ngăn cản tam đại môn phái người đi theo hắn rời đi. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lẻn vào thanh thủy trong ao về sau, Liệt Viêm các loại Xích Viêm Cốc người cũng không chút do dự nhảy vào trong hồ, về phần tam đại môn phái người tại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Do dự ước chừng một phút đồng hồ về sau, bọn họ cũng một cái tiếp theo một cái nhảy vào trong hồ. Ước chừng 15 phút sau khi, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bỗng nhiên từ trong nước chui ra, tại chui ra mặt nước về sau, hai người bọn họ phát hiện cảnh vật chung quanh đã thay đổi, bọn họ là rời đi phong bế không gian, hai người bọn họ hiện tại sở tại địa mới là một cái trong rừng cây trong đầm nước, cái kia phong bế trong không gian ao hẳn là nối thẳng cái đầm nước này. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh từ trong đầm nước đi đến bên bờ về sau, Xích Viêm Cốc người cũng ngay sau đó từ trong đầm nước chui ra, tại Xích Viêm Cốc người xuất hiện về sau, hơn tam đại môn phái người cũng theo thứ tự từ trong đầm nước chui ra, khi bọn hắn nhìn thấy mình đã rời đi Quỷ Vương Tông di tích về sau, trên mặt bọn họ từng cái lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Mà khi Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người nghĩ đến tại Quỷ Vương Tông trong di tích bị Diệp Thần Phong trêu đùa tràng cảnh,
sau cùng cúi đầu đối với Diệp Thần Phong xin lỗi tràng cảnh thì bọn họ từng cái không tiếp tục ẩn giấu trong nội tâm sát cơ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt chính là lộ hung quang. Ngược lại, cái này tam đại môn phái người lại nghĩ tới Diệp Thần Phong người mang Quỷ Vương Tông truyền thừa, trong lòng bọn họ mặt lại lộ ra tham niệm, riêng là Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, lần này hắn Vân Tiêu Cung tổn thất nặng nề, không chỉ có đại trưởng lão chết, liền ngay cả con trai của hắn đều chết, nếu như có thể đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa cùng tài phú, cái này có lẽ còn có thể bổ sung hắn Vân Tiêu Cung tổn thất. Chương 946, điên cuồng nhất quay về. Tại Diệp Thần Phong bọn người rời đi Quỷ Vương Tông di tích thời điểm, bên ngoài sắc trời cũng đúng lúc đang dần dần tối xuống, rơi xuống phía tây thái dương tản ra sau cùng dư huy, cầm chân trời là làm nổi bật cực kỳ chói lọi mỹ lệ, ngẫu nhiên thổi qua một trận gió lạnh khiến cho lá cây là vang xào xạc. Tại Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện cùng Vân Thiên Tông người từ trong đầm nước đi tới về sau, cái này tam đại môn phái người là chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, Hạ Tử Ninh cùng Xích Viêm Cốc người. Bây giờ những người này là thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ đương nhiên không nguyện ý buông tha Diệp Thần Phong. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, ánh mắt của hắn tập trung ở Xích Viêm Cốc Liệt Viêm trên thân, mở miệng nói ra, Liệt Cốc chủ, bây giờ con trai của ngươi đã được cứu sống, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này cũng mang theo chúng ta rời đi Quỷ Vương Tông di tích, nếu như các ngươi Xích Viêm Cốc có thể không che chở Diệp Thần Phong những xúc sinh này, như vậy ta Vân Tiêu Cung có thể không truy cứu chuyện khi trước. Không đợi Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm mở miệng, Xích Viêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương liền đoạt trước nói, người bớt làm mộng, Diệp huynh đệ là ta Liệt Dương ân nhân cứu mạng, phụ thân ta như thế nào lại làm qua bờ sông mang ra cầu sự tình. Ngươi cho rằng ta bọn họ Xích Viêm Cốc người cùng ngươi bọn họ Vân Tiêu Cung người một dạng vô sỉ sao? Liệt Viêm nhìn xem chính mình cái này chất phác nhi tử, trong lòng của hắn là cười khổ lắc đầu, tuy nhiên hắn không muốn cùng tam đại môn phái đối nghịch. Nhưng bây giờ hắn còn có đường có thể lựa chọn sao? Tại hắn giết chết Vân Tiêu Cung thiếu chủ Lý Tử Hạo bắt đầu từ thời khắc đó, cái này nhất định hắn Xích Viêm Cốc không có khả năng cùng Vân Tiêu Cung hóa giải ân oán. Liệt Viêm phi thường hiểu biết Lý Đông Thiên tính cách, hiện tại Lý Đông Thiên ngoài miệng nói là phi thường dễ nghe, chỉ khi nào chờ hắn xử lý xong Diệp Thần Phong sự tình, chỉ sợ kế tiếp muốn tìm kiếm nghĩ cách đối với Xích Viêm Cốc động thủ. Nếu như Liệt Viêm mới vừa rồi không có giết chết Lý Tử Hạo lời nói, như vậy hắn có lẽ sẽ vứt xuống Diệp Thần Phong mặc kệ dù sao quan hệ này lấy hắn toàn bộ Xích Viêm Cốc sinh tử tồn vong. Đáng tiếc là Diệp Thần Phong người trẻ tuổi này tâm tư quá kín đáo, đem sở hữu khả năng chuyện phát sinh đều nghĩ đến, cho nên vừa rồi tại phong bế trong không gian Diệp Thần Phong mới có thể để cho Liệt Viêm làm một kiện để cho hắn đã không còn lo lắng sự tình. Từ một loại nào đó góc độ lên nói, Liệt Viêm mặc dù có chút phản cảm Diệp Thần Phong phương pháp làm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Diệp Thần Phong trí tuệ. Đứng tại Diệp Thần Phong bên trái Liệt Viêm, hắn quả quyết lắc đầu nói ra, Lý Đông Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Liệt Viêm là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao sao? Tại đỉnh cấp thế lực bên này có cái nào môn phái không biết ngươi Lý Đông Thiên thủ đoạn tàn nhẫn? Ngươi sẽ không truy cứu ta giết chết con trai của ngươi sự tình. Lý Đông Thiên hơi nhíu cau mày. Trong lòng của hắn xác thực không có tính toán buông tha Xích Viêm Cốc nhưng hắn hiện tại chỉ muốn phải bắt được Diệp Thần Phong, sau đó đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa mà thôi. Tại Liệt Viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Diệp Thần Phong là ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lý Đông Thiên, trêu tức nói ra, coi như Xích Viêm Cốc không che chở ta, quang quang dựa vào ngươi một cái nguyên thiên sơ kỳ thực lực người liền có thể bắt được ta. Ngươi trong tay ta ngay cả một chiêu đều chống đỡ không? Bằng không chúng ta tới đơn độc tỉ thí một chút, ngươi thấy thế nào? Vẫn là ngươi không dám, ta nhìn ngươi cũng là cái xúc đầu ô quy. Lý Đông Thiên đang nghe Diệp Thần Phong phách lối lời nói sau khi hắn là tức giận đến sắc mặt đỏ lên vô cùng hắn không có đi đem Diệp Thần Phong lời nói nhận lấy, bởi vì hắn xác thực không phải Diệp Thần Phong đối thủ, hắn vừa rồi thật sự là ham Quỷ Vương Tông truyền thừa cùng tài phú. Cho nên hắn mới có thể đem chuyện này cấp quên ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn về phía Địa Ma Điện Ma Vô Sát cùng đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm. Ma Vô Sát khi nhìn đến Lý Đông Thiên kinh ngạc về sau, khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng cười lạnh, nói ra, Liệt Cốc chủ ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, của ta Ma Điện chỉ cần Diệp Thần Phong cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa giao ra, sau đó lại đem Hạ Tử Ninh nữ nhân này giao cho ta, như vậy của ta Ma Điện liền không tham dự đến chuyện này bên trong tới. Ma Vô Sát lời này vừa nói ra,
Vân Tiêu Cung Lý Đông Thiên cùng Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên bọn người. Bọn họ từng cái sắc mặt cũng hơi biến đổi, cái này ma vô sát rõ ràng cho thấy muốn nuốt riêng Quỷ Vương Tông truyền thừa, mà nếu như Lý Đông Thiên cùng Vương Chúng Thiên bọn người không có địa ma điện che chở, bọn họ khẳng định sẽ bị Diệp Thần Phong cùng Xích Viêm Cốc người miểu sát, kết quả là bọn họ nhao nhao phẫn nộ trừng mắt ma vô sát. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, quát, ma vô sát, người đây là cái gì ý tứ? Ma vô sát băng lãnh nói ra, Lý Đông Thiên, bây giờ con trai của ngươi Lý Tử Hạo đều đã chết, cho nên các ngươi Vân Tiêu Cung không có người nào chính nghĩa gà chó lên trời thời điểm, của ta ma điện bây giờ căn bản không cần kiêng kỵ ngươi Vân Tiêu Cung. Nói xong, ma vô sát ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú lên Liệt Viêm, hỏi, Liệt Cốc Chủ, người suy nghĩ thế nào? Liệt Viêm mắt nhìn bị Diệp Thần Phong nắm chắc tay Hạ Tử Ninh, cái này ma vô sát tính cách so Lý Đông Thiên càng thêm nhìn không thấu, huống hồ hắn biết Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý cầm Hạ Tử Ninh giao ra, hắn khẽ cắn môi, nói ra, ma vô sát, người cũng không cần nhiều lời, Diệp Thần Phong tiểu huynh đệ là ta Xích Viêm Cốc ân nhân, ta Xích Viêm Cốc tuyệt đối sẽ không làm ra bội bạc sự tình tới. Lôi kéo Hạ Tử Ninh ngọc thủ Diệp Thần Phong, hắn đang nghe Liệt Viêm lời nói này về sau, hắn dẫn theo một trái tim cuối cùng là buông ra, hắn cũng biết cái này Xích Viêm Cốc là hoàn toàn cùng mặt khác tam đại môn phái quyết liệt, cho nên cái này Xích Viêm Cốc chỉ có thể đi theo hắn Diệp Thần Phong một đường đi đến đen, đây đối với hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Tại Liệt Viêm cự tuyệt ma vô sát đề nghị về sau, ma vô sát thân thể chung bên trong chân kính lực lượng là quay cuồng lên, nguyên thiên trung kỳ khí thế từ trong thân thể của hắn chậm rãi tràn ra tới. Tại ma vô sát tăng lên chân kính lực lượng thời điểm, địa ma điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm cũng lập tức tăng lên nguyên thiên đỉnh phong khí thế. Vân Tiêu Cung Lý Đông Thiên cùng Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên bọn người, bọn họ khi nhìn đến ma vô sát cùng Liệt Viêm đàm phán không thành về sau, trong lòng bọn họ mặt là âm thầm buông lỏng một hơi, chỉ ít giờ phút này bọn họ còn cần dựa vào địa ma điện đây. Lý Đông Thiên cũng tăng lên nguyên thiên sơ kỳ khí thế, vội vàng nói, ma vô sát, hiện tại chúng ta mới là trên một cái thuyền người, người vẫn là không nên động hắn đầu óc. Tại tam đại môn phái người nhao nhao tăng lên chân kính lực lượng thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Xích Viêm Cốc người cũng không chút do dự cầm khí thế cho tăng lên, có thể nói hiện tại song phương thực lực lượng ngang nhau, ai cũng không nguyện ý ở chỗ này tiến hành một trận tử chiến. Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm, quát, làm gì? Thật đúng là cho là ta Xích Viêm Cốc sợ các ngươi không được sao? Đại không chúng ta tới cái cá chết rách lưới. Ma vô sát nắm thật chặt quyền đầu, trong đôi mắt thần sắc do dự một chút về sau, trên người hắn khí thế chậm rãi thu liếm, đối bên cạnh Quỷ Thiên Lâm, nói ra, đại trưởng lão, chúng ta đi. Tại ma vô sát cùng Quỷ Thiên Lâm quay người lúc rời đi đợi, Vân Tiêu Cung Lý Đông Thiên, Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên cùng Thiên Sơn Môn Phương Chí Dũng mấy người cũng theo thật sát hai người bọn họ sau lưng. Bọn họ không có lựa chọn cùng Diệp Thần Phong bọn người cứng đối cứng. Tại tam đại môn phái người biến mất tại Diệp Thần Phong bọn họ trong tầm mắt về sau, Xích Viêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương, cười láo lĩnh nói, Vân Tiêu Cung, địa ma điện cùng Vân Thiên Tông người cũng bất quá như thế đi. Cũng chỉ là nhất bang nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, mà thôi. Đang nghe con trai mình lời nói về sau, Liệt Viêm là thật sâu thở dài một hơi, nói ra, đón lấy đoán chừng muốn phiền phức. Mới vừa rồi là chúng ta không làm gì được bọn họ cũng không làm gì được chúng ta, chỉ khi nào bọn họ trở lại tông môn của mình bên trong, chúng ta rất có thể muốn đối mặt đến từ tam đại môn phái vây công. Lôi kéo Hạ Tử Ninh ngọc thủ Diệp Thần Phong, nói ra, Liệt Cốc chủ, có lẽ tình huống không có người muốn bết bát như vậy, đón lấy chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Liệt Viêm xem Diệp Thần Phong nửa ngày về sau, mới lên tiếng, tiểu huynh đệ, không phải ta xem thường ngươi. Quang quang bằng một mình ngươi lời nói, đó căn bản không được cái tác dụng gì. Liệt Cốc chủ, dĩ nhiên không phải ta một người, thủ hạ ta có 20 tên phá thiên chi cảnh cao thủ cùng 120 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ, chứ không có nguyên thiên cảnh giới cao thủ coi là, ta có được phá thiên chi cảnh cao thủ cùng tiên thiên chi cảnh cao thủ vượt xa đỉnh cấp thế lực bên này nhất đẳng thế lực. Diệp Thần Phong tại dừng lại một lúc sau, còn nói thêm, đương nhiên ta vẫn còn ở Quỷ Vương Tông Lý đắc đến một chút đặc thù đồ vật, ta người đều tại Thiên Tinh Thành bên trong, Liệt Cốc chủ nếu như đem ngươi Xích Viêm Cốc người đều tập trung đến Thiên Tinh Thành đến, sau cùng coi như chúng ta đánh không lại tam đại môn phái, ta nghĩ ta cũng có biện pháp có thể làm cho các ngươi lông tóc không tổn hao gì.
Diệp Thần Phong chỗ ỷ lại đương nhiên là quyển kia trận pháp đại toàn bên trong thông thiên mê huyễn trận. Liệt Viêm đang nghe Diệp Thần Phong thủ hạ có được nhiều cao thủ như vậy, trong lòng của hắn đã là khiếp sợ không thôi, lại nghe được Diệp Thần Phong có thể cam đoan bọn họ lông tóc không tổn hao gì, hắn ngược lại là từ từ xem đến hy vọng. Tất nhiên Diệp Thần Phong trong tay có như vậy thế lực, như vậy hắn Xích Viêm Cốc cũng có thể liều một phát. Liệt Viêm chém đinh chặt sắt nói ra, tốt, tiểu huynh đệ, lần này ta Xích Viêm Cốc liền bồi ngươi điên cuồng một lần, hy vọng tiểu huynh đệ ngươi không phải đem chúng ta mang vào địa ngục, mà chính là đem chúng ta mang vào quang minh bên trong. Chương 947, tình thế bắt buộc. Liệt Viêm các loại Xích Viêm Cốc người muốn trước quay về một chuyến Xích Viêm Cốc, cầm Xích Viêm Cốc đệ tử toàn bộ chuyển rời đến Thiên Tinh Thành đi, cho nên Liệt Viêm tại cùng Diệp Thần Phong ước định cẩn thận tại Thiên Tinh Thành chạm mặt về sau, hắn liền dẫn Xích Viêm Cốc người rời đi. Mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng lập tức hướng về Thiên Tinh Thành tiến đến, hiện tại thời gian đối với tại bọn hắn tới nói là giành giật từng giây, đi qua một ngày một đêm không gián đoạn đi đường về sau, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cuối cùng là trở lại Thiên Tinh Thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Tại Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh sau khi trở về, thành chủ Triệu Vô Không, Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An cùng Quý Đính Thiên bọn người, bọn họ ngay đầu tiên đều đi vào trong đại sảnh. Tôn Bác Dịch nhìn xem phong trần mệt mỏi Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, hỏi Thần Phong, chuyến này đi Xích Viêm Cốc, các ngươi hai cái có hay không thu hoạch gì? Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện sự tình còn không có truyền đến Thiên Tinh Thành bên trong đến, cho nên Tôn Bác Dịch đám người cũng không biết Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh không có đi Xích Viêm Cốc, mà chính là tiến vào Quỷ Vương Tông bên trong di tích. Diệp Thần Phong hồi đáp, ngoại thái công, lần này ta cùng Tử Ninh không có đi Xích Viêm Cốc, bởi vì Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện, cho nên chúng ta hai cái tiến vào một chuyến Quỷ Vương Tông di tích bên trong. Vừa nghe đến Quỷ Vương Tông ba chữ này, Quỷ Y môn trưởng môn Quý Đính Thiên, trên mặt hắn thần sắc bất thình lình trở nên kích động lên, nói ra, Thần Phong, ngươi nói là Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện. Ngươi tiến vào bên trong, ngươi có hay không ở bên trong phát hiện cái gì? Diệp Thần Phong nói ra, Quý tiền bối, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Nghe ta cho ngươi từ từ nói, sự tình là như thế này. Diệp Thần Phong đem hắn cùng Hạ Tử Ninh tiến vào Quỷ Vương Tông di tích sự tình đại khái nói một lần, cái này khiến ở đây bầu không khí nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, trước mắt Tôn Bác Dịch bọn người không tâm tư suy nghĩ Quỷ Vương Tông di tích sự tình. Tại bọn họ nghe được Diệp Thần Phong cầm Vân Tiêu Cung Lý Tử Hạo biến thành người thực vật, lại đắc tội Địa Ma Điện về sau, trong lòng bọn họ mặt từng cái là nổi lên đắng chát vị đạo. Tôn Bác Dịch bọn người biết bằng vào bọn họ cỗ thế lực này, có thể đối phó một cái Vân Thiên Tông đã coi như là không sai, nếu như lại thêm một cái Vân Tiêu Cung cùng một cái Địa Ma Điện lời nói, bọn họ căn bản chính là có lòng không đủ lực. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Tôn Bác Dịch bọn người thần sắc biến hóa sau khi, hắn mở miệng nói ra, ngoại thái công, các ngươi không cần quá khẩn trương, bây giờ Xích Viêm Cốc khẳng định là đứng tại chúng ta bên này, huống hồ ta vẫn còn ở Quỷ Vương Tông di tích lý đắc đến một dạng đồ tốt. Các ngươi cũng cùng một chỗ xem một chút đi. Diệp Thần Phong từ trong ngực cầm quyển kia trận pháp đại toàn cho lấy ra, lật đến bố trí thông thiên mê huyễn trận này một tờ, nói ra, ngoại thái công coi như thực lực chúng ta so ra kém tam đại môn phái, nhưng chỉ cần chúng ta đem cái này thông thiên mê huyễn trận bố trí đi ra như vậy tam đại môn phái người liền mơ tưởng muốn đi vào này Thiên Tinh Thành. Tôn Bác Dịch bọn người xem có quan hệ thông thiên mê huyễn trận giới thiệu về sau. Bọn họ dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống một chút, thành chủ Triệu Vô Không nói ra, Diệp huynh đệ, muốn tại Thiên Tinh Thành bên ngoài bố trí cái này thông thiên mê huyễn trận, ta xem tối thiểu nhất cũng phải chừng 10 ngày thời gian. Triệu thành chủ, điểm ấy ngươi cứ yên tâm tốt, có Xích Viêm Cốc cỗ này trợ lực coi như tam đại môn phái liên hợp công kích, chúng ta muốn kéo cái 10 ngày nửa tháng cũng khẳng định không là vấn đề. Đến lúc đó có cái này thông thiên mê huyễn trận về sau, chúng ta có thể đem tam đại môn phái cho từng cái đánh tan. Diệp Thần Phong lòng tin 10 phần nói ra. Sau đó, Diệp Thần Phong lại từ trong ngực cầm U Minh Quỷ Bộ bí tịch cho lấy ra, nói thế nào Quý Đính Thiên cũng coi như được là Quỷ Vương Tông hậu nhân. Dù sao Diệp Thần Phong đã đem U Minh Quỷ Bộ tu luyện pháp môn ghi tạc trong đầu hắn, cầm U Minh Quỷ Bộ bí tịch đưa cho Quý Đính Thiên, nói ra Quý tiền bối đây là Quỷ Vương Tông độc môn bộ pháp. Ngươi có thể cầm lấy đi tu luyện một chút. Quý Đính Thiên từ Diệp Thần Phong trong tay tiếp nhận U Minh Quỷ Bộ bí tịch về sau, hai tay run rẩy sờ lấy bí tịch trang bìa.
Một đôi tròng mắt bên trong nổi lên điểm một chút lệ quang, trong miệng thấp giọng nói lầm bầm, Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông, không nghĩ tới ta hữu sinh chi niên còn có thể nhìn thấy Quỷ Vương Tông độc môn bộ pháp. Trong lỗ mũi thật sâu hít một hơi về sau, Quý Đính Thiên lại đem U Minh Quỷ Bộ bí tịch trả lại Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, cái này U Minh Quỷ Bộ ngươi tốt nhất bảo tồn đi. Ta đều tuổi đã cao người, tương lai nếu có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể trọng kiến Quỷ Vương Tông. Gặp Quý Đính Thiên chân vô ý tu luyện cái này U Minh Quỷ Bộ, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ thuận ý hắn, nói ra, Quý tiền bối, tương lai nếu như ta thật có cái năng lực kia lời nói, ta sẽ cầm Quỷ Vương Tông trọng kiến đứng lên. Tốt, tốt, như vậy cũng tốt a. Ta nghĩ ta phụ thân trên trời có linh thiêng cũng có thể yên nghỉ. Quý Đính Thiên vui mừng nói ra, lúc trước Quý Đính Thiên phụ thân là giúp Diệp Thần Phong cản nhất trưởng mà chết. Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời điểm, nếu như muốn tại Thiên Tinh Thành bên ngoài bố trí thông thiên mê huyễn trận, đây là cần rất nhiều tài liệu. Bây giờ Diệp Thần Phong đối với thành chủ Triệu Vô Không cũng là 10 phần tín nhiệm, cho nên Diệp Thần Phong cầm trận pháp đại toàn tạm thời giao cho Triệu Vô Không, nói ra Triệu thành chủ, người hai ngày này cầm bố trí thông thiên mê huyễn trận tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Triệu Vô Không đương nhiên biết đây là Diệp Thần Phong đối với hắn tín nhiệm, hắn vội vàng kích động nói ra, Diệp huynh đệ, người yên tâm tốt, chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng làm. Tại Diệp Thần Phong bọn người chuẩn bị tay bố trí thông thiên mê huyễn trận thời điểm, Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên mang theo Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn Khang Bách Âm cũng trở về đến Vân Thiên Tông bên trong. Vân Thiên Tông trong phòng nghị sự. Tông chủ Vương Chúng Thiên ngồi ở chủ vị, hắn đã vừa mới đạt được Diệp Thần Phong tiến vào Thiên Tinh Thành tin tức, phải biết lấy Vân Thiên Tông tại đỉnh cấp thế lực bên này mạng lưới tin tức. Huống hồ Diệp Thần Phong lại không có cố ý ẩn tàng, cho nên hắn muốn lấy được Diệp Thần Phong tin tức là dễ như trở bàn tay. Vương Chúng Thiên trong đôi mắt thoáng hiện tham lam thần sắc, nói ra tại tứ đại môn phái bên trong, ta Vân Thiên Tông là rời Thiên Tinh Thành gần nhất, Xích Phiêm Cốc người hẳn là sẽ tại Thiên Tinh Thành bên trong cùng Diệp Thần Phong hội hợp. Chúng ta chỉ cần đuổi tại Xích Phiêm Cốc đến Thiên Tinh Thành trước đó, chúng ta liền đem Diệp Thần Phong đuổi bắt hạ xuống là được. Bây giờ ta Vân Thiên Tông tuy nhiên nguyên khí đại thương, nhưng nguyên thiên cảnh giới cao thủ còn có 3 tên, bên trong có 1 tên là nguyên thiên trung kỳ cao thủ, phá thiên chi cảnh cao thủ còn có 15 tên, thiên thiên chi cảnh cao thủ còn có 25 tên, về phần thiên giai tầng thứ đệ tử liền phái không hơn chỗ ích lợi gì. Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia tuy nhiên có miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực, nhưng là hắn còn không thể nào là nguyên thiên trung kỳ cao thủ đối thủ. Huống hồ bên cạnh hắn lại không có bất luận cái gì trợ lực, lần này ta xuất động trong tông môn sở hữu nguyên thiên cảnh giới, phá thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh cao thủ, lấy cỗ lực lượng này ta cũng không tin còn đuổi bắt không được một cái Diệp Thần Phong. Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng đang nghe Vương Chúng Thiên kế hoạch về sau, hắn lo lắng nói ra, Vương Tông Chủ, ta biết ngươi không chỉ có muốn giết Diệp Thần Phong, còn muốn đạt được Diệp Thần Phong trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa. Thế nhưng là Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện sẽ nhìn xem ngươi đạt được đây hết thảy sao? Vương Chúng Thiên khinh thường cười cười, nói ra, bây giờ ta Vân Thiên Tông tại tứ đại môn phái bên trong là yếu nhất, nhưng lần này là ta một cái cơ hội, chúng ta rời Thiên Tinh Thành gần nhất, chúng ta khẳng định có thể cái thứ nhất đuổi tới Thiên Tinh Thành đi, đến lúc đó nếu như Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện muốn đối phó ta, đại không ta tìm một chỗ trốn đi, chờ ta cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa thông hiểu đạo lý về sau. Đến lúc đó ta còn sợ vô pháp trọng kiến Vân Thiên Tông sao? Diệp Thần Phong trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa, ta Vương Chúng Thiên thế tại nhất định được. Vương Chúng Thiên giờ phút này hoàn toàn bị tham lam tràn ngập nội tâm. Ngược lại, Vương Chúng Thiên lại nhìn xem Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, nói ra, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ba người các ngươi nếu như nguyện ý gia nhập Vân Thiên Tông. Ta có thể thích hợp cũng làm cho các ngươi thu hoạch được một chút Quỷ Vương Tông truyền thừa, huống hồ các ngươi không phải là muốn cầm Diệp Thần Phong tháo thành 8 khối sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn buông tha cơ hội này? Nếu như Diệp Thần Phong rơi xuống Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện trong tay, như vậy Diệp Thần Phong khẳng định không tới phiên các ngươi động thủ đi giày vò, đến lúc đó trong lòng các ngươi tức giận có thể hóa giải sao? Tại nghe xong Vương Chúng Thiên lời nói này về sau, Phương Chí Dũng, Thu Nguyên Long cùng Khang Bách Âm ba người này,
bọn họ nhao nhao đồng ý gia nhập Vân Thiên Tông, dù sao Quỷ Vương Tông truyền thừa thật sự là quá mê người. Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng nói ra, Vương Tông chủ, nếu như ngươi thật như vậy quyết định, vậy chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Điểm này các ngươi cứ yên tâm tốt, đợi chút nữa chúng ta lập tức có thể xuất phát, cam đoan có thể cái thứ nhất đến Thiên Tinh Thành. Vương Chúng Thiên lời thề son sắt nói ra, hắn còn chưa không biết Diệp Thần Phong giấu ở Thiên Tinh Thành trong kia cỗ thế lực, Diệp Thần Phong trong tay phá thiên chi cảnh cao thủ cùng tiên thiên chi cảnh cao thủ thế nhưng là song bạo Vân Thiên Tông, chờ Vương Chúng Thiên bọn họ đến Thiên Tinh Thành, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không tự tin như vậy. Chương 948, Mọc Cánh Khó Thoát. Tại Vân Thiên Tông chuẩn bị xuất phát đi hướng về Thiên Tinh Thành thời điểm, mà Vô Sát cùng Quỷ Thiên Lâm cũng an toàn trở lại Địa Ma Điện. Địa Ma Điện trong phòng nghị sự. Ma Vô Sát đồng dạng là biết được Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tiến vào Thiên Tinh Thành, Diệp Thần Phong trên người có Quỷ Vương Tông truyền thừa, mà Hạ Tử Ninh lại là giết chết con trai của Ma Vô Sát hung thủ, Ma Vô Sát làm sao có thể đủ tùy tiện buông tha hai người kia. Ngồi tại phòng nghị sự thủ vị Ma Vô Sát, hắn vừa nghĩ tới tại phong bế trong không gian đối với Diệp Thần Phong xin lỗi chẳng cảnh, thân thể của hắn ác nội sát khí liền không biết chưa phát giác xuất hiện, thần sắc trên mặt thoáng có chút dữ tợn. Địa Ma Điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, hắn bất thình lình mở miệng nói ra, điện chủ, bây giờ Vân Tiêu Cung Lý Tử Hạo đã chết, với lại Vân Tiêu Cung đại trưởng lão cũng chết, cái này Vân Tiêu Cung là nguyên khí đại thương, chúng ta Địa Ma Điện vừa vặn thừa dịp cơ hội này quật khởi, chỉ cần chúng ta đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa, chúng ta Địa Ma Điện nói không chừng có thể trở thành cổ võ giới đệ nhất đại môn phái. Ma Vô Sát đồng ý gật gật đầu, nói ra, đại trưởng lão, lập tức cho ta tập hợp sở hữu nguyên thiên cảnh giới, phá thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh đệ tử, chúng ta đi một chuyến Thiên Tinh Thành, ta cũng không tin Xích Viêm Cốc có thể giữ được Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hai người kia. Tốt, điện chủ, ta lập tức đi làm. Địa Ma Điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm cung kính nói ra. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Tiêu Cung một gian trong phòng nghị sự. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cũng an toàn trở lại chính mình môn phái bên trong. Lần này hắn ngay cả con trai mình thi thể đều không có thể mang ra Quỷ Vương Tông di tích, có thể nói Lý Đông Thiên đối với Diệp Thần Phong là hận thấu xương, nếu như hắn sớm biết là kết quả này, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho con trai mình Lý Tử Hạo tiến vào di tích bên trong. Đỉnh cấp thế lực tứ đại môn phái Trung Vân Thiên Tông thực lực yếu nhất, mặt khác tam đại môn phái bên trong cũng là có một tên Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ. Nhưng hôm nay Vân Tiêu Cung Nguyên Thiên Đỉnh Phong đại trưởng lão chết tại Quỷ Vương Tông di tích bên trong, có thể nói Vân Tiêu Cung thế lực bị suy yếu rất lớn. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn phi thường rõ ràng trước mắt tình thế, chỉ có hắn Vân Tiêu Cung đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa, cái này có lẽ còn có lật bàn cơ hội bằng không hắn Vân Tiêu Cung tại đỉnh cấp thế lực bên này địa vị, sớm muộn cũng sẽ bị mặt khác tam đại môn phái thay thế. Lý Đông Thiên nhìn xem trong phòng nghị sự một đám Vân Tiêu Cung hạch tâm nhân viên, hắn đồng dạng là biết Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tiến vào Thiên Tinh Thành tin tức đang trầm tư. Sau một lát, Lý Đông Thiên cắn răng nói ra, lập tức cho ta tập hợp trong môn sở hữu nguyên thiên cảnh giới, phá thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh đệ tử, chúng ta lập tức xuất phát đi một chuyến Thiên Tinh Thành, bất kể như thế nào, này Quỷ Vương Tông truyền thừa, chúng ta Vân Tiêu Cung đều nhất định muốn giành giật một hồi. Tại Vân Thiên Tông, Địa Ma Điện cùng Vân Tiêu Cung đều chuẩn bị xuất phát tiến về Thiên Tinh Thành thời điểm, Xích Viêm Cốc một gian trong phòng nghị sự. Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm, hắn vừa trở lại Xích Viêm Cốc liền phân phó trong cốc các đệ tử chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý, mà bây giờ Liệt Viêm cũng đối Xích Viêm Cốc một đám trưởng lão nói rõ sở hữu tình huống. Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão mở miệng hỏi, cốc chủ chúng ta thật muốn rời đi Xích Viêm Cốc sao? Nơi này là chúng ta căn cơ sở tại A. Liệt Viêm không chút do dự nói ra, nhị trưởng lão, bây giờ chúng ta Xích Viêm Cốc đã là không có lựa chọn nào khác, nếu như chúng ta cứng rắn muốn lưu lại nơi này Xích Viêm Cốc sau cùng nói không chừng sẽ chỉ bị tam đại môn phái liên hợp diệt trừ, chúng ta bây giờ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế, hắn gật gật đầu, nói ra, cốc chủ, vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Tại chúng ta bốn người trong môn phái Vân Thiên Tông khoảng cách Thiên Tinh Thành gần nhất. Chỉ sợ cái này Vân Thiên Tông sẽ cái thứ nhất đuổi tới Thiên Tinh Thành. Liệt Viêm cau mày một cái, nói ra, Diệp Thần Phong trong tay cũng có một thế lực tại, cho nên ta muốn quang quang một cái Vân Thiên Tông là không làm gì được hắn.
Chúng ta bây giờ cũng lập tức xuất phát. Sáng sớm hôm sau, cổ võ giới, đỉnh cấp thế lực, thiên tinh thành phủ thành chủ trong hậu viện. Diệp Thần Phong đang không ngừng tại tu luyện lấy U Minh Quỷ Bộ, chỉ gặp hắn trên trán là toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, trên lưng quần áo là hoàn toàn ướt đẫm. Hắn tại Quỷ Vương Tông di tích bên trong thời điểm, hắn chỉ có thể cầm U Minh Quỷ Bộ đạo thứ nhất ảo ảnh duy trì 10 giây đồng hồ thời gian, mà bây giờ hắn đã đem thời gian kéo dài đến 15 giây. Giờ phút này, Diệp Thần Phong lại một lần nữa thi triển ra U Minh Quỷ Bộ, chỉ gặp ở bên tay trái hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống như đúc ảo ảnh, liền ngay cả ảo ảnh trên thân khí tức cũng là không có chút nào sơ hở. Diệp Thần Phong nhanh chóng cùng bên cạnh cái kia đạo ảo ảnh giao thế vị trí, ước chừng 7-8 giây về sau, cái này khiến ở một bên quan sát Tôn Bác Dịch bọn người hoàn toàn không phân rõ cái nào là Diệp Thần Phong bản thể. Cái nào mới là Diệp Thần Phong ảo ảnh? Dù sao bản thể cùng ảo ảnh ở giữa động tác phi thường nhất trí, tại Tôn Bác Dịch bọn họ xem ra trước mặt phảng phất là hai cái Diệp Thần Phong. 15 giây đi qua. Diệp Thần Phong lợi dụng U Minh Quỷ Bộ thi triển đi ra ảo ảnh mới chậm rãi biến mất, hắn chà chà trên trán mồ hôi, nhìn xem một bên Tôn Bác Dịch bọn người, cười hỏi, ngoại thái công, các ngươi làm sao đều đến chỗ của ta? Tôn Bác Dịch cười khổ nói, Thần Phong, hiện tại toàn bộ trong thành chủ phủ đại khái chỉ có ngươi một người như thế buông lỏng, vào lúc này còn có thể chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện, chúng ta thế nhưng là sẽ phải đối mặt tam đại môn phái công kích. Nếu Diệp Thần Phong không có mặt ngoài lộ ra nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn biết mình là những người này người đáng tin cậy, nếu như ngay cả hắn đều biểu hiện đứng ngồi không yên, vậy hắn tâm tình người ta lại sẽ như thế nào? Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra, ngoại thái công, cái kia tới chung quy đến, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, huống hồ căn cứ ta hôm qua phân tích, Vân Thiên Tông rời Thiên Tinh Thành gần nhất, cho nên Vân Thiên Tông hẳn là sẽ là cái thứ nhất đến Thiên Tinh Thành. Cái này Vân Thiên Tông bên trong không có Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể đủ ứng phó. Diệp Thần Phong hơi hơi dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói, lại mà, tam đại môn phái cũng không biết trong tay của ta có cỗ thế lực, chúng ta liền trực tiếp để cho Vân Thiên Tông người đi vào Thiên Tinh Thành là được, đến lúc đó chỉ cần có thể giết Vân Thiên Tông này mấy tên Nguyên Thiên cảnh giới cao thủ, thủ hạ đối với chúng ta tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như chúng ta có thể cầm Vân Thiên Tông người toàn bộ lưu lại, như vậy đến lúc đó coi như Xích Viêm Cốc trợ giúp không có đuổi tới, mặt khác hai đại môn phái muốn đối với chúng ta động thủ, trong lòng bọn họ mặt khẳng định cũng phải cân nhắc một chút. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn người thuận miệng nói chuyện trời đất đợi, Thiên Tinh Thành ngoài cửa thành bất thình lình xuất hiện một nhóm nhân mã. Đi ở trước nhất rõ ràng là Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên. Mà đứng tại Vương Chúng Thiên bên cạnh hai cái lão đầu, theo thứ tự là Vân Thiên Tông nhị trưởng lão Ngô Thông cùng tam trưởng lão Triệu Hạc, bên trong Ngô Thông chính là Nguyên Thiên trung kỳ cao thủ, mà Triệu Hạc thì là Nguyên Thiên sơ kỳ cao thủ, bây giờ toàn bộ Vân Thiên Tông chỉ có Vương Chúng Thiên, Ngô Thông cùng Triệu Hạc ba người này là Nguyên Thiên cảnh giới cao thủ. Mà Thiên Sơn môn trưởng môn nhân Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, bọn họ ba người này thì là theo thật sát Vương Chúng Thiên bọn người sau lưng, nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng gần Thiên Tinh Thành, Phương Chí Dũng đám ba người trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng phẫn nộ thần sắc, ba người bọn họ sớm đã là đối với Diệp Thần Phong hận thấu xương, đáng tiếc là bây giờ Diệp Thần Phong trưởng thành đến một cái bọn họ vô pháp với tới độ cao, nếu là không dựa vào Vân Thiên Tông. Bọn họ căn bản là không có cách tìm Diệp Thần Phong báo thù. Đi tại Vương Chúng Thiên bên cạnh nhị trưởng lão Ngô Thông, hắn tại đi vào Thiên Tinh Thành ngoài cửa thành về sau, trong thân thể của hắn liền tản mát ra dày đặc sát khí, bởi vì Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam là ca ca hắn, mà này Ngô Nam cũng là bị Diệp Thần Phong hại chết tại Quỷ Vương Tông di tích bên trong, cái này cũng khó trách Ngô Thông đang đến gần Thiên Tinh Thành về sau, thân thể của hắn ác nội tình tự sẽ không bị khống chế. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, hắn tại cảm nhận được Ngô Thông sát khí về sau, hắn mở miệng nói ra, nhị trưởng lão, chúng ta còn chưa thể muốn Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia mệnh, chờ cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa từ tiểu xúc sinh kia trong miệng hỏi ra về sau, chúng ta sẽ chậm chậm cầm tiểu xúc sinh kia giày vò mà chết. Nghe vậy, Ngô Thông là im lặng gật gật đầu, hắn cũng biết Quỷ Vương Tông truyền thừa tầm quan trọng, bây giờ Vân Thiên Tông còn cần dựa vào Quỷ Vương Tông truyền thừa quật khởi đây.
Vương Trúng Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Tinh Thành thành môn, khóe miệng của hắn hiển hiện một vòng tàn nhẫn nụ cười, trong miệng thật sâu hít một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, lần này ngươi chắp cánh cũng khó bay. Chương 949, heo là đần chết. Hôm qua Diệp Thần Phong không chỉ có để cho thành chủ Triệu Vô Không đi chuẩn bị bố trí thông thiên mê huyễn trận tài liệu, thuận tiện còn để cho hắn chú ý Thiên Tinh Thành bên ngoài động tĩnh. Ngay tại Vân Thiên Tông người xuất hiện tại Thiên Tinh Thành bên ngoài thời điểm, Triệu Vô Không là lập tức biết được tin tức này. Giờ phút này, Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn người tại phủ thành chủ trong đại sảnh, mà thành chủ Triệu Vô Không cũng gấp vội vàng chạy vào đại sảnh, đối Diệp Thần Phong nói ra, Diệp huynh đệ, Vân Thiên Tông người tiến vào Thiên Tinh Thành, ta muốn ước chừng sau 10 phút, bọn họ người liền có thể đến ta phủ thành chủ. Nghe được Triệu Vô Không báo cáo về sau, Tôn Bác Dịch lập tức nói ra, Thần Phong, chúng ta tùy thời đều làm tốt ứng chiến chuẩn bị, có phải hay không muốn đem chúng ta người tập trung đến phủ thành chủ tiền viện bên trong tới? Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ lắc đầu, Vân Thiên Tông tông chủ Vương Trúng Thiên là biết Diệp Thần Phong có miểu sát nguyên thiên sơ kỳ cao thủ thực lực, tất nhiên Vân Thiên Tông còn dám nghênh ngang đi vào Thiên Tinh Thành, như vậy cái này chứng minh Vân Thiên Tông nội ứng cái kia còn có nguyên thiên trung kỳ cao thủ. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ thực lực đối mặt nguyên thiên trung kỳ cao thủ, trong lòng của hắn cũng không có 10 phần thủ thắng nắm chắc, cho nên hắn thấy trước mắt không thể cùng Vân Thiên Tông cứng đối cứng, nhất định phải trước đem Vân Thiên Tông bên trong nguyên thiên trung kỳ cao thủ giải quyết. Diệp Thần Phong trong đầu bất thình lình toát ra một cái kế hoạch, hắn mở miệng nói ra, ngoại thái công, cầm tất cả mọi người tập trung đến đại sảnh bên trong đến, bất quá. Đợi chút nữa chỉ cần Triệu thành chủ một người bồi tiếp ta đứng phía trước trong nội viện là được, mà các ngươi thì là cầm khí tức cho thu liếm, cầm đại sảnh môn đóng lại, tại ta không để cho các ngươi từ trong đại sảnh đi ra trước đó, các ngươi liền kiên nhẫn ở bên trong chờ đợi. Nếu như chúng ta thật cùng Vân Thiên Tông cứng đối cứng lời nói, như vậy chúng ta người cũng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng nếu như chiếu ta biện pháp này làm chúng ta có lẽ ngay cả một người cũng sẽ không tổn thất. Nghe được Diệp Thần Phong đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Tôn Bác Dịch đương nhiên là chỉ có làm theo, dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy phía bên mình người hy sinh. Ước chừng 5 phút đồng hồ đi qua, trừ Diệp Thần Phong cùng Triệu Vô Không bên ngoài, thủ hạ toàn bộ tập trung đến phủ thành chủ trong đại sảnh, toàn bộ đại sảnh cửa sổ bị giam cực kỳ chặt chẽ, bên trong tất cả mọi người cũng tận lực cầm khí tức cho che giấu. Mà Diệp Thần Phong cùng Triệu Vô Không thì là đứng tại phủ thành chủ tiền viện bên trong hai người bọn họ là đang chờ đợi Vân Thiên Tông người đến. Triệu Vô Không tại Diệp Thần Phong trợ giúp dưới, hắn bây giờ thực lực cũng chỉ tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong tầng thứ, đã từng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ cùng đỉnh cấp thế lực bên này tứ đại môn phái có bất kỳ gặp nhau nhưng bây giờ Vân Thiên Tông muốn giết tới hắn trong thành chủ phủ đến, trong lòng của hắn là vô cùng khẩn trương, trong cổ họng là liên tục nuốt nước bọt. Đôi bàn tay là thoáng có chút run rẩy. Triệu thành chủ, người thả lỏng một chút tốt, ta tuyệt đối sẽ bảo hộ người an toàn. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Triệu Vô Không bả vai an ủi. Triệu Vô Không là miễn cưỡng cười cười, nói ra, Diệp huynh đệ để người bị chê cười chỉ là ta hiện tại tâm tình như thế nào cũng bình tĩnh không xuống. Ta Triệu Vô Không chỉ là một cái nho nhỏ Thiên Tinh Thành thành chủ thôi, nếu như không có Diệp huynh đệ ngươi. Như vậy ta chỉ sợ cả đời tử đô cầm dừng bước tại tiên thiên sơ kỳ tầng thứ. Triệu Vô Không gian nan nuốt nước miếng tiếp tục nói, Diệp huynh đệ, ta Triệu Vô Không cái mạng này đã sớm là ngươi, đi theo Diệp huynh đệ ngươi ta Triệu Vô Không không oán không hối, nguyên bản giống như ta vậy một đời người đều khó có khả năng tiếp xúc đến tứ đại môn phái người. Nghe Triệu Vô Không là càng nói càng thái quá, Diệp Thần Phong vội vàng cắt ngang hắn lời nói. Có chút sở khóc sở cười nói ra, Triệu thành chủ, ngươi là tại dặn dò di ngôn sao? Ta Diệp Thần Phong cam đoan, hôm nay ngươi ngay cả một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Tại vừa mới nói xong câu đó về sau. Diệp Thần Phong thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phủ thành chủ bên ngoài, nói ra Triệu thành chủ, bọn họ tới. Một cỗ khí thế cường hãn tràn vào phủ thành chủ tiền viện. Cái này khiến Triệu Vô Không trên trán là lập tức chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Đây thật là người chưa tới, khí thế tới trước. Ngay sau đó, Vân Thiên Tông tông chủ Vương Trúng Thiên, hai trưởng lão Ngô Thông cùng ba trưởng lão Triệu Hạc xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, về phần hắn người là theo thật sát ba người này sau lưng, bởi vì phủ thành chủ đại môn không có đóng bên trên,
cho nên Vương Chúng Thiên bọn người là trực tiếp đi đến phủ thành chủ tiền viện. Tại Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên nhìn thấy tiền viện bên trong Diệp Thần Phong chấn định đứng đấy thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc, về phần Triệu Vô Không loại này tiên thiên đỉnh phong tầng thứ người, mà chính là trực tiếp bị Vương Chúng Thiên cho xem nhẹ. Tại Vương Chúng Thiên trong nội tâm sinh ra nghi hoặc thời điểm, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực cảm ứng một chút Vân Thiên Tông những người này thực lực, làm Diệp Thần Phong phát hiện chỉ có Vương Chúng Thiên bên trái một cái lão đầu có nguyên thiên trung kỳ thực lực về sau, trong lòng của hắn lại yên tâm không ít. Diệp Thần Phong, chẳng lẽ nói ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta? Vương Chúng Thiên không có lập tức đối với Diệp Thần Phong động thủ, hắn luôn cảm giác thành chủ này trong phủ có chút cổ quái. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, Vương Tông Chủ, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là đang chờ ngươi bọn họ. Nghe vậy, Vương Chúng Thiên cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể bằng vào lực lượng một người đối phó chúng ta toàn bộ Vân Thiên Tông sao? Nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy lời nói, như vậy ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Nguyên bản đứng sau lưng Vương Chúng Thiên Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, ba người này cũng trước khi đi hai, ba bước, Phương Chí Dũng phẫn nộ trừng mắt Diệp Thần Phong, quát tiểu xúc sinh, người đổ sát ta Thiên Sơn môn đệ tử, giết nhi tử ta, giết phụ thân ta, hôm nay là thời điểm cái kia để ngươi trả giá đắt. Đối với Phương Chí Dũng tiếng quát, Diệp Thần Phong là thờ ơ, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Vương Chúng Thiên, nói ra, Vương Tông Chủ, ta đương nhiên không nghĩ tới mình có thể đối phó các ngươi Vân Thiên Tông, chỉ là ta nắm giữ trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa, ta muốn tại Vương Tông Chủ không có đạt được truyền thừa trước đó, các ngươi Vân Thiên Tông chắc chắn sẽ không để cho ta nhanh như vậy chết. Không đợi Vương Chúng Thiên mở miệng, Diệp Thần Phong liền còn nói thêm, Vương Tông Chủ, không bằng chúng ta tới làm giao dịch như thế nào. Ta cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa giao cho các ngươi, mà các ngươi chỉ cần thả ta nhất mệnh là được, ta muốn Vương Tông Chủ ngươi hẳn là sẽ đáp ứng a. Hừ, Vương Chúng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi có cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ta thừa nhận thực lực ngươi phi thường cường hãn, nhưng ngươi cũng chỉ là so nguyên thiên sơ kỳ cao thủ mạnh lên một chút, nếu là gặp được nguyên thiên trung kỳ cao thủ, ta nhìn ngươi căn bản là không có chống đỡ lực lượng. Tại Vương Chúng Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, Vân Thiên Tông hai trưởng lão Ngô Thông đứng ra, một đôi ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, từ hắn thân thể trung bên trong tản mát ra nguyên thiên trung kỳ khí thế, quát tiểu xúc sinh, nhanh lên đem Quỷ Vương Tông truyền thừa giao ra, nếu như ngươi để cho ta hài lòng lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi cũng đừng dùng tới não cân, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, vẫn là ngoan ngoãn giao ra Quỷ Vương Tông truyền thừa đi. Vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm lạnh giọng nói ra. Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra do dự thần sắc, phảng phất trong nội tâm đang giãy giụa khổ sở, lần này biểu lộ rơi vào Vương Chúng Thiên bọn người trong mắt, điều này cũng làm cho bọn họ coi là Diệp Thần Phong trong nội tâm thật tuyệt nhìn, dù sao bây giờ Diệp Thần Phong đối mặt thế nhưng là Vân Thiên Tông sở hữu bên trên đến thai diện cao thủ. Diệp Thần Phong từ trong lồng ngực cầm U Minh Quỷ Bộ bí tịch cho lấy ra, cắn răng, nói ra, bản này U Minh Quỷ Bộ là ta tại Quỷ Vương Tông bên trong đạt được, ta vẫn còn ở Quỷ Vương Tông bên trong đạt được rất nhiều tuyệt thế công pháp, chẳng lẽ ta đem những này công pháp toàn bộ đều giao cho các ngươi thật còn không nguyện ý thả ta nhất mệnh. Tại Diệp Thần Phong từ trong ngực xuất ra U Minh Quỷ Bộ bí tịch thời điểm, Vân Thiên Tông tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thần Phong trên tay, nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay cầm U Minh Quỷ Bộ bí tịch, bọn họ trong đôi mắt nhao nhao lộ ra tham lam thần sắc. Bao quát đứng tại phía trước nhất Vân Thiên Tông hai trưởng lão Ngô Thông. Diệp Thần Phong đang chờ đợi cũng là như thế một cái cơ hội, một cái đem tại nơi trốn có người đều ngắn ngủi ngây người cơ hội, hắn phải dựa vào thời gian này khe hở, nhanh chóng đối với Nguyên Thiên Trung Kỳ Ngô Thông ra tay, tranh thủ có thể cầm Ngô Thông cho nhất cử miểu sát. Cho nên, tại Vân Thiên Tông tất cả mọi người bị Diệp Thần Phong trong tay bí tịch hấp dẫn ánh mắt thời điểm, Diệp Thần Phong dưới chân bỗng nhiên sử xuất bạo sâu xa bộ pháp. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Tại Diệp Thần Phong thân ảnh di động thời điểm, đứng tại Vân Thiên Tông tất cả mọi người phía trước nhất hai trưởng lão Ngô Thông, hắn ngay đầu tiên lấy lại tinh thần, thân thể trung bên trong cũng bỗng nhiên bộc phát ra nguyên thiên trung kỳ khí thế, nhìn xem Diệp Thần Phong hướng hắn vào tới thân ảnh,
hắn khinh thường cười lạnh nói, tốc độ còn tính là không tệ, bất quá, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Nguyên Thiên Trung kỳ thực lực Ngô Thông, hắn căn bản không có tránh né suy nghĩ, mà cái này cũng chính hợp Diệp Thần Phong ý, tại Diệp Thần Phong thân ảnh sắp tiếp cận Ngô Thông thời điểm, Diệp Thần Phong trêu tức nói ra, ta hiện tại cuối cùng là biết heo vì sao đần chết. Các ngươi những này IQ cùng heo có liều mạng. Nói xong, Diệp Thần Phong lại lập tức sử xuất U Minh Quỷ Bộ, ở bên tay trái hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo huyễn ảnh, sau đó, Diệp Thần Phong bản thể cùng ảo ảnh lập tức nhanh chóng giao thế lấy vị trí, khiến người khác không phân rõ cái nào là bản thể. Cái nào mới là ảo ảnh? Tại Diệp Thần Phong sử xuất U Minh Quỷ Bộ thời điểm, Ngô Thông đồng tử hơi hơi phóng đại, hắn lần nữa sững sờ thần, hắn không ý nghĩ gì đến Diệp Thần Phong có thể sử xuất loại này quỷ dị bộ pháp đến, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, có vẻ như đây hết thảy đã quá muộn, đang lúc hắn do dự cái nào mới là Diệp Thần Phong bản thể lúc. Chỉ gặp Diệp Thần Phong tay phải bỗng nhiên hất lên, từ trong tay hắn hiện lên một đạo hào quang màu bạc. Cái này hào quang màu bạc như là giống như sao băng, nhanh chóng hướng phía Ngô Thông cổ bay đi. Ngô Thông hiện tại mới cảm giác được tử vong nguy hiểm, khi hắn trong nội tâm sinh ra tránh né suy nghĩ thì chỉ gặp cái kia đạo hào quang màu bạc trực tiếp chui vào cổ của hắn bên trong, khiến cho cổ của hắn phía trên xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ máu. Chương 950, hiện ra mắt chó. Trên bầu trời ấm áp ánh sáng mặt trời vung vãi đại địa, Thiên Tinh thành phủ thành chủ tiền viện bên trong là yên tĩnh một mảnh, Vân Thiên Tông Vương chúng thiên bọn người là trừng lớn hai tròng mắt. Ánh mắt tại Diệp Thần Phong cùng Ngô Thông ở giữa đi đi lại lại di động tới. Chỉ gặp Diệp Thần Phong lợi dụng U Minh Quỷ Bộ thi triển đi ra cái kia đạo ảo ảnh, đang từ từ trở thành nhạt thẳng đến sau cùng biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, mà vừa rồi từ Diệp Thần Phong trong tay phải bắn ra hào quang màu bạc là một cây ngân châm. Đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Vân Thiên Tông nhị trưởng lão Ngô Thông, bàn tay hắn chặt chẽ bụng lấy cổ mình, Diệp Thần Phong bắn ra cây ngân châm kia bên trong là chứa linh hồn lực. Cho nên cây ngân châm kia chẳng những cầm Ngô Thông trong cổ họng mạch máu cho đâm rách, ngân châm bên trong ẩn chứa linh hồn lực vẫn còn ở không ngừng cho Ngô Thông tạo thành lần thứ hai thương tổn. Ngô Thông chỉ cảm thấy lỗ mũi và trong mồm hô hấp là càng ngày càng khó khăn, trong đầu có loại mơ mơ màng màng cảm giác, hắn biết mình thể nội sinh cơ tại cấp tốc trôi qua, hắn hai tròng mắt không cam lòng trừng mắt Diệp Thần Phong, nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận đối đãi Diệp Thần Phong lời nói. Như vậy thì quên Diệp Thần Phong sử xuất U Minh Quỷ Bộ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chết tại Diệp Thần Phong trên tay, nhưng bây giờ nghĩ đến điểm này đối với hắn tới nói đã là quá muộn. Nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt này trêu tức biểu lộ, Ngô Thông bờ môi hơi hơi ngọ nguậy, vừa định muốn hé miệng nói chuyện, nhưng mà, hắn thể nội sinh cơ là trôi qua không còn một mảnh, một đôi tròng mắt bên trong thần sắc cũng biến thành ảm đạm vô cùng, thân thể chậm rãi sau này ngã xuống. Vân Thiên Tông người nghe được Ngô Thông tiếng ngã xuống đất âm về sau, bọn họ mới từng cái từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trung Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, trên mặt hắn thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, phải biết Ngô Thông là hắn Vân Thiên Tông duy nhất một tên Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ, bây giờ liền ngay cả Ngô Thông đều đã chết, tại Vân Thiên Tông bên trong còn có ai có thể đối phó được Diệp Thần Phong. Trước mắt tại Vương Chúng Thiên trong nội tâm chỉ còn lại có cái cuối cùng biện pháp. Lần này Vân Thiên Tông hết thảy tới ba tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, mà bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng tam trưởng lão Triệu Hạc, phá thiên chi cảnh cao thủ tới 15 tên, tăng thêm Thiên Sơn Môn Phương Chí Dũng bọn người ba người, như vậy phá thiên chi cảnh cao thủ liền có 18 tên, về phần tiên thiên chi cảnh cao thủ thì là tới 25 tên. Theo Vương Chúng Thiên có hắn cùng Triệu Hạc hai cái này nguyên thiên sơ kỳ cao thủ. Lại thêm 18 tên phá thiên chi cảnh cao thủ cùng 25 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ, những người này đồng loạt ra tay đối phó Diệp Thần Phong, đến lúc đó Diệp Thần Phong khẳng định là song quyền nan địch bốn tay, mặc dù nói Vân Thiên Tông cũng sẽ chết thương tổn rất nhiều người, nhưng bây giờ đã là đi đến một bước này, đối với Vương Chúng Thiên tới nói hắn là nhất định phải đạt được Diệp Thần Phong trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa. Diệp Thần Phong, người cũng dám sát hại ta Vân Thiên Tông nhị trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Vân Thiên Tông không có Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ, chúng ta liền sẽ chả lẽ lại sợ ngươi sao? Lần này ta là cầm Vân Thiên Tông tích xúc đều mang tới, ngươi có thể một người đối phó được hai tên Nguyên Thiên Sơ Kỳ cao thủ, 18 tên Phá Thiên Chi Cảnh cao thủ cùng 25 tên Tiên Thiên Chi Cảnh cao thủ sao? Vương Chúng Thiên trên mặt bắp thịt là liên tục co quắp, tiếp tục quát, Diệp Thần Phong,
đồng dạng trò xiếc chúng ta sẽ không mắc lừa lần thứ hai, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chúng ta Vân Thiên Tông hình phạt tàn khốc đi. Ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa từng chút dặn dò đi ra. Đứng tại Vương Chúng Thiên bên cạnh Thiên Sơn môn trưởng môn nhân Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, nguyên bản bọn họ khi nhìn đến Nguyên Thiên Trung Kỳ Ngô Thông chết tại Diệp Thần Phong trên tay về sau, trong lòng bọn họ mặt bắt đầu sinh ra ý sợ hãi, mà trước mắt đang nghe Vương Chúng Thiên lời nói này về sau, bọn họ từng cái mới tỉnh ngộ tới. Bọn họ căn bản không cần sợ Diệp Thần Phong, coi như Diệp Thần Phong có miểu sát Nguyên Thiên sơ kỳ cao thủ thực lực lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể bằng vào lực lượng một người đối kháng toàn bộ Vân Thiên Tông tích xúc sao? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cười lạnh nói, Vương Tông Chủ, chúng ta không nên cùng tiểu xúc sinh này nói nhảm. Chúng ta trước tiên cùng một chỗ cầm tiểu xúc sinh này cầm xuống lại nói. Vương Chúng Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, có thể Diệp Thần Phong biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thấy Diệp Thần Phong tâm tình thật sự là quá bình tĩnh, là Diệp Thần Phong cố lộng huyền hư đâu. Vẫn là Diệp Thần Phong có chỗ ỷ vào. Tại cầm duy nhất một tên Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ giết chết về sau, Diệp Thần Phong trong nội tâm là lại không bất luận cái gì sầu lo, hắn tùy ý nhún nhún vai. Nói ra, ta đương nhiên không có ý định một người đối phó các ngươi, nếu ta cũng là có trợ thủ. Diệp Thần Phong hữu ý vô ý mắt nhìn sau lưng thành chủ Triệu Vô Không. Ha ha ha, Thiên Sơn môn đại trưởng lão Thu Nguyên Long, hắn bất thình lình cất tiếng cười to đứng lên, quát tiểu xúc sinh, phía sau ngươi người kia chỉ có tiên thiên đỉnh phong thực lực, hắn còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẽ răng đây. Ồ, thật sao, đối với Thu Nguyên Long trào phúng. Diệp Thần Phong hoàn toàn xem thường, hắn đối Triệu Vô Không nói ra, Triệu thành chủ, chúng ta cũng là thời điểm cái kia một chỉ chủ nhà tình nghĩa. Khục, khục, khục. Nghe vậy, Triệu Vô Không trong cổ họng bỗng nhiên ho khan ba tiếng, đây là trước đó Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn họ thương lượng xong ám hiệu, chỉ cần nghe được ba tiếng ho khan, như vậy Tôn Bác Dịch mấy người cũng liền không cần lại ẩn tàng. Kẹt kẹt, một tiếng. Tại tiếng ho khan vừa mới rơi xuống thời điểm, đại sảnh hai phiến cửa gỗ liền bị mở ra, Tôn Bác Dịch các loại hơn 100 người trùng trùng điệp điệp từ trong đại sảnh đi tới, bởi vì Tôn Bác Dịch bọn người vẫn là ẩn giấu đi khí tức, cho nên Vương Chúng Thiên bọn họ còn phân biệt không ra Tôn Bác Dịch bọn người thực lực. Nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp hơn 100 người từ trong đại sảnh đi tới, Vân Thiên Tông Vương Chúng Thiên bọn họ còn thật sự hơi hơi sững sờ. Trước đó bọn họ là cực lực bắt qua Diệp Thần Phong, tự nhiên cũng cầm Diệp Thần Phong người bên cạnh điều tra nhất thanh nhị sở. Vương Chúng Thiên, Phương Chí Dũng, Thu Nguyên Long cùng Khang Bách Âm bốn người này, bọn họ mặc dù không có ở trước mặt gặp qua Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch bọn người, nhưng là bọn họ thông qua các loại thủ đoạn cũng là cầm Tôn Bác Dịch bọn người chân dung cho vẽ ra tới. Vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, hắn khi nhìn đến Tôn Bác Dịch bọn người về sau, hắn hơi hơi sững sờ về sau, hắn là khinh thường nói ra, mới vừa rồi còn thật đem ta dọa cho nhảy một cái đây. Ta còn tưởng rằng tiểu xúc sinh này thật có cường lực hậu viện, những người này cũng chỉ là một chút đám người ô hợp mà thôi, bọn họ tuy nhiên ẩn tàng khí tức, ta nghĩ bọn hắn bên trong tiên thiên chi cảnh cao thủ đều không có mấy cái, đại bộ phận tại thiên giai tầng thứ, lúc trước tại nhất lưu, nhị lưu thế lực bên kia, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này trong tay liền có một cỗ thiên giai tầng thứ thế lực. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên phi thường tán đồng Khang Bách Âm nói, hắn cho rằng Diệp Thần Phong đây là đang cố lộng huyền hư, thế là cười lạnh nói ra, Diệp Thần Phong, tất nhiên những người này là ngươi hậu viện, như vậy ngươi cũng không cần để bọn hắn ẩn tàng khí tức, không phải liền là một chút thiên giai tầng thứ rác rưởi sao. Muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn tới để cho ta biết khó mà lui. Ta nhìn ngươi là đánh sai bản tính. Đứng sau lưng Vương Chúng Thiên một đám Vân Thiên Tông đệ tử. Bọn họ đang nghe chính mình tông chủ lời nói về sau, trên mặt bọn họ cũng nhao nhao lộ ra khinh thường biểu lộ, cái này Diệp Thần Phong thế nhưng là bọn họ Vân Thiên Tông tử địch, bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong dùng ra loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn đến, ngoài miệng không khỏi sẽ đối với Diệp Thần Phong một trận châm chọc khiêu khích. Tông chủ, chúng ta không nên cùng tiểu tử này lãng phí thời gian, hắn giết chết chúng ta nhị trưởng lão, chúng ta trước hết đem hắn những này thủ hạ đổ sát sạch sẽ. Nhìn hắn đến lúc đó còn có thể phách lối đến lúc nào. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy chúng ta tông chủ lời nói sao?
không cần đến để ngươi những này rác rưởi thủ hạ ẩn tàng khí tức, loại chó như ngươi cái dám thủ đoạn bị chúng ta nhìn thấu. Diệp Thần Phong nghe Vân Thiên Tông đệ tử chào phúng âm thanh, khóe miệng của hắn nụ cười là càng thêm tràn đầy, nói ra, ngoại thái công, các ngươi không cần ẩn tàng khí tức, tất nhiên bọn họ nói các ngươi là rác rưởi, như vậy các ngươi liền để bọn họ kiến thức một chút rác rưởi thực lực đi. Tại Diệp Thần Phong thoại âm rơi xuống thời khắc, Tôn Bác Dịch bỗng nhiên cầm thể nội phá thiên đỉnh phong khí thế tăng lên, theo Tôn Bác Dịch cầm khí thế tăng lên, hơn phá thiên chi cảnh cao thủ cũng nhao nhao cầm khí thế cho tăng lên, tại phá thiên chi cảnh cao thủ tăng lên xong khí thế về sau, này 120 tên tiên thiên chi cảnh cao thủ cũng lập tức tăng lên lên khí thế. Kết quả là, trong phủ thành chủ từng đạo bưu hãn khí tức phóng lên tận trời, về phần Vân Thiên Tông bên kia tại Tôn Bác Dịch tăng lên lên thực lực về sau. Bọn họ đã sớm là trở nên yên tĩnh không tiếng động, từng cái cầm miệng há thật to, thân thể trong nháy mắt thạch hóa tại nguyên chỗ. Đây quả thực là hiện ra bọn họ mắt chó. Chương 951, hối hận tư vị. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Ở đây Vân Thiên Tông các đệ tử, bao quát tông chủ Vương Chúng Thiên cùng Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng bọn người. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong bên kia tối thiểu nhất có 20 cái phá thiên chi cảnh cao thủ, với lại cơ hồ đều tại phá thiên đỉnh phong cấp độ, mà thủ hạ vậy mà đều là tiên thiên chi cảnh cao thủ, liền ngay cả một tên thiên giai phía dưới người đều không có, cái này khiến Vương Chúng Thiên trong lòng bọn họ mặt không dám tin điên cuồng kêu gào. Phải biết cái này tích xúc liền ngay cả Vân Thiên Tông đều theo không kịp, cái này Diệp Thần Phong làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy. Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên, hắn một trái tim là hoàn toàn chìm vào hồ, bây giờ đừng nói là muốn có được Diệp Thần Phong trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa, liền ngay cả bọn họ có thể hay không rời đi Thiên Tinh Thành cũng là một cái ẩn số. Đứng sau lưng Vương Chúng Thiên Vân Thiên Tông đệ tử, bọn họ tại cảm nhận được Tôn Bác Dịch bọn người thực lực về sau, trong lòng bọn họ mặt nhao nhao sinh ra lùi bước suy nghĩ, trước mắt rõ ràng cho thấy Diệp Thần Phong thế lực mạnh hơn bọn họ. Mà đứng tại Vương Chúng Thiên bên cạnh Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, bọn họ ba người này đến bây giờ còn vô pháp lấy lại tinh thần, hắn nhất định vô pháp tưởng tượng Diệp Thần Phong trong tay cỗ thế lực này, nhớ ngày đó coi như không có Vân Thiên Tông trợ giúp, bằng vào Thiên Sơn môn cùng vạn độc môn thế lực đều có thể tùy tiện để cho Diệp Thần Phong khắp nơi chạy trốn, mà bây giờ hai người bọn họ đại môn phái không những không làm gì được Diệp Thần Phong. Cho dù có Vân Thiên Tông cỗ này trợ lực, bọn họ bên này thế lực cũng kém xa tít tắp Diệp Thần Phong, cái này khiến ba người bọn họ trong nội tâm đều là đắng chát vị đạo, cái này Diệp Thần Phong tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn có loại đang nằm mơ cảm giác. Diệp Thần Phong nhìn xem biểu hiện trên mặt cứng ngắc Vương Chúng Thiên, hắn vừa cười vừa nói, Vương Tông Chủ, người đối với ta bên này người thực lực còn hài lòng không? Ta nghĩ ngươi có thể dễ như trở bàn tay thu thập hết chúng ta những này rác rưởi a. Ba, 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 ba. Diệp Thần Phong lời nói này như là từng cái không tiếng động bàn tay, không vang lại làm cho Vương Chúng Thiên cảm giác đau nhức vô cùng, nghĩ hắn đường đường Vân Thiên Tông tông chủ, cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên này hô phong hoán vũ nhân vật hắn từng có lúc như thế biệt khuất qua. Phía trước không lâu cái này Diệp Thần Phong trong mắt hắn còn chẳng qua là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi, hắn thấy tiểu nhân vật này sớm muộn sẽ bị hắn giải quyết, mà lúc này giờ phút này chính là cái này tiểu nhân vật đem hắn tôn nghiêm oanh vỡ nát, chính là cái này tiểu nhân vật có thể tùy thời miểu sát tính mạng hắn, loại này cực hạn chênh lệch cảm giác, để cho Vương Chúng Thiên có loại gần như sụp đổ cảm giác. Vương Chúng Thiên biết nếu như hắn hiện tại còn lựa chọn muốn đối Diệp Thần Phong động thủ lời nói. Hắn cùng Triệu Hạc hai cái này nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, khẳng định là sẽ bị Diệp Thần Phong cho cuốn lấy, mà hắn Vân Thiên Tông thủ hạ căn bản không phải Diệp Thần Phong thủ hạ đối thủ, cái này khiến Vương Chúng Thiên cũng có thoái ý, sắc mặt hắn biến hóa liên tục, hai tròng mắt nhìn chăm chú lên ý cười đầy mặt Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Thần Phong, hôm nay chuyện này không bằng dừng ở đây, chúng ta lúc trước ân oán xóa bỏ về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi xem coi thế nào? Diệp Thần Phong ngón tay sờ mũi một cái, trêu đùa, Vương Tông Chủ, người thật đúng là giỏi tính toán a. Đã các ngươi đã tới tại đây, như vậy chúng ta tự nhiên hẳn là bày tỏ một chút, ta xem Vương Tông Chủ các ngươi cũng không cần đi vội vã. Vương Chúng Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhíu chặt lông mày,
nói ra, Diệp Thần Phong ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, Vương Tông Chủ, người hôm nay tới nơi này không phải liền là muốn đối ta Diệp Thần Phong đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Diệp Thần Phong đương nhiên cũng là muốn cho Vương Tông Chủ ngươi một phần đáp lễ. Lần này nói từ Diệp Thần Phong trong miệng nói ra về sau, Vân Thiên Tông bên này người phảng phất bị dội một chậu nước lạnh, từng cái ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà Vương Chúng Thiên lại quát các vị Vân Thiên Tông đệ tử nghe kỹ cho ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn cứ như vậy chết ở chỗ này? Các ngươi cả đám đều cho ta nâng lên tinh thần đến, ta cùng tam trưởng lão đều là nguyên thiên cảnh giới cao thủ, chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta hai cái là để đó xem sao? Vân Thiên Tông đệ tử đang nghe Vương Chúng Thiên lời nói về sau, bọn họ lập tức lại nhìn thấy hy vọng, từng cái lại nhao nhao nâng lên tinh thần, thân thể ác bên trong là chiến ý cuộn trào. Đúng, Tông Chủ và Tam Trưởng Lão cũng là nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, vừa rồi tiểu tử kia là đánh lén mới giết nhị trưởng lão. Có Tông Chủ liên thủ với Tam Trưởng Lão, chúng ta bên này khẳng định vẫn là có hy vọng. Vân Thiên Tông đệ tử từng cái mở miệng vì chính mình đánh lấy khí. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong bỗng nhiên tăng lên lên tông cấp sơ kỳ linh hồn lực khí thế, dưới chân đầu tiên là sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, về sau lại lập tức sử xuất u minh quỷ bộ, bản thể hắn cùng ảo ảnh ở giữa không ngừng luân chuyển lấy vị trí, để cho người bên ngoài phân biệt không ra cái nào mới là bản thể. Cái nào mới là ảo ảnh? Hai cái Diệp Thần Phong nhanh chóng tới gần lấy Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc. Bởi vì Diệp Thần Phong tốc độ xa xa áp đảo hai người bọn họ phía trên, còn có Diệp Thần Phong lần nữa sử xuất U Minh Quỷ Bộ, cái này rất tốt đưa đến mê hoặc tác dụng, cái này khiến Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc căn bản là không có cách xác định cái nào mới là Diệp Thần Phong bản thể. Cho nên hai người bọn họ căn bản là không có cách liên hợp công kích. Mắt thấy Diệp Thần Phong đã tới gần trước người bọn họ, Vương Chúng Thiên thân thể ác bên trong nguyên thiên sơ kỳ khí thế tăng vọt phát huy vô cùng tinh tế. Cắn răng nói ra, Tam Trưởng Lão, chúng ta cùng hắn liều, chúng ta cùng một chỗ liên thủ công kích bên trái cái kia Diệp Thần Phong. Cái này Vương Chúng Thiên hoàn toàn là đang đánh cược chính mình vận khí. Vân Thiên Tông Tam Trưởng Lão Triệu Hạc, hắn đang nghe Vương Chúng Thiên lời nói về sau, hắn thể nội cũng là lập tức tăng lên lên nguyên thiên sơ kỳ khí thế. Hắn cùng Vương Chúng Thiên phân biệt từ hai cái xảo trá góc độ, hướng phía bên trái Diệp Thần Phong oanh ra một quyền. Thế nhưng là Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc quyền đầu từ bên trái cái kia Diệp Thần Phong trong thân thể xuyên qua, bên trái cái kia Diệp Thần Phong chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi, cảm thấy được điểm này về sau, Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc sắc mặt kịch biến, mà bên phải cái kia chân chính Diệp Thần Phong động thủ, từ hắn hai bàn tay bên trong phân biệt bắn ra ba đạo ngân quang, cái này ba đạo ngân quang nhanh chóng chui vào Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc ba cái huyệt vị bên trong. Cái này khiến Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc cảm giác trong thân thể lực lượng trong nháy mắt bị rút khô, bọn họ ngay cả một tơ một hào chân kính lực lượng cũng tăng lên không nổi, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Diệp Thần Phong là dùng ngân châm phong bế Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc huyệt vị, để bọn hắn hai cái tạm thời mất đi công kích năng lực cùng năng lực hành động. Hai tiếng. Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long, Vạn Độc môn trưởng môn Khang Bách Âm cùng Vân Thiên Tông đệ tử, bọn họ khi nhìn đến Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc té ngã trên đất bên trên về sau, trong lòng bọn họ mặt vừa mới dấy lên hy vọng lần nữa sụp đổ. Thân thể ngã trên mặt đất Vương Chúng Thiên, hắn liền đứng lên lực lượng cũng không có, hắn hướng phía Diệp Thần Phong khàn cả giọng quát, Diệp Thần Phong, người chết không yên lành. Diệp Thần Phong không quan trọng cười cười, nói ra ta muốn hôm nay chết không yên lành là các ngươi. Giống như từ đầu đến cuối đều là các ngươi đuổi theo ta không thả, là các ngươi muốn ta Diệp Thần Phong tánh mạng. Ngược lại, Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn môn đại trưởng lão Thu Nguyên Long, nói ra, lúc trước cũng là ngươi chỉ huy Thiên Sơn môn đệ tử diệt trấn Thiên môn cùng Quỷ Y môn a. Nếu không phải như ngươi loại này hành vi, ta Diệp Thần Phong khả năng căn bản sẽ không đi vào đỉnh cấp thế lực bên này, cũng căn bản không sẽ cùng các ngươi tứ đại môn phái có bất kỳ gặp nhau. Chiếu ta nói đây hết thảy đều là các ngươi tự ăn quả. Không có cho Thu Nguyên Long bất luận cái gì nói cơ hội, Diệp Thần Phong đối Tôn Bác Dịch nói ra, ngoại thái công, những người này một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, Tôn Bác Dịch bọn người lập tức động thủ, trấn thiên môn Tôn Bác Dịch cùng Quỷ Y môn Quý Đính Thiên những người này,
Bọn họ là nặng chào hỏi Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long, những này phá thiên cao thủ cùng một chỗ động thủ đối phó Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long, hai người bọn họ nơi nào còn có cái chiêu gì đỡ năng lực. Không bao lâu thời gian, hai người này liền chết tại Tôn Bác Dịch bọn người trên tay, có thể Tôn Bác Dịch bọn người ngay cả bọn họ thi thể đều không có buông tha, đem bọn hắn thi thể liên tục oanh kích thành từng khối thịt nát. Về phần hắn phong vệ đội thành viên thì là vô tình đồ sát lấy Vân Thiên Tông đệ tử, thật sự là phong vệ đội bên này người so Vân Thiên Tông nhiều người ra tốt nhiều, bình thường cũng là mấy tên phong vệ đội thành viên cộng đồng đối phó một tên Vân Thiên Tông đệ tử, Vân Thiên Tông những đệ tử này căn bản ngay cả sức đối kháng cũng không có. Nằm trên mặt đất Phương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc, thân thể bọn họ liên tục bị Diệp Thần Phong bên này người dậm trên, Phương Chúng Thiên nhìn xem hắn Vân Thiên Tông cao thủ bị không ngừng đổ sát. Trong lòng của hắn nổi lên hối hận tư vị, hắn biết hôm nay đi qua, hắn Vân Thiên Tông muốn tại đỉnh cấp thế lực bên này hoàn toàn xóa tên. Đã từng Vân Thiên Tông huy hoàng tại Vương Chúng Thiên trong đầu theo thứ tự hiện lên, đến giờ phút này hắn mới biết được đắc tội Diệp Thần Phong, là hắn Vương Chúng Thiên đời này làm qua hối hận nhất một việc. Sau cùng, Vương Chúng Thiên cùng Triệu Hạc là bị Diệp Thần Phong bên này người cho tươi sống giết chết. Chỉ sợ bọn họ hai cái là từ trước tới nay chết uất ức nhất nguyên thiên cảnh giới cao thủ. Chương 952, lo lắng nhất sự tình. Dày đặc mùi máu tươi là tràn ngập tại Thiên Tinh thành phủ thành chủ tiền viện bên trong, trên mặt đất hoàn toàn là bị máu tươi cho nhiễm lên một tầng diễm lệ nhan sắc, Vân Thiên Tông đệ tử bị tàn sát không còn một mảnh, mà Diệp Thần Phong bên này không có một cái nào người tại trận này đổ sát bên trong hy sinh. Dù sao Diệp Thần Phong bên này nhân số hoàn toàn là nghiền ép Vân Thiên Tông nhân số. Lần này Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên cầm trong tông môn tích xúc đều mang ra, bây giờ lưu tại Vân Thiên Tông chỉ có thiên giai cùng thiên giai phía dưới cao thủ, có thể tưởng tượng tứ đại môn phái một trong Vân Thiên Tông chẳng mấy chốc sẽ tan biến tại đỉnh cấp thế lực bên này. Chấn Thiên môn Tôn Bác Dịch cùng Quỷ Y môn Quý Đính Thiên bọn người. Bọn họ nhìn xem Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng cùng đại trưởng lão Thu Nguyên Long thịt nát, trong lòng bọn họ mặt là trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, bọn họ cuối cùng là thân thủ vì chính mình trong môn phái đệ tử báo thù, bọn họ cuối cùng là có thể ngủ một cái an giấc. Mà thành chủ Triệu Vô Không nhìn xem đầy đất Vân Thiên Tông đệ tử thi thể, trong lòng của hắn là không khỏi cảm khái vạn phần, tại đỉnh cấp thế lực bên này hô phong hoán vũ Vân Thiên Tông liền diệt vong tại hắn phủ thành chủ. Diệt vong tại trước mắt hắn. Tại Diệp Thần Phong bên này người vừa mới đổ sát xong Vân Thiên Tông đệ tử thời điểm, Thiên Tinh Thành bên trong lại nghênh đón một nhóm trùng trùng điệp điệp nhân mã, đi tại nhóm người này phía trước nhất rõ ràng là Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm, dọc theo con đường này Liệt Viêm là mang theo Xích Viêm Cốc người không ngủ không nghỉ đi đường, bọn họ mới có thể nhanh như vậy đuổi tới Thiên Tinh Thành. Tại Liệt Viêm các loại Xích Viêm Cốc người đi vào Thiên Tinh Thành về sau, bọn họ rõ ràng nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, từ đó đạt được một cái phi thường hữu dụng tin tức, đã là có một nhóm người so với bọn hắn trước tiên đến Thiên Tinh Thành. Đi tại Liệt Viêm bên cạnh Xích Viêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương, hắn cái mạng này là Diệp Thần Phong cứu, trong lòng của hắn là luôn luôn nhớ kỹ phần ân tình này. Hắn vội vàng hỏi, phụ thân, xem ra Vân Thiên Tông người so với chúng ta trước tiên đến Thiên Tinh Thành, chúng ta cũng nhanh đến phủ thành chủ đi. Ta muốn Diệp huynh đệ cùng Vân Thiên Tông người còn rằng co đây. Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên Diệp Thần Phong trong tay cũng có một thế lực, nhưng là Vân Thiên Tông bên kia hẳn là còn có Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ. Mà Diệp Thần Phong thực lực so Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ còn kém một bậc, bất quá, Vân Thiên Tông trong thời gian ngắn cũng vô pháp cầm xuống Diệp Thần Phong bọn họ, chúng ta bây giờ vừa vặn đi thu thập tàn cục. Ước chừng 6-7 phút sau. Xích Viêm Cốc một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiếp cận phủ thành chủ, Liệt Viêm lông mày bất thình lình nhăn lại tới. Nói ra, không thích hợp, thành chủ này trong phủ không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau, cái này không khỏi cũng quá yên tĩnh. Chẳng lẽ nói chúng ta tới trễ một bước, Diệp Thần Phong cùng Vân Thiên Tông ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ Kế, nói ra cốc chủ. Chúng ta tiên tiến vào thành chủ phủ nhìn xem tình huống lại nói. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự bại tại Vân Thiên Tông trên tay, như vậy chúng ta cũng tuyệt đối không thể đủ để cho Vân Thiên Tông người rời đi. Tốt, chúng ta đi, Liệt Viêm vung cánh tay một cái nói ra. Mà, làm Liệt Viêm bọn người đi đến phủ thành chủ cửa ra vào,
Khi bọn hắn nhìn thấy phủ thành chủ tiền viện bên trong tràng cảnh thì bọn họ nhao nhao sững sờ thần, qua thật lâu về sau, Liệt Viêm mới lấy lại tinh thần tới. Nhìn dưới mặt đất Thượng Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên thi thể, Vân Thiên Tông nhị trưởng lão Ngô Thông thi thể cùng Vân Thiên Tông đệ tử thi thể, trong lòng của hắn là phi thường chấn kinh, hắn rõ ràng Vân Thiên Tông nhị trưởng lão Ngô Thông chính là nguyên thiên trung kỳ cao thủ, lấy Diệp Thần Phong thực lực cũng không khả năng giết đến Ngô Thông. Có thể Liệt Viêm cảm ứng một chút ở đây tất cả mọi người thực lực, bên trong là thuộc Diệp Thần Phong cường hãn nhất. Liệt Viêm thu thập một chút tâm tình, nhanh chân bước vào trong phủ thành chủ, đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, xem ra chúng ta Xích Viêm Cốc gắng sức đuổi theo vẫn là tới chậm một bước a. Diệp tiểu huynh đệ thật sự là hảo thủ bút a. Cái này Vân Thiên Tông nhị trưởng lão Ngô Thông thế nhưng là có nguyên thiên trung kỳ thực lực. Cái này Ngô Thông là Diệp tiểu huynh đệ ngươi giết chết sao? Cái này Ngô Thông mặc dù là bị người cho tươi sống giết chết. Nhưng Diệp Thần Phong không phong bế Ngô Thông huyệt vị, ở đây không ai có thể đủ giết chết Ngô Thông, cho nên nói cái này Ngô Thông cũng coi là chết tại Diệp Thần Phong trên tay. Diệp Thần Phong tùy ý gật gật đầu, nói ra, Liệt Cốc chủ, cái này Ngô Thông xác thực chết tại trên tay của ta. Đạt được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Cái này Liệt Viêm trong nội tâm lại lần nữa chấn kinh, lấy Diệp Thần Phong cái này niên kỷ liền có giết chết nguyên thiên trung kỳ cao thủ thực lực, như vậy tương lai Diệp Thần Phong thực lực có thể đến cao đến độ nào. Điều này không khỏi làm cho Liệt Viêm nghiêm túc đối phó, lập tức Liệt Viêm ngữ khí cũng biến thành càng thêm khách khí một chút, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, về sau ta Xích Viêm Cốc thế nhưng là đầu nhập vào ngươi, kính xin Diệp tiểu huynh đệ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm tùy tiện khách khí vài câu về sau, hắn đối phong vệ đội thành viên, nói ra, mọi người cầm tiền viện bên trong thi thể cho xử lý một chút. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại đối Liệt Viêm, nói ra, Liệt Cốc chủ, chúng ta tiên tiến trong đại sảnh đi trò chuyện. Liệt Viêm cũng lập tức gật gật đầu, bất quá, hắn theo Diệp Thần Phong đi vào đại sảnh trước đó, hắn phân phó lấy Xích Viêm Cốc đệ tử, các vị Xích Viêm Cốc đệ tử cho ta nghe lệnh. Các người giúp đỡ cùng một chỗ xử lý tiền viện thi thể. Tại một đám hạch tâm nhân viên đi vào phủ thành chủ đại sảnh về sau, trong đại sảnh đầu tiên là yên lặng một phút đồng hồ tả hữu, sau đó Liệt Viêm mới mở miệng nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, bây giờ Vân Thiên Tông xem như hoàn toàn diệt vong, mà Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện muốn hợp lực đem chúng ta cầm xuống, đây cũng là rất không có khả năng, Diệp tiểu huynh đệ người bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Diệp Thần Phong tại suy nghĩ một lúc sau, cầm bố trí thông thiên mê huyễn trận sự tình cùng thông thiên mê huyễn trận tác dụng nói cho Liệt Viêm. Liệt Viêm đang nghe Diệp Thần Phong trong tay còn nắm giữ thần kỳ như thế trận pháp về sau, trong lòng của hắn sầu lo lần nữa tiêu trừ một chút, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể cầm cái này thông thiên mê huyễn trận bố trí tại thiên tinh thành bên ngoài, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm cơ hội cầm Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện từng cái đánh tan. Bất quá! Trong nội tâm của ta lo lắng nhất còn có một việc tình. Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi, Liệt Cốc chủ, người lo lắng nhất là chuyện gì tình? Nghe được Diệp Thần Phong nghi vấn về sau, Liệt Viêm vẻ mặt bất thình lình trở nên ngưng trọng lên, nói ra, này Vân Tiêu Cung Lý Tử Hạo chính là cổ võ chế tài người người thừa kế. Ta lo lắng lần này cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch sẽ nhúng tay việc này. Cái này Âu Dương Bạch đã có siêu phàm cảnh trung kỳ thực lực. Nếu như Âu Dương Bạch thật đối với chúng ta động thủ, như vậy chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này Âu Dương Bạch mấy năm gần đây luôn luôn thuộc về bế quan trạng thái, hắn hẳn là còn không biết Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện, hắn bế quan chính là vì trùng kích siêu phàm cảnh đỉnh phong, mà này Quỷ Vương Tông chính là 7-800 năm trước cường thịnh nhất thời tông môn. Nếu như cái này Âu Dương Bạch biết Diệp tiểu huynh đệ ngươi đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa, ta đoán chừng hắn sẽ đích thân tìm tới cửa. Huống hồ hắn người thừa kế Lý Tử Hạo còn chết tại chúng ta trên tay. Bây giờ này Lý Tử Hạo xem như Âu Dương Bạch người thừa kế duy nhất, cổ võ chế tài người uy nghiêm từ trước đến nay là không thể xâm phạm, ta muốn mặc kệ là vì Quỷ Vương Tông truyền thừa, vẫn là chúng ta giết Lý Tử Hạo sự tình, cái này Âu Dương Bạch đoán chừng cũng sẽ không buông tha chúng ta. Nghe được Liệt Viêm đề cập cổ võ chế tài người, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt toàn bộ thay đổi ngưng trọng lên. Diệp Thần Phong biết cái này Liệt Viêm nói không phải không có lý, nếu như lần này cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch thật tìm tới bọn họ, như vậy lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản là không có cách cùng Âu Dương Bạch đối kháng. Năm đó Quỷ Vương Tông tông chủ Dương Phi Bằng, hắn bởi vì một chân bước vào siêu phàm cảnh,
mà để cho năm đó cổ võ chế tài người cảm thấy bất mãn, sau cùng toàn bộ Quỷ Vương Tông đều diệt vong. Nếu như không muốn một cái vạn toàn biện pháp lời nói, có lẽ Diệp Thần Phong bọn họ cầm biến thành cái thứ hai Quỷ Vương Tông. Liệt Cốc Chủ, siêu phàm cảnh trung kỳ thực lực mạnh bao nhiêu? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Liệt Viêm Thê Lương cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, một cái siêu phàm cảnh trung kỳ cao thủ, ta muốn coi như 7-8 cái nguyên thiên điên phong cao thủ cộng lại cũng đối phó không, trước mắt chúng ta chỉ có thể khẩn cầu là mình suy nghĩ nhiều, còn có Diệp tiểu huynh đệ ngươi tốt nhất mau sớm cầm thông thiên mê huyễn trận bố trí đi ra, có lẽ cái này thông thiên mê huyễn trận cũng có thể chống đỡ được Âu Dương Bạch. Diệp Thần Phong là im lặng gật gật đầu, hiện tại bọn hắn tình huống xác thực như Liệt Viêm nói, thật sự là Âu Dương Bạch thực lực vượt qua bọn họ rất rất nhiều. Bây giờ biện pháp duy nhất cũng là bằng nhanh nhất tốc độ cầm thông thiên mê huyễn trận bố trí đi ra. Chương 953, Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện lựa chọn. Ngày thứ hai, thành chủ Triệu Vô Không liền đem bố trí thông thiên mê huyễn trận tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, Diệp Thần Phong cũng chân chính bắt đầu bố trí thông thiên mê huyễn trận, đương nhiên hôm qua tại thương lượng với Liệt Viêm xong sau kế hoạch, Diệp Thần Phong lại để cho Triệu Vô Không dẫn theo phong vệ đội thành viên. Cầm thiên tinh thành bên trong bọn họ phái đệ tử toàn bộ đuổi ra nội thành, một khi thông thiên mê huyễn trận mở ra về sau, Diệp Thần Phong không muốn này thiên tinh thành bên trong có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà hôm qua Triệu Vô Không chỉ huy phong vệ đội thành viên xua đuổi bọn họ phái đệ tử về sau, Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên cả đám người bị giết tin tức, đồng dạng là lấy thiên tinh thành làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Phải biết Vân Thiên Tông thế nhưng là đỉnh cấp thế lực bên này tứ đại môn phái một trong, tin tức này giống như một quả bom tấn, để cho rất nhiều môn phái đều hoảng loạn đứng lên. Tại tứ đại môn phái Trung Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện là khoảng cách thiên tinh thành xa nhất, cái này hai đại môn phái ước chừng phải 2-3 ngày thời gian mới có thể đuổi tới thiên tinh thành, mà giờ khắc này Vân Tiêu Cung nhân mã dừng lại tại thiên tinh thành mặt phía nam một chỗ vị trí, bọn họ khoảng cách thiên tinh thành chỉ có nửa ngày lộ trình. Sở dĩ muốn đột nhiên dừng lại, bởi vì Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên đồng dạng là biết được Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên bọn người bị giết tin tức. Không chỉ có như thế, hắn vẫn phải biết Xích Viêm Cốc người đã tiến vào thiên tinh thành tin tức. Từ hôm qua bắt đầu Vân Tiêu Cung là một bên đi đường, một bên nghe được một cái lại một cái tin tức kinh người, cái này khiến Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên không thể không dừng lại nghĩ sâu tính kỹ một chút, nếu như cứ như vậy tiến vào thiên tinh thành đi. Nói không chừng hắn Vân Tiêu Cung lại biến thành cái thứ hai Vân Thiên Tông. Bây giờ Vân Tiêu Cung đại trưởng lão cũng đã chết, tại toàn bộ Vân Tiêu Cung bên trong đã không có nguyên thiên điên phong cao thủ, Lý Đông Thiên yên lặng sau một lát, hắn nhìn đứng ở bên cạnh hắn một cái lão đầu, nói ra, nhị trưởng lão, người nói chúng ta bây giờ còn muốn hay không chạy tới thiên tinh thành. Đứng tại Lý Đông Thiên bên cạnh lão đầu này chính là Vân Tiêu Cung nhị trưởng lão Trần Hưng Tóc. Hắn một thân thực lực đến nguyên thiên trung kỳ tầng thứ, cái này Trần Hưng Tóc cũng không có lập tức trả lời Lý Đông Thiên vấn đề, mà chính là suy tư một hồi mới lên tiếng, theo ta thấy lần này chúng ta vẫn là không nên tiến vào thiên tinh thành thì tốt hơn, hôm qua chúng ta không phải nghe nói Xích Viêm Cốc người còn không có tiến vào thiên tinh thành, Diệp Thần Phong liền đem Vân Thiên Tông người cho diệt sao. Bởi vậy đó có thể thấy được Diệp Thần Phong trong tay cũng có một cỗ phi thường cường hãn thế lực. Thậm chí cỗ thế lực này không kém gì chúng ta tứ đại môn phái. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên là bất đắc dĩ thở dài, phải biết hắn Vân Tiêu Cung đại trưởng lão là bởi vì Diệp Thần Phong mà chết, con trai của hắn Lý Tử Hạo cũng là bởi vì Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm mà chết. Không chỉ như thế, Diệp Thần Phong trong tay còn nắm giữ Quỷ Vương Tông truyền thừa, nguyên bản Lý Đông Thiên là đã muốn cầm Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh, lại nghĩ đến Diệp Thần Phong trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong trong tay thêm ra một cỗ không kém gì tứ đại môn phái thế lực, với lại Diệp Thần Phong lại có Xích Viêm Cốc cỗ này trợ lực, có thể nói nếu như hắn lại chỉ huy Vân Tiêu Cung tiến vào thiên tinh thành lời nói, căn bản sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ của bọn họ. Lý Đông Thiên không cam lòng hỏi, nhị trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia sao? Liền không coi là đến tiểu xúc sinh kia trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa. Ta cũng vô pháp chịu đựng tiếp tục xem hắn tại đỉnh cấp thế lực bên này nhảy nhót tưng bừng. Vân Tiêu Cung nhị trưởng lão Trần Hưng Tóc cau mày, nói ra, bây giờ coi như chúng ta Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện liên thủ, sợ là chúng ta cũng vô pháp làm gì được Diệp Thần Phong bọn họ,
sau cùng nói không chừng sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả. Trong nội tâm của ta ngược lại là có một cái không sai ý nghĩ, chỉ có điều nếu như y theo ta ý nghĩ này đi làm, chúng ta Vân Tiêu Cung cũng không cần ham Quỷ Vương Tông truyền thừa. Lý Đông Thiên trong mồm trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, nói ra, nhị trưởng lão, đem người ý nghĩ nói ra đi. Trần Hưng Tóc gật gật đầu. Nói ra, chúng ta có thể đi cầm chuyện này nói cho cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch, dù sao thiếu chủ là Âu Dương Bạch người thừa kế, bây giờ thiếu chủ chết tại Diệp Thần Phong trên tay bọn họ, Âu Dương Bạch vì là mặt mũi hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống hồ nếu để cho Âu Dương Bạch biết Diệp Thần Phong nắm giữ trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa, ta nghĩ hắn sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú, chỉ cần Âu Dương Bạch xuất thủ, Diệp Thần Phong cùng Xích Viêm Cốc người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Đông Thiên tại nghe xong Trần Hưng Tóc ý nghĩ này về sau, trên mặt hắn do dự một chút về sau, thần sắc hắn chậm chậm bắt đầu trở nên kiên định, phảng phất trong nội tâm là làm ra quyết định, nói ra, nhị trưởng lão, xem ra bây giờ cũng chỉ có biện pháp này, Âu Dương Bạch hẳn là còn ở bế quan bên trong, nếu như cầm chuyện này nói cho Âu Dương Bạch, như vậy Quỷ Vương Tông truyền thừa liền hoàn toàn cùng chúng ta Vân Tiêu Cung vô duyên. Thu thập một chút tâm tình, Lý Đông Thiên lập tức nói ra tốt. Nhị trưởng lão, chúng ta lập tức lên đường cũ trở về. Tại Vân Tiêu Cung người đường cũ trở về thời điểm, địa ma điện người vừa lúc ở Vân Tiêu Cung đằng sau, rời Vân Tiêu Cung người cũng là có một khoảng cách, giờ phút này, địa ma điện người cũng dừng lại, bọn họ giống như Vân Tiêu Cung nghe được có quan hệ thiên tinh thành bên trong tin tức. Địa ma điện trưởng môn nhân ma vô sát, trên mặt hắn bị nồng đậm sát khí cho lấp đầy, nhìn qua nơi xa thiên tinh thành phương hướng. Hắn đối bên cạnh đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, nói ra, đại trưởng lão, xem ra chúng ta là không thể tiến vào thiên tinh thành, thật không nghĩ tới Diệp Thần Phong trong tay lại có một cỗ còn mạnh mẽ hơn Vân Thiên Tông thế lực, lúc này chúng ta là hoàn toàn tính sai. Địa ma điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, nói ra, điện chủ, bây giờ chúng ta muốn cầm xuống Diệp Thần Phong là không thể nào, chỉ là Xích Viêm Cốc thế lực liền cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, huống chi Diệp Thần Phong trong tay còn có một thế lực. Coi như Vân Tiêu Cung nguyện ý hợp tác với chúng ta, hai phái chúng ta thế lực tối đa cũng cùng Diệp Thần Phong bọn họ khó phân trên dưới. Ma Vô Sát là đồng ý gật gật đầu, nói ra, Hạ Tử Ninh là giết chết con trai của ta hung thủ, nữ nhân này ta nhất định phải đưa nàng thân thủ giết chết, xem ra chúng ta địa ma điện chỉ có thể từ bỏ Diệp Thần Phong trong tay Quỷ Vương Tông truyền thừa, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể để Diệp Thần Phong bọn họ biến mất ở cái thế giới này bên trên. Nghe vậy, địa ma điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm tại hơi hơi ngây người về sau, thần sắc hắn ngưng trọng hỏi, điện chủ, người chẳng lẽ muốn đi cầm chuyện này nói cho cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch sao? Để cho Âu Dương Bạch xuất thủ diệt Diệp Thần Phong bọn họ. Ma Vô Sát không phủ nhận gật gật đầu, nói ra, đến một lần Âu Dương Bạch người thừa kế chết tại Diệp Thần Phong trên tay bọn họ, thứ hai Diệp Thần Phong đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa. Năm đó một lần kia cổ võ chế tài người thế nhưng là cùng Quỷ Vương Tông có rất ân sâu oán niệm, ta muốn lần này cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch hắn cũng có hứng thú hiểu biết một chút Quỷ Vương Tông truyền thừa. Tất nhiên điện chủ ngươi đã có lựa chọn, như vậy chúng ta là không phải hiện tại liền lên đường. Địa ma điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm hỏi. À, đang lúc Ma Vô Sát muốn trả lời Quỷ Thiên Lâm lời nói thì hắn nhìn thấy cách đó không xa đang có một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng về bên này đi tới, hắn liếc thấy đến đi ở trước nhất Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra cái này Vân Tiêu Cung cũng đang đánh nói hồi phủ, chỉ là không biết Vân Tiêu Cung có hay không giống như chúng ta ý nghĩ. Đợi cho Vân Tiêu Cung người đến gần về sau, Ma Vô Sát nhìn xem Lý Đông Thiên, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ các người Vân Tiêu Cung không định tiến vào thiên tinh thành? Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn khó chịu chừng liếc một chút Ma Vô Sát, nói ra ta xem các người địa ma điện hẳn là cũng đang chuẩn bị đường cũ trở về a. Bây giờ coi như chúng ta hai đại môn phái liên thủ, đoán chừng cũng không làm gì được Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia, nói đến thật đúng là buồn cười, toàn bộ cổ võ giới lại bị Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia biến thành bộ dáng này. Nhắc lên Diệp Thần Phong tên, Ma Vô Sát sắc mặt cũng biến thành không phải rất dễ nhìn, dù sao tại phong bế trong không gian là hắn Ma Vô Sát cái thứ nhất cúi đầu hướng về Diệp Thần Phong xin lỗi. Hắn mở miệng nói ra, ta cũng không cùng các ngươi Vân Tiêu Cung đi vòng vèo, ta muốn đi một chuyến cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch bế quan địa phương, không biết Lý trưởng môn ngươi có hay không đồng dạng ý nghĩ.
Nghe được Ma Vô Sát lời nói này về sau, Lý Đông Thiên là biết bọn họ ý nghĩ không mưu mà hợp, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm, nói ra ta cũng đang có ý này, không bằng hai chúng ta cùng đi một chuyến, về phần chúng ta trong môn đệ tử liền để chính bọn hắn về môn phái đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Thần Phong chết thảm kết cục. Tốt, Lý trưởng môn, ta cũng là ý tứ này. Ma Vô Sát trực tiếp đáp ứng. Chương 954, Thẩm phán chi địa. Ba ngày sau, cổ võ giới, đỉnh cấp thế lực, Thiên Tinh Thành bên ngoài. Diệp Thần Phong chỉ huy phong vệ đội thành viên đào lên từng cái đường kính 1 mét hố tròn, những này hố tròn là dùng tới làm thông thiên mê huyễn từng trận mắt, bình thường trận pháp bình thường chỉ có một cái trận nhãn, mà cái này thông thiên mê huyễn trận nhưng lại 9981 cái trận nhãn, nếu như trận nhãn một khi bị phá hư, như vậy toàn bộ trận pháp liền trong nháy mắt sẽ mất đi tác dụng. Mà cái này thông thiên mê huyễn trận lại có được 81 cái trận nhãn, chỉ cần còn có một cái trận nhãn tồn tại, cái này thông thiên mê huyễn trận liền có thể duy trì nó công hiệu, nói cách khác trừ phi có người có thể một lần cầm 81 cái trận nhãn phá đi, cái này thông thiên mê huyễn trận mới có thể biến mất, nhưng là 81 cái trận nhãn phân biệt bố trí tại khác biệt vị trí, với lại một khi thông thiên mê huyễn trận mở ra, như vậy Thiên Tinh Thành bên ngoài liền sẽ bị mê vụ cho bao phủ lại. Đến lúc đó đừng nói là muốn tìm được trận nhãn, người xông vào cái này trong sương mù căn bản là ngay cả phương hướng đều không thể phân rõ ràng. Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm nhìn xem đang tại bận rộn trong Diệp Thần Phong, ba ngày này trong lòng của hắn càng ngày càng bất an, hắn ẩn ẩn cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Liệt Viêm cau mày đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, hỏi, Diệp tiểu huynh đệ, cái này thông thiên mê huyễn trận bao nhiêu ngày có thể bố trí xong? Nguyên bản bố trí cái này thông thiên mê huyễn trận cần tiêu xài chừng 10 ngày thời gian, nhưng 3 ngày này tại Diệp Thần Phong chỉ huy hạ phong vệ đội thành viên cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Diệp Thần Phong có nắm chắc tại sau này trong 4 ngày cầm trận pháp này hoàn toàn bố trí tốt. Thế là Diệp Thần Phong hồi đáp Liệt Cốc Chủ, không sai biệt lắm còn có 4 ngày liền có thể bố trí xong. Nghe được còn cần 4 ngày thời gian, Liệt Viêm lông mày là nhăn càng gia tăng hơn, hắn nói ra, Diệp tiểu huynh đệ. Căn cứ ta dò thăm tin tức nguyên bản Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện cũng nhanh muốn đến Thiên Tinh Thành, nhưng bọn hắn nhưng lại nửa đường trở về, ta muốn cái này bên trong nhất định có kỳ quặc a. Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Liệt Cốc Chủ, người bây giờ lo lắng cũng là dư thừa, chỉ cần cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch không xuất thủ, như vậy chúng ta căn bản không cần e ngại Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện. Nếu Diệp Thần Phong giống như Liệt Viêm trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn sinh ra cảm giác nguy cơ. Diệp tiểu huynh đệ, ta sợ cũng là Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện biết không làm gì được chúng ta, cho nên bọn họ đi tìm Âu Dương Bạch. Liệt Viêm thật sâu thở dài nói ra. Diệp Thần Phong rất tán thành gật gật đầu, hắn trong hai con ngươi cũng tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, gần nhất Thiên Tinh Thành ngoại kinh thường có bọn họ phái đệ tử dừng lại, cái này Âu Dương Bạch là cổ võ chế tài người. Nếu như đến lúc đó hắn tìm tới cửa, như vậy chúng ta liền đến cùng hắn nói một chút đạo lý, ta muốn tại trước công chúng phía dưới, hắn sẽ chú ý cổ võ chế tài người hẳn là có uy nghiêm trước mắt chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tăng tốc bố trí thông thiên mê huyễn trận tiến độ. Ân, Liệt Viêm trong lỗ mũi ứng một tiếng nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Tại Diệp Thần Phong chỉ huy phong vệ đội thành viên ngày đêm không nghỉ bố trí thông thiên mê huyễn trận thời điểm. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hai người bọn họ đi qua 3 ngày 3 đêm đi đường, bọn họ cũng cuối cùng đến cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch sở tại địa phương. Âu Dương Bạch vị trí tên là Thẩm Phán Chi Địa vừa lúc ở toàn bộ đỉnh cấp thế lực chính giữa vị trí, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát khi tiến vào Thẩm Phán Chi Địa trước, hai người bọn họ điều chỉnh một chút hô hấp và thần sắc cầm thân thể chung nội khí hơi thở hoàn toàn thu liễm. Hai người bọn họ mặc dù là Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân, nhưng bọn hắn cũng không dám tại trước mặt Âu Dương Bạch bày ra bất luận cái gì một chút kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn hai cái tin tưởng Âu Dương Bạch động động ngón tay liền có thể phi thường thoải mái đem bọn hắn hai cái cho giết chết. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hai người bọn họ đứng tại một chỗ miệng sơn cốc, trong sơn cốc này cũng là Thẩm Phán Chi Địa. Tại sơn cốc bên trái một vị trí đứng thẳng lấy một khối cao hơn 2 mét bia đá, thượng diện dùng hồng sắc kiểu chữ rồng bay phượng múa viết thẩm phán hai chữ này. Bất quá,
tấm bia đá này hẳn là kinh lịch trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vừa dài thời gian không có người giúp đỡ quản lý, bia đá chung quanh mọc đầy cỏ dại, tại thạch trên tấm bia cũng quấn quanh lấy to bằng ngón tay thanh đằng. Lý Nông Thiên cùng Ma Vô Sát đang nhìn nhau liếc một chút về sau, hai người trên mặt lộ ra phi thường cung kính thần sắc, đồng thời hướng phía trong sơn cốc đi đến. Trong sơn cốc là phi thường rộng rãi, tại trong sơn cốc ở giữa vị trí trưng bày dùng gạch đá đắp lên mà thành cầu thang đá, tại thạch trên đài đứng thẳng lấy từng cây đường kính hơn 1 mét hình trụ, tại hình trụ bên trên che kín lít nha lít nhít trường ước 2-3 cm gai sắt. Cái này cầu thang đá tên là thẩm phán đài, lúc trước phàm là bị cổ võ chế tài người cho rằng là có tội người, bọn họ sẽ bị bắt được cái này thẩm phán trên đài đến. Thân thể bị cực kỳ chặt chẽ cột vào viên kia trụ phía trên tới đón chịu cổ võ chế tài người thẩm phán. Nhưng là, gần nhất trong vòng 100 năm thẩm phán chi địa không tiếp tục thẩm phán qua tội nhân, cho nên viên kia trụ bên trên gai sắt cũng đã sớm là sống dỉ, tại từng cây hình trụ dưới cũng mọc đầy rêu xanh. Đang thẩm vấn phán đài bốn phía có rất nhiều người đầu lâu cùng bộ xương, những người này cũng là đã từng tiếp thụ qua thẩm phán người, phàm là đi qua cổ võ chế tài người thẩm phán người. Trên cơ bản cũng là mất mạng sống mà đi ra thẩm phán chi địa, mà bọn họ thi thể cũng là tùy ý bị ném vứt bỏ tại cái này thẩm phán chi địa bên trong. Lý Nông Thiên cùng Ma Vô Sát xem như lần thứ nhất đi vào thẩm phán chi địa, đã từng bọn họ chỉ là đang thẩm vấn phán chỗ bên ngoài dừng lại qua, bọn họ nhìn xem đầy đất bạch cốt, trong lòng bọn họ mặt có loại không rét mà run cảm giác, phải biết phàm là có thể tiếp nhận mỗi một giới cổ võ chế tài người thẩm phán người. Bọn họ nhất định là đỉnh cấp thế lực bên này xuất chúng thiên tài, lại hoặc là tất cả trong môn phái lão tổ cấp bậc nhân vật. Răng rác, răng rác, răng rác. Lý Nông Thiên cùng Ma Vô Sát hít sâu một cái khí về sau, hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, hai chân giẫm tại này dày đặc trên đám xương trắng, có thể là bởi vì thời gian phong hóa những này bạch cốt, khiến cho những này bạch cốt tại Lý Nông Thiên cùng Ma Vô Sát giẫm đạp phía dưới nhao nhao biến thành bột màu trắng. Đang thẩm vấn phán sau đài mặt trên vách núi đá có một cái toàn thân đen nhánh thạch môn phía sau cũng là cổ võ chế tài người Âu Dương ở không chỗ cùng bế quan chỗ. Giờ phút này, thạch môn phía sau trong phòng bị hào quang màu trắng bạc cho chiếu sáng, chỉ gặp gian phòng này bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng tinh thể, cái này chiếu sáng gian phòng hào quang màu trắng bạc cũng là đến từ cái này màu trắng tinh thể. Ở cái này gian phòng bên trái vị trí bên trên có một tấm thạch sàng, tại thạch trên giường ngồi xếp bằng lấy một cái thấy không rõ lắm niên kỷ lão đầu tử, nhìn sơ qua cái lão nhân này hẳn là có 50-60 tuổi, lại một lần nữa lại hình như có 70-80 tuổi, bất quá, ai cũng đoán không được hắn số tuổi thật sự, lão đầu này cũng là Âu Dương Bạch, hiện nay đã có 120 tuổi. Cái này Âu Dương Bạch ngày thường một tấm mặt chữ quốc, trên cằm giữ lại thật dài màu trắng sợi râu. Đầu hắn tóc cũng toàn bộ bạch, bất quá, trên mặt hắn nếp nhăn cũng rất ít, đây cũng là để cho người ta phân biệt không ra tuổi của hắn nguyên nhân. Giờ phút này, Âu Dương Bạch thân bên trên mặc một bộ trường sam màu trắng, hắn hai tròng mắt là khép hở lấy, trong lỗ mũi khí tức là 10 phần đều cùng bình ổn. Sau một lát, hắn đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sắc bén quang mang, không cam lòng lẩm bẩm, vẫn là đột phá không, vẫn là đột phá à không. Lão phu chẳng lẽ cả đời này muốn dừng bước tại siêu phàm cảnh trung kỳ? Đột nhiên, mặt Âu Dương Bạch nổi lên hiện nồng đậm sát khí, một đôi hơi có vẻ khô cạn thủ trưởng nắm thật chặt thành quả đấm, từ thân thể của hắn trung bên trong tràn ra một tia năng lượng ba động, nhưng chính là cái này một tia năng lượng ba động, khiến cho bị khảm nạm tại thạch trên vách màu trắng tinh thể một cái tiếp theo một cái vỡ ra. Âm thanh không ngừng quanh quẩn tại cả phòng bên trong. Trên vách đá màu trắng tinh thể bạo liệt trọn vẹn hơn một nửa, cả phòng hào quang màu trắng bạc cũng nhất thời ảm đạm xuống. Tối tăm quang mang dưới, mặt Âu Dương Bạch bên trên sát khí là càng lúc càng nồng nặc, hắn phảng phất có loại muốn nhập ma dấu hiệu, bất quá, ước chừng 7-8 phút về sau, trên mặt hắn sát khí chậm rãi tự động rút đi, hắn từ trên giường đá đứng lên, một thân trường sam màu trắng rear mép tăng thêm tóc bạc, cái này Âu Dương Bạch thật là có điểm tiên nhân vị đạo. Thật không biết là cái nào hai cái không có mắt đồ vật, lại vào lúc này tiến vào ta thẩm phán chi địa. Xem ra có thể đem trong nội tâm của ta sát khí phóng thích, ta cái này thẩm phán chi địa cũng có 100 năm không có dính qua máu tươi. Âu Dương Bạch nói một mình một câu về sau, hắn hướng phía cửa ra vào đi đến.
Chương 955, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm phán chi địa bên trong. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng địa ma điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hai người bọn họ lễ độ cung kính đứng tại này kích động toàn thân đen nhánh trước cửa đá, chờ nửa ngày về sau, nhìn thấy trước mặt thạch môn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Ma Vô Sát nhịn không được hỏi chúng ta liền đứng ở chỗ này các loại sao. Muốn hay không thông báo một tiếng Âu Dương tiền bối. Lý Đông Thiên vội vàng mẫu lắc đầu, nói ra, chúng ta vẫn là yên tĩnh đứng ở chỗ này các loại đi. Vạn nhất Âu Dương tiền bối đang lúc bế quan đột phá bên trong, chúng ta nếu như quấy rầy Âu Dương tiền bối lời nói, đừng nói là mời Âu Dương tiền bối động thủ đối phó Diệp Thần Phong cùng Xích Viêm Cốc, đoán chừng hai chúng ta sẽ trực tiếp bị Âu Dương tiền bối đưa đi gặp Diêm Vương gia. Lại nói Âu Dương tiền bối khẳng định có thể cảm ứng được trong sơn cốc nhất cử nhất động, nếu như hắn muốn thấy chúng ta, như vậy hắn khẳng định sẽ tự mình đi tới. Cạch, 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 cạch. Đang lúc Ma Vô Sát còn buồn đùa giỡn hỏi một câu thời điểm, trước mặt bọn hắn này kích động đen nhánh thạch môn phẫn chậm rời đến, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát thấy thế, hai người bọn họ lập tức cung kính đứng đấy, hai tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trước mặt đang tại mở này kích động tại môn. Tại màu đen nhánh thạch môn hoàn toàn mở ra về sau, một thân trường sam màu trắng Âu Dương Bạch từ thạch môn phía sau đi tới, trong sơn cốc minh mị ánh sáng mặt trời để cho hắn hơi hơi nheo lại trận đều, đợi cho hai mắt thích ứng bên ngoài chỉ riêng dẫm đạp về sau, Âu Dương Bạch bắt đầu đánh giá đến trước mặt Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát, siêu phàm cảnh trung kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn không kiêng nể gì cả phóng xuất ra, hướng phía Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát đánh tới. Này Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát vừa định muốn hướng Âu Dương hỏi không tốt, hai người bọn họ liền chịu đến Âu Dương Bạch siêu phàm trung kỳ khí thế áp bách, trong cổ họng giống như nhất thời bị cự đại xương cốt cho kẹt lại, chỉ có thể phát ra hót hót cổ họng âm tiết đến, trên trán là không ngừng tuôn ra chừng hạt đậu mồ hôi, hai người bọn họ cảm giác trên thân xương cốt phảng phất đều đùa giỡn bị nghiền nát, trong nội tâm bị hoảng sợ hoàn toàn tràn ngập đầy, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt bị rút khô. Như là vừa mới quét vôi qua vách tường. Hừ, Âu Dương Bạch mũi trong tay hừ lạnh một tiếng, quát hai cái không biết sống chết đồ vật. Ầm, ầm, hai tiếng. Tại Âu Dương nói linh tinh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát ở ngực mãnh mẽ bạo liệt ra một đoàn huyết vụ, hai người bọn họ dưới chân bước đều hung hăng lui ra phía sau năm, sáu bước, trực tiếp là đặt mông té ngã trên đất trên mặt. Mà vừa lúc này Âu Dương Bạch âm thanh lại truyền vào hai người bọn họ trong lỗ tai, cho ta một cái hài lòng đáp lại, bằng không cái thời gian này thẩm phán chi địa cũng là các ngươi hai cái nơi táng thân. Đặt mông sinh ở mặt đất Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát, hai người bọn họ quần áo hoàn toàn bị mồ hôi cho thẩm thấu, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Âu Dương Bạch sẽ trực tiếp đối bọn hắn động thủ, năm năm loại kia tại kề cận cái chết chạy một vòng cảm giác, cái này khiến hai người bọn họ là kinh hồn táng đảm. Phải biết Lý Đông Thiên là nguyên thiên sơ kỳ cao thủ, Ma Vô Sát là nguyên thiên trung kỳ cao thủ, bọn họ tại đỉnh cấp thế lực bên này thế nhưng là hùng bá nhất phương mãnh nhân, nhưng tại này cổ võ chế tài người trước mặt Âu Dương Bạch. Hai người bọn họ phảng phất ngay cả cái rắm đều không phải là. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn nơi nào còn dám kéo dài thức thời ở giữa. Ngừng lại không được ở ngực xương cốt bạo liệt đau đớn, hắn vội vàng nói, Âu Dương tiền bối. Ta là trong mây xanh trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, con ta đều là Lý Đều Hạo, lần này ta tới nơi này là có chuyện phẫn muốn bản cáo Âu Dương tiền bối. Tại Lý Đông Thiên mở miệng về sau, địa ma điện Ma Vô Sát cũng lập tức nói ra, Âu Dương tiền bối, ta là địa ma điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, ta cùng Lý trưởng môn là cùng đi hướng về ngài bàn báo một sự kiện phẫn. Tại Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát tự giới thiệu về sau. Này Âu Dương Bạch cũng càng ngày càng cảm thấy hai người này tướng mạo có chút quen thuộc. Hắn mở miệng nói ra, các ngươi hai cái đứng lên đi. Có chuyện gì phẫn thì nói mau. Lý Đông Thiên run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, nói ra, Âu Dương tiền bối, con trai của ta Lý Tử Hạo bị người cho giết chết, con ta Hồ Lý Đều Hạo thế nhưng là Âu Dương tiền bối ngày hiện tại người thừa kế duy nhất. Các ngươi cũng là tới nói cho ta biết chuyện này phẫn. Mặt Âu Dương Bạch bên trên lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, hắn thấy cổ võ chế tài người vị trí đều là năng giả cư chi, ngay cả mình tánh mạng đều không gánh nổi người, cái sau khi nói thế nào tới kế thừa cổ võ chế tài người vị trí. Gặp mặt Âu Dương Bạch bên trên lộ ra không kiên nhẫn thần sắc,
Địa Ma Điện Ma Vô Sát vội vàng tiếp lời đến, nói ra: Âu Dương tiền bối, trước đó không lâu Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện, Quỷ Vương Tông truyền thừa rơi vào một cái thế tục giới tiểu tử trên tay, với lại Lý Tử Hạo chết cũng cùng này tiểu tử có quan hệ, như cái Xích Viêm Cốc đã đứng tại tiểu tử kia một bên, mà Vân Thiên Tông cũng bị tiểu tử kia cho diệt, tiểu tử kia quả thực là muốn đem cổ võ giới chọc ra cái động đến, còn như vậy xuống dưới chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới chính là này tiểu tử thiên hạ. Đang nghe Quỷ Vương Tông di tích xuất hiện, đồng thời Quỷ Vương Tông truyền thừa rơi vào một cái thế tục giới tiểu tử trên tay về sau, Âu Dương Bạch lúc này mới thu hồi không kiên nhẫn thần sắc, hắn thân là lần này cổ võ chế tài người, hắn đương nhiên là càng thêm hiểu biết năm đó Quỷ Vương Tông sự tình phẫn, hắn biết năm đó Quỷ Vương Tông tông chủ kém chút bước vào siêu phàm cảnh tầng thứ, mà như cái Quỷ Vương Tông di tích tái hiện, cái này khiến Âu Dương Bạch cũng đối Quỷ Vương Tông truyền thừa hết sức tò mò. Hắn nghĩ đến Quỷ Vương Tông truyền thừa có thể hay không để cho hắn nhất cử bước vào siêu phàm cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây về sau, Âu Dương Bạch trực tiếp một tay nắm lấy Lý Đông Thiên, một tay nắm lấy Ma Vô Sát, hắn thân ảnh hướng phía thẩm phán nàng bên ngoài chảy ra mà đi, trong miệng nói ra: các ngươi hai cái dẫn đường cho ta lập tức muốn gặp được trong miệng các ngươi này tiểu tử. Một ngày sau khi, cổ võ giới, đỉnh cấp thế lực, Thiên Tinh Thành bên ngoài. Diệp Thần Phong là không ngừng vắt hết óc nghĩ đến tăng tốc bố trí thông thiên mê huyễn trận biện pháp, còn thật sự bị hắn mô hình tạo ra một ít môn đạo đến, nguyên bản còn muốn không sai biệt lắm 3 ngày hoàn thành thông thiên mê huyễn trận, Diệp Thần Phong có nắm chắc vào ngày mai trời chiều xuống núi trước đó liền toàn bộ bố trí xong. Mấy ngày nay tụ tập đến Thiên Tinh Thành ngoài thành tất cả môn phái đệ đều là càng ngày cắt nhiều, bọn họ toàn bộ nghe nói Vân Thiên Tông bị diệt sự tình. Bọn họ cũng nghe nói Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện muốn tấn công Thiên Tinh Thành tin tức, kết quả là những môn phái kia đệ tử là súng lấy xem náo nhiệt tâm tính, dù sao đỉnh cấp thế lực bên này bình tĩnh quá lâu, bọn họ cần loại kích thích này cùng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Diệp Thần Phong nhìn trời tinh thành chung quanh tất cả môn phái đệ tử, mà Tôn Bác Dịch, Tôn, Dương An, Hạ Tử Ninh cùng Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm bọn người thì là đứng tại bên cạnh hắn, Liệt Viêm thấp giọng lẩm bẩm: chỉ cần đùa giỡn một ngày. Chỉ cần một ngày, hy vọng không cần tại một ngày này thời gian bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên Liệt Viêm tự nói sản xuất âm phi thường kém, nhưng vẫn là bị Diệp Thần Phong cho nghe được, hắn cau mày bất đắc dĩ nói ra: Liệt Cốc Chủ, cái kia tới chung quy đến, lần này ta xem ra chúng ta là tránh không khỏi, xem ra cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch thật đến Thiên Tinh Thành, chính các ngươi cảm ứng một cái đi. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, ở đây người là sắc mặt kịch biến, từng cái cầm chân kính lực lượng ngoại phóng ra ngoài, khi bọn hắn cảm giác được có một cỗ vô cùng khí thế cường hãn cùng hai cỗ tương đối yếu ớt khí thế đang đến gần tại đây thời điểm, Tôn Bác Dịch bọn người tự nhiên mà vậy cho rằng này cỗ để bọn hắn xa xa cảm giác đều kinh hãi mềm yếu khí thế, hẳn là thuộc về cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch. Tại Tôn Bác Dịch bọn người ngoại phóng chân kính lực lượng cảm ứng thời điểm, ba đạo thân ảnh bởi xa tới gần xuất hiện tại Diệp Thần Phong bọn người xem tàn bên trong, khi thấy Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát bị một cái lão đầu tay mang theo xuất hiện tại bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ lập tức khẳng định lão đầu này cũng là cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch. Có Âu Dương Bạch đái lấy Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát, bọn họ đi vào Thiên Tinh Thành thời gian là rút ngắn thật nhiều. Tại Thiên Tinh Thành chung quanh tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ hồ, bọn họ khi nhìn đến này một quyên về sau, có lẽ bọn họ chưa thấy qua Âu Dương Bạch, nhưng bọn hắn cũng là gặp qua Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát, có thể cầm Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát đều dẫn theo người. Bọn họ cũng rất nhanh liền buồn đến cái này ăn mặc trường sam màu trắng, đạo cốt tiên phong lão đầu hẳn là cổ võ chế tài người Âu Dương Lề Sách. Tại tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ đều xác định Âu Dương Bạch thân phân về sau, bọn họ từng cái trên mặt đều lộ ra cung kính thần sắc, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong bọn người thời điểm. Trong đôi mắt lại lộ ra thương hại thần sắc, như cái ngay cả Âu Dương Bạch đều xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong cùng Xích Viêm Cốc là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói Diệp Thần Phong này tiểu tử là thế tục giới tới. Lúc trước hắn mình kính tại nhất lưu, nhị lưu thế lực huyên náo gà bay trôi nhảy, như cái hắn lại đem Vân Thiên Tông cho diệt, này Diệp Thần Phong thật đúng là xem như một cái kiêu hùng, bất quá, hắn hẳn là rất nhanh sẽ chết tại cổ võ chế tài người trong tay. Lần này không những Diệp Thần Phong muốn xong đời, liền ngay cả toàn bộ Xích Viêm Cốc cũng đều muốn xong đời, ta xem về sau đỉnh cấp thế lực bên này muốn một lần nữa tẩy bài,
đây đối với chúng ta mà nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Thiên Tinh Thành chung quanh tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ đều nhao nhao thấp giọng đề nghị vung tới. Chương 956, tình nguyện đứng đấy chết. Không muốn quỳ sống. Cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch tay phải nắm Lý Đông Thiên, phải huy nắm lấy ma vô sát, hắn tại đi vào Thiên Tinh Thành bên ngoài về sau, hắn cầm trong tay hai người này tiện tay vứt trên mặt đất, Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân ma vô sát. Hai người này ở ngực còn dính nhuộm máu tươi, trên mặt bọn họ không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn, vội vàng từ dưới đất đứng lên, giống hai đầu chó sù một dạng cung kính đứng tại Âu Dương Bạch thân sau khi. Dọc theo con đường này Lý Đông Thiên cùng ma vô sát đem có quan hệ Diệp Thần Phong sự tình. Là rõ ràng rành mạch đối với Âu Dương nói vô ích một lần, cho nên Âu Dương Bạch tại trước mặt những này trên thân liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt chính là dừng lại tại Diệp Thần Phong trên thân. Khóe miệng hiển hiện từng tia trêu tức nụ cười, hỏi, ngươi thế nhưng là Diệp Thần Phong. Tại Âu Dương Bạch mở miệng hỏi lời nói đồng thời, trong cơ thể hắn cực kỳ mấy trung kỳ khí thế sôi trào, như mãnh liệt như thủy triều hướng về Diệp Thần Phong tập đi qua, khóe miệng trêu tức nụ cười càng thêm tràn đầy một chút. Tại Âu Dương Bạch khí xu thế ngoại phóng thời điểm, Diệp Thần Phong nhạy cảm trực giác liền cảm ứng được, hắn cầm trong cơ thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực vận chuyển tới cực hạn. Có thể cho dù như thế, tại Âu Dương Bạch khí xu thế đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn cảm giác cả người thân thể phảng phất bị một cỗ phi nhanh bên trong đám lửa đụng chạm một dạng. Đăng, 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 đăng. Diệp Thần Phong dưới chân bước đều liên tiếp lui ra phía sau 5 bước, trên mặt đất giẫm ra một cái lại một cái thật sâu dấu chân, tuy nhiên hắn đã đem nhục thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng hắn cảm giác ở ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn ra. Một ngụm máu tươi chậm rãi từ trong dạ dày xông lên cổ họng, lại bị hắn cho trực tiếp cổ họng quay về trong bụng. Đứng tại Diệp Thần Phong chung quanh Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm bọn người, vừa mới Âu Dương Bạch cực kỳ mấy trung kỳ khí thế cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được này cỗ phảng phất tử thần khí tức, tại vừa rồi cỗ khí tức kia trước mặt bọn họ căn bản ngay cả hoàn thủ dũng khí cũng không có, đây chính là cực kỳ mấy trung kỳ cường đại a. Đứng tại Âu Dương Bạch thân sau khi Lý Đông Thiên cùng ma vô sát, hai người bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong bị đẩy lui tràng cảnh về sau, trên mặt bọn họ là nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Diệp Thần Phong hơi co lại tại trong tay áo thủ trưởng là nắm thật chặt thành quả đấm. Trên mu bàn tay tuôn ra tráng kiện gân xanh, hai đầu cánh tay có chút hơi run rẩy, trong mồm hàm răng là cắn thật chặt, này Âu Dương Bạch là Diệp Thần Phong linh hồn xuyên Việt đến thời đại này về sau. Gặp được một cái cường đại nhất địch nhân, giờ phút này, Diệp Thần Phong trong nội tâm đối với lực lượng khát vọng là nhảy lên tới cực hạn, hắn cỡ nào muốn buông tay ra thống thống khoái khoái cùng này Âu Dương Bạch đả một trận, đáng tiếc là hắn biết mình cũng không phải là Âu Dương Bạch đối thủ. Điều chỉnh một chút trong nội tâm cực kỳ lưu động tâm tình, Diệp Thần Phong cầm sát khí cẩn thận từng ly từng tí che giấu, chịu đựng trong cơ thể huyết khí dâng lên. Không kiêu ngạo không tự ti đối Âu Dương Bạch. Nói ra, ngươi là cổ võ chế tài người. Ngươi dựa vào cái gì động thủ với ta? Cổ võ chế tài người là duy trì cổ võ giới trật tự, ngươi làm như vậy cùng độc tài giả khác gì hai loại? Chẳng lẽ toàn bộ cổ võ giới là một mình ngươi sao? Diệp Thần Phong cố ý cầm âm lượng sách phi thường cao, để cho Thiên Tinh Thành bốn phía hơn môn phái người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Âu Dương Bạch có ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, không tệ, không tệ. Vừa rồi cỗ khí thế kia ta dùng 2/10 lực lượng, ngươi có thể đứng đấy cũng là xem như một thiên tài, ngươi giết ta người thừa kế Lý Tử Hạo, lại đem Vân Thiên Tông cho diệt, ngươi hoàn toàn cầm cổ võ giới trật tự cho đảo loạn, ngươi nói ta có nên hay không ra tay với ngươi. Bất quá, lúc trước mỗi một giới cổ võ chế tài người cũng là để cho phạm tội người tự nguyện tiến về thẩm phán chi địa tiếp nhận chế tài, đương nhiên ta Âu Dương Bạch cũng không ngoại lệ. Nói. Âu Dương Bạch thủ trưởng hướng phía Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An phương hướng nâng lên, nhất thời từ bàn tay hắn bên trong sinh ra một cỗ hấp lực. Cầm Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An thoải mái hút tới bàn tay hắn bên trong, Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An hai cái này lão đầu là sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Âu Dương Bạch tại bắt lai Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An về sau, hắn lại đối Diệp Thần Phong nói ra, hai vị này hẳn là ngươi trưởng bối A. Trước hết để bọn hắn hai cái đi theo ta đi thẩm phán chi địa làm khách mấy ngày, sau 5 ngày, ta đang thẩm vấn phán chỗ bên trong chờ ngươi,
ta tin tưởng ngươi sẽ đến, đương nhiên lần này thẩm phán hoàn toàn đối ngoại công mở, tất cả phái đều có thể tới quan sát. Nói xong, Âu Dương Bạch một tay mang theo Tôn Bác Dịch, một tay mang theo Tôn Dương An trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt, có thể nói là tới cũng vội vàng, đi vội vàng, dù sao hắn là cổ võ chế tài người, tại trước công chúng phía dưới, hắn cái kia có uy nghiêm vẫn là muốn có, hắn nhìn ra được Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An hẳn là Diệp Thần Phong trưởng bối, bắt hai người này Diệp Thần Phong khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi hướng về thẩm phán chi địa, cái này cũng thể hiện cổ võ chế tài người tha thứ cùng uy nghiêm. Tại Âu Dương Bạch vội vàng rời đi về sau, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát cũng lập tức rời đi, bất quá, tại Lý Đông Thiên trước khi đi, hắn lưu lại một câu ngoan thoại, Diệp Thần Phong, ngươi liền đợi đến chết đi. Phốc, phốc, phốc. Tại Âu Dương Bạch, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát ba người này sau khi rời đi, Diệp Thần Phong trong mồm là bỗng nhiên phun ra ba miệng máu tươi, thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ đứng lên, một bên Hạ Tử Ninh nhìn thấy một màn này về sau. Nàng vội vàng đem Diệp Thần Phong vịn, hướng phía Thiên Tinh Thành bên trong đi đến. Tại Diệp Thần Phong bọn người trở lại Thiên Tinh Thành bên trong về sau, Thiên Tinh Thành bên ngoài bọn họ phái đệ đều cùng trưởng môn lại lần nữa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Cổ võ chế tài người quả nhiên là cổ võ chế tài người a. Đổi lại là ta khẳng định trực tiếp cầm Diệp Thần Phong tiểu tử này bắt lại, mặt cổ võ chế tài người lại làm cho Diệp Thần Phong chính mình tiến về thẩm phán chi địa. Đây chính là một cái cường giả chân chính hẳn là có bá khí cùng tự tin. Vừa rồi cổ võ chế tài nói lần này thẩm phán đối ngoại công khai, này sau 5 ngày. Ta ngược lại thật sự là muốn đi quan sát, ta còn không có gặp qua cổ võ chế tài người thẩm phán là dạng gì đều đâu. Tại Thiên Tinh Thành bên ngoài tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên Tinh Thành phủ thành chủ, Diệp Thần Phong trong phòng. Liệt Phiêm cùng Hạ Tử Ninh bọn người là ánh mắt ngưng trọng, mặt Diệp Thần Phong là sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hắn hàm răng là cắn thật chặt bờ môi, từ môi hắn bên trên tràn ra từng tia máu tươi, nhưng hắn phảng phất là cái gì đều không có cảm giác được một dạng. Xích Phiêm cốc cốc chủ Liệt Phiêm, hắn đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, xem ra lần này chúng ta thật sự là tai kiếp khó thoát. Ai? Không nghĩ tới Xích Viêm Cốc sẽ hủy ở ta Liệt Viêm trong tay, ta thẹn với Xích Viêm Cốc tổ tiên a. Hạ Tử Ninh đi đến Diệp Thần Phong bên giường, do dự một chút nói ra, Thần Phong, không bằng ngươi quay về thế tục giới đi thôi. Dạng này có lẽ ngươi còn có thể tạm thời tránh thoát một kiếp. Diệp Thần Phong thủ trưởng chống đỡ mép giường, từ trên giường ngồi xuống, kiên định nói ra, ta sẽ đúng giờ đi thẩm phán chi địa, ta ngoại thái công cùng ngoại công bị Âu Dương Bạch chộp tới. Ta làm sao có thể đủ không để ý tới tính mạng bọn họ. Dạng này còn sống cùng tán mà lại sống tạm bợ khác gì khác nhau. Ta Diệp Thần Phong tình nguyện đứng đấy chết cũng không muốn quỳ sống. Huống hồ ta còn chưa nhất định sẽ chết, ta xem này Âu Dương Bạch cũng là nhìn chúng trong tay của ta Quỷ Vương Tông truyền thừa. Cho nên sau 5 ngày ta sẽ tới đúng lúc thẩm phán chi địa. Ai Hạ Tử Ninh là thở dài, nàng biết Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không lựa chọn tán mà lại sống tạm bợ. Bởi vì đây mới là nàng nhận biết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Liệt Cốc Chủ, từ phía trên tinh thành đuổi tới thẩm phán chi địa cần bao lâu thời gian? Liệt Viêm hồi đáp, Diệp tiểu huynh đệ, hơn 3 ngày thời gian đi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra tốt, 2 ngày này ta trước tiên đem thương thế khôi phục một chút, 2 ngày sau đúng giờ xuất phát. Thôi được, cũng được, Liệt Viêm lắc đầu. Nói ra, tuy nhiên lần này Âu Dương Bạch không có đề cập chúng ta Xích Viêm Cốc, nhưng Âu Dương Bạch về sau khẳng định cũng sẽ không buông tha chúng ta, lần này liền từ ta cùng đại trưởng lão cùng ngươi cùng đi một chuyến đi. Hy vọng sự tình còn có thể có chuyển cơ. Thần Phong, ta cũng cùng đi với ngươi. Hạ Tử Ninh vội vàng nói. Diệp Thần Phong trực tiếp cự tuyệt nói, không được, Tử Ninh ngươi liền ở tại Thiên Tinh Thành bên trong, thông thiên mê huyễn trận 2 ngày này ta sẽ bố trí tốt. Ta sẽ sắp mở ra trận pháp yếu quyết nói cho ngươi biết, đến lúc đó nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi liền lập tức mở ra thông thiên mê huyễn trận. Diệp Thần Phong tiếp theo lại đối một bên thành chủ Triệu Vô Không, nói ra, Triệu thành chủ, ngươi giúp ta chuẩn bị những thuốc này a. Diệp Thần Phong báo ra liên tiếp dược tài nói ra, hắn chỉ có 2 ngày thời gian khôi phục thương thế, cho nên hắn phải dùng đến các loại dược tài tới phụ trợ khôi phục. Chương 957, ngươi tuyệt đối không thể chết. 2 ngày sau,
Diệp Thần Phong thương thế khôi phục 7-8 phần, nguyên bản ở ngực gãy xương đầu cũng đã tại khép lại, tại trong hai ngày này hắn là mỗi ngày ngâm tại tự chế biến dược dịch bên trong, lại thêm hắn thân thể bên trong linh hồn lực có chữa trị hiệu quả, cho nên thương thế hắn mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Thiên Tinh Thành bên ngoài thông thiên mê huyễn trận cũng tại hôm qua hoàn toàn bố trí tốt, Diệp Thần Phong sắp mở ra thông thiên mê huyễn trận phương pháp nói cho Hạ Tử Ninh cùng Triệu Vô Không bọn người, để bọn hắn tại lúc khi tối hậu trọng yếu lập tức cầm trận pháp mở ra. Lần này chỉ có Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm cùng Đại trưởng Lão Vương Vũ Kế bồi tiếp Diệp Thần Phong cùng đi hướng về thẩm phán chi địa, Diệp Thần Phong không có ý định cầm phong vệ đội thành viên mang lên. Dù sao cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch chính là siêu phàm cảnh trung kỳ cao thủ, Diệp Thần Phong không muốn dưới tay hắn phong vệ đội thành viên đi không không chịu chết. Tại sắc trời còn tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Thần Phong, Liệt Viêm cùng Vương Vũ Kế liền rời đi Thiên Tinh Thành, khi bọn hắn ba người mới vừa đi ra Thiên Tinh Thành không bao lâu, Diệp Thần Phong liền lập tức dừng lại bước chân, hướng về phía sau lưng, hô các ngươi không cần ẩn núp. Tại Diệp Thần Phong thoại âm rơi xuống về sau, một gốc rậm rạp phía sau đại thụ vang lên tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, đón lấy, Hạ Tử Ninh, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi ba người này là đi tới. Tôn Hằng Phi nói thẳng, Thần Phong, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn đi một chuyến thẩm phán chi địa, ta biết thực lực của ta cũng hèn mọn, nhưng bị Âu Dương Bạch bắt đi là ngươi ngoại thái công cùng ngoại công, nhưng đồng dạng cũng là chúng ta thái công của Hằng Phi cùng Gia Gia, chúng ta Hằng Phi chẳng lẽ cũng là một cái sợ chết người sao? Tôn Hiểu Lệ cũng ngay sau đó nói ra, Thần Phong, Hằng Phi nói không tệ, chúng ta cũng muốn tận chính mình một phần lực, từ trước kia đến bây giờ, chúng ta đều nhìn thấy ngươi nỗ lực, chúng ta đều nhìn thấy ngươi sáng tạo ra kỳ tích, lần này chúng ta cũng muốn nỗ lực một lần, cho dù chết chúng ta cũng không oán không hối. Đứng tại Tôn Hiểu Lệ bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng cắn cắn môi đỏ về sau, sắc mặt đỏ lên nói ra, Thần Phong, ta Hạ Tử Ninh đã là nữ nhân ngươi. Ta không nguyện ý nhìn xem một mình ngươi đi gánh chịu những này áp lực, tương lai mặc kệ ngươi muốn đi hướng về địa ngục vẫn là thiên đường, ta chỉ cầu ta đều có thể tại bên cạnh ngươi. Nghe Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Hạ Tử Ninh đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Diệp Thần Phong còn có cái gì lý do đi cự tuyệt đâu. Hắn mở miệng nói ra, các ngươi này ba cái không có não tử ra hỏa, đã các ngươi phải bồi ta cùng đi chịu chết như vậy đến lúc đó bên trên Hoàng Tuyền Lộ. Các ngươi cũng không nên cả đám đều tới trách ta. Đón lấy, Diệp Thần Phong lại hỏi, các ngươi rời đi Thiên Tinh Thành sự tình, Triệu Thành chủ bọn họ biết không? Tôn Hằng Phi nói ra, Thần Phong, ngươi yên tâm tốt, Thiên Tinh Thành bên trong có ta cha bọn họ ở đây. Bọn họ đều là biết mở ra thông thiên mê huyễn trận phương pháp, coi như thật gặp được cái gì tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng khẳng định là có thể xử lý tốt. Diệp Thần Phong trầm ngâm một chút, nói ra tốt. Như vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đuổi tới thẩm phán chi địa. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 3 ngày lóe lên liền biến mất. Từ khi 5 ngày trước cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch xuất hiện tại Thiên Tinh Thành bên ngoài về sau, toàn bộ đỉnh cấp thế lực bên này đều sôi trào lên, có rất nhiều môn phái trưởng môn cùng đệ tử đều tiến đến thẩm phán chi địa tham gia náo nhiệt. Dù sao gần trăm năm bên trong thẩm phán chi địa bên trong không có chế tài qua tội nhân, đương nhiên cũng có rất nhiều môn phái cũng không có chạy tới thẩm phán chi địa, bọn họ sợ có chút náo nhiệt không phải tốt như vậy tập hợp, vạn nhất đến lúc đợi ngay cả mệnh đều tập hợp không. Vậy thì phi thường không có lời. Âm ấm áp áp ánh sáng mặt trời vung vãi đại địa, thẩm phán chi địa bên ngoài là người người nhốn nháo, lần này đại khái tới có gần 200 người quan sát công khai thẩm phán. Mà Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hai trưởng lão Trần Hưng Phát cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm. Bốn người này là đứng cách thẩm phán chi địa cửa vào gần nhất địa phương, bọn họ đều đang đợi lấy Diệp Thần Phong đến. Ma Vô Sát mắt nhìn Lý Đông Thiên, nói ra, Lý trưởng môn, lần này Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, hắn cũng không có khả năng tại Âu Dương tiền bối trong tay sống sót. Với lại Xích Viêm Cốc cũng cần phải sẽ xong đời, về sau này đỉnh cấp thế lực bên này thế nhưng là chúng ta hai đại môn phái thiên hạ a. Lý Đông Thiên gật gật đầu, cau mày, nói ra, ta là muốn thân thủ cầm Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này giết chết, đáng tiếc có Âu Dương tiền bối xuất thủ, ta căn bản giày vò không đến Diệp Thần Phong, về sau chúng ta Vân Tiêu cung cùng Địa Ma Điện muốn tại này đỉnh cấp thế lực bên này thật tốt ở chung a.
Dù sao Vân Tiêu Cung đã không có Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ, mà Địa Ma Điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm còn có được Nguyên Thiên Đỉnh Phong thực lực. Tại Ma Vô Sát nói chuyện với Lý Đông Thiên ở giữa, nơi xa xuất hiện 6 bóng người, này 6 bóng người đang không ngừng tiếp cận thẩm phán chi địa lối vào, ở đây rất nhiều môn phái trưởng môn cùng đệ tử, bọn họ trước đó là tại Thiên Tinh Thành chung quanh tập hợp mạnh náo, bọn họ là nhận ra Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm bọn người, không biết là người nào trong đám người hô một tiếng, Diệp Thần Phong cùng Liệt Cốc chủ tới. Kết quả là, toàn bộ thẩm phán chi địa cửa vào bắt đầu sôi trào lên. Mà Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát cũng đem ánh mắt nhìn về phía này 6 bóng người, đợi cho Diệp Thần Phong bọn người tới gần thời điểm, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát ánh mắt rõ ràng cho thấy trở nên âm trầm xuống. Ma Vô Sát nhìn thấy Hạ Tử Ninh cũng bồi tiếp Diệp Thần Phong cùng đi, khóe miệng của hắn là lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Ninh, nói ra, rất tốt, bớt thời gian ta về sau đi tìm ngươi. Hiện tại ta quyết định không cho ngươi chết thống khoái như vậy, tất nhiên con trai của ta bị ngươi cho giết, như vậy ngươi liền lại cho ta sinh một đứa con trai đi. Lý Đông Thiên ánh mắt thì là dừng lại tại Diệp Thần Phong trên thân, lạnh giọng nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi tất nhiên dám đến lấy thẩm phán chi địa, như vậy ngươi nên làm tốt chết chuẩn bị đi. Để ngươi cứ như vậy chết, quả thực là quá tiện nghi ngươi. Diệp Thần Phong trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đến, mở miệng nói ra có lẽ hôm nay chết không phải là ta. Diệp Thần Phong nội thị lấy hắn trong đan điền đoàn kia biến dị sau khi màu đỏ sậm khí thể, nếu hắn dám đến này thẩm phán chi địa, trong nội tâm còn có lấy một tia hy vọng, này một tia hy vọng hoàn toàn bắt nguồn từ này đoàn màu đỏ sậm khí thể, đến lúc đó nếu như Âu Dương Bạch thật tâm muốn tính mạng hắn. Như vậy Diệp Thần Phong cũng sẽ liều lĩnh dùng linh hồn lực đi đụng vào này đoàn màu đỏ sậm khí thể, quản nó về sau hắn thân thể có thể hay không phát sinh cái gì biến gì đây. Đang nghe Diệp Thần Phong câu nói này về sau, Lý Đông Thiên khinh thường nói ra, Diệp Thần Phong, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, chẳng lẽ nói hôm nay chết lại là Âu Dương tiền bối sao? Ngươi có bản lĩnh giết chết Âu Dương tiền bối, ngươi tiểu xúc sinh này nhất định quá cản rỡ. Đứng đang thẩm vấn phán chỗ cửa ra vào hơn môn phái trưởng môn cùng đệ tử, bọn họ đồng dạng cũng là đối Diệp Thần Phong chỉ trỏ. Cái này gọi Diệp Thần Phong tiểu tử cũng quá tự đại một chút ha. Hắn chẳng qua là một cái từ thế tục giới người tới mà thôi, phải biết cổ võ chế tài người thế nhưng là đại biểu toàn bộ cổ võ giới cường hãn nhất lực lượng, hắn căn bản ngay cả cổ võ chế tài người một ngón tay đầu cũng không sánh nổi. Còn không phải sao? Nghe nói 5 ngày trước tiểu tử này bị cổ võ chế tài người khí thế cho đẩy lui 5-6 bước, tại cổ võ chế tài người rời đi về sau, tiểu tử này còn liên phun mấy ngụm lớn máu tươi đây. Bây giờ người trẻ tuổi nha, cũng là quá tự cho là đi. Dù sao tiểu tử này 8 ác 9 không rời 10 muốn chết, đoán chừng hắn là muốn trước khi chết lại uy phong một lần đi. Loại tâm tính này chúng ta cũng phải lý giải một chút. Diệp Thần Phong đối với chung quanh những môn phái kia tiếng nghị luận, hắn là mắt điếc tai ngơ, bất quá, đứng tại bên cạnh hắn Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Hạ Tử Ninh ngược lại là sắc mặt biến hóa, mà Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm cùng Đại trưởng Lão Vương Vũ Kế, hai người bọn họ tại đi vào thẩm phán chi địa cửa vào về sau, trên mặt bọn họ thần sắc là trở nên càng thêm ngưng trọng. Tất nhiên chủ giác trình diện, như vậy các ngươi đều tiến vào thẩm phán chi địa bên trong tới đi. Cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch âm thanh từ trong sơn cốc bay ra. Xích Phiêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai, thở dài, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, sinh tử đều do thiên mệnh đi. Này Liệt Viêm tại tới thẩm phán chi địa trước, hắn liền cho rằng lần này cơ hồ là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần Phong là im lặng gật gật đầu, trong lòng của hắn đối nhau khát vọng phi thường nồng đậm, dù sao tại thế tục giới còn có nhiều người như vậy đang chờ hắn đây. Hắn làm sao có thể đủ chết ở chỗ này? Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Coi như phía trước là, hắn muốn đem dẫm ra cái đến trong động, coi như phía trước là thời gian, hắn cũng phải cầm thời gian cho chọc ra cái lỗ thủng tới. Diệp Thần Phong trong nội tâm âm thầm nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể như thế nào, ngươi tuyệt đối không thể chết. Chương 958, phẫn nộ gia tăng mãnh liệt. Trạng thái bùng nổ. Tại Âu Dương Bạch âm thanh truyền ra sơn cốc về sau, Vân Tiêu Cung Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện Ma Vô Sát bọn người,
này hai đại môn phái người dẫn đầu hướng phía trong sơn cốc thẩm phán chi địa đi đến, hơn môn phái người cũng nhao nhao đi theo này hai đại môn phái sau lưng, về phần Diệp Thần Phong bọn người là sau cùng một nhóm đi vào thẩm phán chi địa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khi tất cả người đi vào thẩm phán chi địa về sau, cửa vào sơn cốc nơi rơi xuống một cái cao hơn 3 mét cẩn trọng thạch môn, cầm miệng sơn cốc cho phong đến cực kỳ chặt chẽ. Tại này kích động thạch môn cùng mặt đất đụng vào sát na, trong sơn cốc là quanh quẩn lên tiếng vang trầm trầm, chung quanh mặt đất cũng bỗng nhiên rung động đứng lên, một hồi lâu mới dần dần lắng lại. Ở đây tất cả môn phái người tự nhiên mà vậy cho rằng đây là thẩm phán muốn bắt đầu, Âu Dương Bạch mới có thể tạm thời cầm thẩm phán chi địa cho phong bế, lại mà bọn họ toàn bộ ánh mắt tập trung ở sơn cốc chính giữa thẩm phán trên đài. Chỉ gặp thẩm phán trên đài này từng cây đường kính hơn 1 mét thô hình trụ bên trên, này hình trụ bên trên che kín lít nha lít nhít dài chừng 2-3cm gai sắt, bên trong hai cái hình trụ bên trên là cột người, hai người này rõ ràng là Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch cùng ngoại công Tôn Dương An. Giờ phút này, Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An nửa người trên y phục bị lột sạch, hai người bọn họ trong cơ thể nhiều chỗ huyệt vị bị phong bế. Trong thân thể căn bản không sử dụng ra được bất luận cái gì một tia chân kính lực lượng đến, tại bọn họ hai cái trên thân quấn quanh lấy tráng kiện dây gai, đem bọn hắn hai cái thân thể áp sát vào hình trụ phía trên, hình trụ bên trên này lít nha lít nhít gai sắt là ngạnh sinh sinh đâm vào bọn họ trong thịt cùng đầu khớp xương, khiến cho hai người bọn họ trên lưng hoàn toàn là máu thịt be bét. Bị trói đang thẩm vấn phán đài hình trụ bên trên Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An. Hai người bọn họ trong lỗ mũi khí tức đã là phi thường yếu ớt, trên mặt căn bản ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Trên môi da thịt hoàn toàn vỡ ra, tóc cũng là rối bời, trước mắt hai người này là lâm vào trong hôn mê. Ở đây người biết cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch bắt Diệp Thần Phong hai cái trưởng bối, giờ phút này nhìn thấy thẩm phán trên đài hai cái hấp hối lão đầu, bọn họ lập tức liền đoán được hai cái này lão đầu hẳn là bị Âu Dương Bạch chộp tới người. Nhìn xem Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, ở đây tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ tử, bọn họ phía sau nhất thời cảm giác lạnh lẽo. Khó trách nói đến thẩm phán chi địa tiếp nhận chế tài người cơ hồ là sống không nổi. Khi nhìn đến thẩm phán trên đài một màn này về sau, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía sau cùng Diệp Thần Phong trên thân, tất cả môn phái trên mặt người biểu lộ khác nhau. Diệp Thần Phong tiểu tử này không riêng hại chính hắn, ngay cả chung quanh hắn người cũng bị hắn cho hại a. Lần này cổ võ chế tài người đoán chừng ngay cả bên cạnh hắn người cũng một cái cũng sẽ không buông tha. Ai bảo tiểu tử này không tại thế tục giới thật tốt ở lại, không phải muốn tới chúng ta cổ võ giới tới quấy rối. Diệp Thần Phong tiểu tử này hoàn toàn là tự làm tự chịu, ta đối đãi sẽ Diệp Thần Phong tiểu tử này cũng sẽ bị cổ võ chế tài người trói đến thẩm phán đài hình trụ đi lên. Tất cả môn phái người lần nữa thấp giọng thì thầm đứng lên. Mà Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hai người bọn họ thì là 10 phần trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Lý Đông Thiên cười lạnh nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi liền hảo hảo đến dưới đất đi tiếp con trai của ta đi. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, hai người bọn họ khi nhìn đến thẩm phán trên đài tình cảnh sau khi... Hai người bọn họ không bị khống chế hô, Thái Công, ra ra. Diệp Thần Phong biểu hiện trên mặt là trở nên vô cùng băng lãnh, trong hai con người bị cháy hừng hực lấy nộ hỏa cho lấp đầy, trong thân thể tản mát ra dày đặc sát khí đến, nguyên bản hắn là muốn tại lúc khi tối hậu trọng yếu chính mình chủ động đi dùng linh hồn lực đụng vào trong đan điền màu đỏ sậm khí thể. Mà lúc này giờ phút này, theo trong cơ thể hắn nộ hỏa chậm rãi bốc cháy lên, hắn trong đan điền đoàn kia màu đỏ sậm khí thể chính mình trở nên xuẩn xuẩn dục động đứng lên. Cạch, 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 cạch. Ngay tại lúc này, thẩm phán sau đài mặt trên vách núi đá một cái toàn thân đen nhánh thạch môn tự động mở ra, người mặc một bộ trường sam màu trắng Âu Dương Bạch từ thạch môn phía sau đi tới, mũi chân hơi hơi điểm mặt đất, hắn thân ảnh trong nháy mắt bay tới thẩm phán trên đài. Hai tròng mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn một chút bị trói tại hình trụ bên trên Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An. Hắn thuận miệng nói ra, hai người kia quả thực là không biết sống chết, ta hảo tâm để cho bọn họ tới ta thẩm phán chi địa làm khách. Nhưng bọn hắn lại muốn đánh lén ta liền để hai người bọn họ chịu một điểm tất yếu trừng phạt. Nếu,
Này Âu Dương Bạch muốn nhìn một chút Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An có biết hay không Quỷ Vương Tông truyền thừa sự tình, cho nên hắn mấy ngày nay một mực đang đối với Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An nghiêm hình bức cung. Hắn hiện tại cũng chỉ là thuận miệng đối ở đây người giải thích một chút mà thôi, dù sao hắn thấy hôm nay bước vào hắn thẩm phán chi địa người, sẽ toàn bộ chết tại này thẩm phán chi địa bên trong. Nói, Âu Dương Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, mà chung quanh tất cả môn phái người thì nhao nhao thối lui thân thể, cũng may sơn cốc này phi thường chống trải, dung nạp cái hơn nghìn người cũng không thành vấn đề, lại nói hôm nay tới đây quan sát thẩm phán cũng ước chừng chỉ có 200 người mà thôi. Bị Âu Dương Bạch hai tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn song trưởng là nắm thật chặt thành quả đấm, bởi vì quá mức dùng lực, đầu ngón tay bên trên lộ ra phi thường tái nhợt, đầu ngón tay hắn cũng toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay đi, nhìn xem thẩm phán trên đài hấp hối Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An, trong thân thể của hắn phẫn nộ tại kịch liệt tăng trưởng bên trong. Diệp Thần Phong, ngươi là muốn chính mình ngoan ngoãn đến hình trụ trước, vẫn là muốn lão phu ta động thủ giúp ngươi. Âu Dương Bạch trong thanh âm xen lẫn siêu phàm trung kỳ khí thế, chấn động đến là ở đây người màng nhĩ ẩn ẩn tóc đau nhức. Diệp Thần Phong cặp kia như là dã thú con ngươi nhìn chằm chằm thẩm phán trên đài Âu Dương Bạch, thanh âm hắn lạnh đến bỏ đi, Âu Dương Bạch, ngươi không phải cũng là nhìn chúng trong tay của ta Quỷ Vương Tông truyền thừa sao? Ngươi ít tại trước mặt ta giả trang cái gì thánh nhân? Âu Dương Bạch mi đầu hơi nhíu lại, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi cái không biết tốt xấu tiểu tử. Ngươi chính là thế tục giới người, chúng ta này cổ võ giới vốn cũng không phải là ngươi cái kia đến chỗ này phương, mà Quỷ Vương Tông truyền thừa cũng là thuộc về chúng ta cổ võ giới, ngươi khác gì tư cách bàn tay mình nắm. Nếu như ngươi nguyện ý cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa giao ra, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Diệp Thần Phong chỉ là cắn thật chặt hàm răng, tại hắn nhìn thấy thẩm phán trên đài một màn về sau, hắn lý trí đã đang bị nộ hỏa cho chậm rãi thôn phệ. Từ hắn hàm răng trong khe chỉ tung ra hai chữ, nằm mơ. Tốt, lão phu đã có hơn mấy chục năm không có động thủ, hôm nay liền để ta tới gặp hiểu biết biết ngươi tên tiểu bối này thực lực. Nói, Âu Dương Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất đang thẩm vấn phán trên đài. Mà tại Âu Dương Bạch thân ảnh biến mất sát na, Diệp Thần Phong bỗng nhiên cầm bên người Hạ Tử Ninh bọn người đẩy ra, mà liền tại Diệp Thần Phong làm xong những chuyện này thời điểm, Âu Dương Bạch đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Như Thái Sơn áp đỉnh khí thế bỗng nhiên bao phủ lại Diệp Thần Phong, Âu Dương Bạch khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Diệp Thần Phong ở ngực, Diệp Thần Phong ở ngực xương cốt nhất thời lõm xuống dưới, cả người không kìm lại được bay rớt ra ngoài, ầm. Một tiếng, thân thể của hắn là trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách núi đá. Diệp Thần Phong thủ trưởng chống đỡ phía sau vách núi, trong miệng không kìm lại được phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà bị trói đang thẩm vấn phán đài hình trụ bên trên Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An không biết là lúc nào tỉnh táo lại, khi bọn hắn ban đầu nhìn thấy trong sơn cốc tràng cảnh thì bọn họ trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, mà khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong miệng phun máu tươi thời điểm, bọn họ trong đầu thần trí mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôn Bác Dịch thân thể liên tục run rẩy, bờ môi hơi hơi ngọ nguậy, dùng hết toàn lực quát, Thần Phong, người đi mau, người không cần quản chúng ta. Mà Tôn Dương An cũng muốn la lên, thế nhưng là chỉ gặp hắn há hốc mồm, trong cổ họng lại không phát ra được âm tiết đến, trong thân thể của hắn thật sự là nói liên tục câu nói lực lượng cũng không có. Diệp Thần Phong đang nghe Tôn Bác Dịch dùng hết toàn lực kêu to về sau, lại nhìn thấy Tôn Dương An mặt mũi tràn đầy lo lắng há hốc mồm không phát ra được một cái âm tiết tràng cảnh về sau, trong lòng của hắn bị phần thân tình này cho xúc động đến, trong thân thể phẫn nộ như núi lửa phun ra đến. Mà trong đan điền đoàn kia màu đỏ sậm khí thể cũng hoàn toàn không an phận đứng lên, hoàn toàn thoát ly hắn đan điền, hắn một đôi đen nhánh đôi mắt cũng khi thì trở nên đỏ như máu, khi thì lại khôi phục đen nhánh. Như thế đi đi lại lại liên tục biến đổi, trong thân thể của hắn sát khí cũng đang từ từ dành dụng đứng lên, phảng phất muốn tiến vào một loại nào đó trạng thái bùng nổ bên trong. Chương 959, Bất Phong Ma, Bất Thành Hoạt. Âu Dương Bạch còn chưa phát hiện Diệp Thần Phong trong cơ thể biến hóa, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khóe miệng hơi hơi bên trên kéo, nói ra, ngươi trong mắt ta nhất định so một con kiến còn nhỏ yếu hơn, đã ngươi như thế không thức thời muốn đau khổ dẫy giụa, như vậy ta để ngươi trước tiên biến thành một tên phế nhân lại nói, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ trung thực cầm Quỷ Vương Tông truyền thừa dặn dò đi ra.
Âu Dương Bạch thân trong cơ thể khí thế lại lần nữa ngưng tụ, hắn rõ ràng cảm giác được này Diệp Thần Phong thực lực so Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ còn muốn yếu hơn một bậc, hắn căn bản không có hứng thú sử xuất toàn lực, hắn sợ chính mình không cẩn thận cầm Diệp Thần Phong giết chết, thế là Âu Dương Bạch chỉ là cầm thực lực khống chế tại Nguyên Thiên Đỉnh Phong tả hữu. Âu Dương Bạch phong khinh vân đạm nhẹ gión mũi chân, thân ảnh nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong chảy ra mà đi, hai bàn tay hóa thành ưng chảo, nhắm ngay Diệp Thần Phong hai bên bả vai xương, chuẩn bị cầm Diệp Thần Phong hai đầu cánh tay đều phế bỏ. Ở chung quanh quan chiến tất cả môn phái người, bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong tại Âu Dương Bạch thủ bên trong không chịu được như thế một kích, từng cái cảm thấy là có chút tẻ nhạt vô vị. Bây giờ Âu Dương tiền bối mới sử xuất Nguyên Thiên Đỉnh Phong thực lực, Diệp Thần Phong tiểu tử này giống như này chật vật, ta xem lúc này Diệp Thần Phong muốn hoàn toàn bị Âu Dương tiền bối phế bỏ đi. Người khoan hãy nói, Diệp Thần Phong tiểu tử này coi là một thiên tài, ta nghe nói Diệp Thần Phong có được miểu sát Nguyên Thiên sơ kỳ cao thủ thực lực, mà chúng ta giống Diệp Thần Phong cái tuổi này thời điểm, chỉ sợ thực lực mới vừa vặn bước vào phá thiên chi cảnh tầng thứ đâu. À, coi như Diệp Thần Phong coi là một thiên tài lại như thế nào? Qua sau ngày hôm nay, đỉnh cấp thế lực bên này cầm sẽ không còn có nhân vật này. Vân Tiêu cùng trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát. Hai người bọn họ đang nghe chung quanh tất cả môn phái người nghị luận về sau, hai người bọn họ khóe miệng âm ngoan nụ cười là càng thêm tràn đầy, theo bọn hắn nghĩ lúc này Diệp Thần Phong hai đầu cánh tay khẳng định sẽ bị phế bỏ. Về sau Diệp Thần Phong sẽ còn bị Âu Dương cho không trói đến thẩm phán đài hình trụ phía trên. Mà Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ, Hạ Tử Ninh, Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm cùng đại trưởng lão Vương Vũ Kế, bọn họ nhìn thấy Âu Dương Bạch lần nữa đối với Diệp Thần Phong động thủ về sau, bọn họ từng cái sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, có thể bằng vào bọn họ lực lượng căn bản là ngăn không được Âu Dương Bạch, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong hai đầu cánh tay bị Âu Dương cho không phế bỏ. Tại Âu Dương Bạch thân ảnh không ngừng tiếp cận Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu hoàn toàn phát sinh biến dị, chỉ gặp hắn trong cơ thể màu đỏ sậm khí thể không ngừng từ hắn trong da tràn ra tới. Chặt chẽ lượn lờ tại quanh người hắn, theo màu đỏ sậm khí thể càng phát ra nồng đậm, Diệp Thần Phong chung quanh trở nên sát khí tùm. Cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Còn có Diệp Thần Phong cặp con mắt kia cũng hoàn toàn biến thành đỏ như máu, phảng phất có máu tươi tại hắn trong mắt bên trong lưu động một dạng, lộ ra cực kỳ yêu diễm cùng quỷ dị. Trong sơn cốc trướng mắt dưới ánh mặt trời, Diệp Thần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi lóe ra sát khí tràn ngập hồng quang. Ở trong tối hồng sắc khí thể tràn ra trong cơ thể hắn sát na. Cả người hắn đã sớm là lâm vào một loại nào đó giết chóc trong trạng thái, trong thân thể linh hồn lực cũng như cút ngay thủy bàn sôi trào lên, trong cơ thể hắn nguyên bản tông cấp sơ kỳ linh hồn lực khí thế. Tại trong lúc đó vào tới tông cấp đỉnh phong linh hồn lực khí thế, trên khí thế trong nháy mắt cùng Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ lực lượng ngang nhau. Thân ảnh không ngừng tiếp cận Diệp Thần Phong Âu Dương Bạch, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong biến hóa này về sau, hắn bản năng sững sờ thần, mà lâm vào trạng thái bùng nổ Diệp Thần Phong. Hắn bây giờ trong nội tâm là bị sát ý cho lấp đầy, một đôi đỏ như máu trong con mắt không ngừng hiện ra hào quang màu đỏ. Dưới chân lập tức sử xuất bạo huyền bộ pháp. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Quanh thân bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ lấy Diệp Thần Phong, hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Âu Dương Bạch, bởi vì Âu Dương Bạch chỉ là cầm thực lực duy trì tại Nguyên Thiên Đỉnh Phong cấp độ, mà tại sử xuất bạo huyền bộ pháp về sau, Diệp Thần Phong tại phương diện tốc độ hoàn toàn vượt qua Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ, có thể nói hắn hiện tại có miểu sát Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ thực lực. Tại trong sơn cốc tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, Diệp Thần Phong hữu quyền bỗng nhiên đánh vào Âu Dương Bạch trên bờ vai, Âu Dương Bạch nơi bả vai quần áo trong nháy mắt hóa thành toái phiến, dưới chân hắn tốc độ là nhìn không được lui ra phía sau 5-6 bước. Cả người sơn cốc trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một mảnh, chỉ có liên tiếp tiếng hít thở quanh quẩn ở chính giữa, tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ tử, bao quát Vân Tiêu cung Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện Ma Vô Sát, bọn họ cả đám đều không dám tin khẽ nhếch lấy miệng. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong trên thân khí thế có thể cùng Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ sánh ngang, với lại vừa mới Diệp Thần Phong vậy mà một quyền đẩy lui cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch. Còn có so cái này càng thêm thảo đản sự tình sao?
Tất cả môn phái người trong cổ họng là nhao nhao gian nan nuốt nước bọt, Diệp Thần Phong mới hơn 20 tuổi a. Một cái hơn 20 tuổi nguyên thiên điên phong cao thủ. Tương lai nói không chừng có thể so với siêu phàm cảnh cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch đều lợi hại a. Tại tất cả môn phái người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Liệt Viêm mấy người cũng là nhao nhao trừng to mắt, hắn không nghĩ tới trong miệng hắn Diệp tiểu huynh đệ lại còn có cái này cường hãn thực lực. Dưới chân tốc độ lui ra phía sau 5-6 bước Âu Dương Bạch, hắn mắt nhìn bên phải trên bờ vai tràn ra máu tươi, ngược lại, hắn đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại trước mặt bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong trên thân, âm thanh trở nên hoàn toàn băng lãnh đứng lên tốt, 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 Diệp Thần Phong, ngươi ngược lại thật sự là xem như một cái ngàn năm khó gặp ngày, nếu như lại để cho ngươi như thế trưởng thành tiếp, ta xem tương lai liền ngay cả ta đều bắt ngươi không có biện pháp. Coi như bằng ngươi chút thực lực ấy. Ngươi vẫn là không cách nào cùng ta đối kháng. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Bạch mãnh đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới siêu phàm cảnh trung kỳ, trong lòng của hắn cũng là bị Diệp Thần Phong cho chọc giận, phải biết thân thể của hắn đã có hơn mấy chục năm không bị thương tổn, hắn muốn đem Diệp Thần Phong cầm xuống về sau, đem Diệp Thần Phong trên thân xương cốt cho một đoạn đập nát. Âu Dương Bạch hai chân bỗng nhiên đạp, hắn cầm siêu phàm trung kỳ tốc độ phát huy là phát huy vô cùng tinh tế, ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Hắn thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, chân phải cực kỳ tàn nhẫn đá vào Diệp Thần Phong ở ngực, Diệp Thần Phong ở ngực xương cốt lại lần nữa lõm xuống dưới một chút. Ầm, một tiếng. Diệp Thần Phong thân thể đụng vào thẩm phán bên bàn duyên, cầm thẩm phán đài gạch đá đều đâm đến vỡ nát, nhưng mà, bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ. Hai tròng mắt huyết hồng một mảnh Diệp Thần Phong, hắn phảng phất là cảm giác không thấy đau đớn, hắn lập tức lại từ mặt đất đứng lên, bất quá, nhận được Âu Dương Bạch lần này trọng kích về sau, hắn trong hai con ngươi đỏ như máu phảng phất là ảm đạm một điểm. Ở đây tất cả môn phái người khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, trong lòng bọn họ mặt khẩn trương nơm nớp lo sợ. Vừa rồi kém chút phong, Âu Dương tiền bối căn bản còn không có sử xuất siêu phàm cảnh thực lực, đáng tiếc a. Hôm nay Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như hắn có sánh ngang nguyên thiên đỉnh phong thực lực cũng vô dụng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi cũng dám thay Diệp Thần Phong đáng tiếc, lời này nếu là truyền đến Âu Dương tiền bối trong lỗ tai, đoán chừng ngươi hôm nay chạy không thoát này thẩm phán chi địa. Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát đang nghe những nghị luận này âm thanh về sau, hai người bọn họ cũng vội vàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trên mặt lại lần nữa khôi phục tàn nhẫn nụ cười, coi như Diệp Thần Phong có nguyên thiên đỉnh phong thực lực lại như thế nào. Âu Dương Bạch Khả là hàng thật giá thật siêu phàm trung kỳ cao thủ. Tại Diệp Thần Phong từ thẩm phán đài bên cạnh lúc đứng lên đợi, Âu Dương Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần Phong trước mặt, một chân đá vào Diệp Thần Phong bên hông, Diệp Thần Phong bên hông máu tươi bão tát, thân thể của hắn hướng phía khía cạnh trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống một chút. Trên mặt đất xuất hiện một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trong hai con ngươi đỏ như máu lại ảm đạm một điểm. Âu Dương nhìn không chạm đất trên mặt Diệp Thần Phong, hắn không có dừng lại nâng lên chân phải, bỗng nhiên hướng phía Diệp Thần Phong vai phải bằng đạp xuống đi, nơi xa Hạ Tử Ninh khi nhìn đến một màn này về sau, nàng điên cuồng hô Thần Phong. Nằm trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn đang nghe này âm thanh gọi về sau. Hắn đỏ như máu trong hai con ngươi tràn ngập vẻ mờ mịt, đón lấy, hắn nhìn thấy cái kia không ngừng tiếp cận hắn vai phải bàng chân, hắn mày nhíu lại nhăn, trong thân thể sát khí bỗng nhiên phun ra đến, lượn lờ tại chung quanh hắn màu đỏ sậm khí thể trở nên càng thêm nồng đậm, hắn trong hai con ngươi đỏ như máu cũng trong nháy mắt khôi phục lại, liền ngay cả hắn nguyên bản tóc đen thui bên trên cũng nổi lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu. Từ trong thân thể của hắn lao ra một cỗ vô cùng to lớn năng lượng. Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp kinh mạch đột nhiên một cây vỡ ra, toàn thân hắn trên dưới trong nháy mắt bị máu tươi cho nhuộm đỏ, như là nhất tôn mới vừa từ địa ngục huyết chỉ bên trong leo ra đại ma thần. Lúc này Diệp Thần Phong thật sự là, bất phong ma. Bất thành hoạt. Chương 960, Kinh Thiên Nhất Chiến. Thẩm phán chi địa bên trong. Trên bầu trời ánh sáng mặt trời bị một mảnh mây trắng cho che kín. Ở đây tất cả môn phái người toàn bộ ánh mắt tập trung ở Âu Dương Bạch cùng Diệp Thần Phong trên thân, bọn họ nhìn tận mắt Âu Dương Bạch chân phải bỗng nhiên hướng Diệp Thần Phong vai phải bàng đạp xuống đi,
Về phần Diệp Thần Phong trên thân đột nhiên lần nữa biến hóa, bọn họ đã là không kịp đi suy nghĩ, theo bọn hắn nghĩ Âu Dương Bạch một cước này thế nhưng là ẩn chứa siêu phàm cảnh trung kỳ lực lượng, khẳng định có thể cầm Diệp Thần Phong vai phải bàng dẫm đến vỡ nát. Nhưng mà, hiện thực nhất định khiến cái này người lần nữa há to mồm kinh ngạc, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, máu me be bét khắp người Diệp Thần Phong nhanh chóng nâng tay phải lên cánh tay, trực tiếp cầm Âu Dương Bạch chân phải ngăn cản hạ xuống. Ầm, một tiếng. Âu Dương Bạch chân cùng Diệp Thần Phong cánh tay đụng vào sát na, tại toàn bộ trống trải trong sơn cốc quanh quẩn lên một tiếng vang trầm. Ở đây tất cả môn phái người nhìn trước mắt này thật không thể tin một màn, bọn họ ý đồ muốn cầm ánh mắt mở lớn một chút, lại lớn một điểm, dùng cái này để chứng minh bọn họ trước mắt sở chứng kiến hết thảy cũng là ảo giác. Có thể cho dù bọn họ cầm ánh mắt chừng đến như là đèn lồng lớn nhỏ, bọn họ sở chứng kiến hình ảnh vẫn là không có thay đổi chút nào, chỉ gặp nằm trên mặt đất quanh thân bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp lợi dụng cánh tay phải liền đem Âu Dương Bạch chân phải ngăn cản hạ xuống, để cho Âu Dương Bạch chân phải không cách nào lại đạp xuống đi mảy may, phải biết đây chính là siêu phàm trung kỳ cao thủ một chân A. Liền xem như Nguyên Thiên Điên Phong cao thủ cũng căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực, mà như vậy A một chân, lại bị Diệp Thần Phong ngăn cản hạ xuống. Cái này khiến ở đây tất cả môn phái trong lòng người là phiên giang đảo hải. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, hai người bọn họ nụ cười trên mặt là hoàn toàn đọng lại, Lý Đông Thiên không kìm lại được lắc đầu nói lầm bầm, không có khả năng, không có khả năng, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này làm sao có khả năng ngăn lại Âu Dương tiền bối một cước này. Ma Vô Sát mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trên mặt hắn cũng đồng dạng tràn ngập không thể tin thần sắc. Mà Hạ Tử Ninh trong miệng là vong gọi, một tấm mê người môi đỏ hơi hơi mở ra, về phần Liệt Viêm cùng Tôn Hằng Phi bọn người, bọn họ cũng từng cái bị chấn kinh, bọn họ rõ ràng Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch ở giữa thực lực phi thường cách xa. Diệp Thần Phong gần như không thể có thể là Âu Dương Bạch đối thủ. Mà trước mắt Diệp Thần Phong lại trực tiếp ngăn lại Âu Dương Bạch một chân. Nhưng để ở đây người chân chính chấn kinh sự tình vẫn còn ở đằng sau, chỉ gặp nằm trên mặt đất dùng tay phải cản trở Âu Dương Bạch chân phải Diệp Thần Phong, hắn trong hai con ngươi hào quang màu đỏ như máu đại thịnh, trong cơ thể điên cuồng chảy ra mà ra một cỗ cường hãn năng lượng ba động, cánh tay phải bỗng nhiên đi lên hất lên, khiến cho Âu Dương Bạch một cái không có đứng vững, dưới chân bước chân trực tiếp lui ra phía sau 3-4 bước. Cùng lúc đó, bị màu đỏ sẫm khí thể lượn lờ quanh thân Diệp Thần Phong, bàn tay hắn bỗng nhiên đập vào trên mặt đất, cả người hắn trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên. Theo lý tới nói toàn thân hắn trên dưới kinh mạch tự động bạo liệt, thân thể của hắn không cách nào động đậy một chút. Thế nhưng là giờ phút này bị máu tươi dính đầy toàn thân Diệp Thần Phong, đầu hắn tóc cũng dần dần tại hướng về đỏ như máu chuyển biến, trong thân thể năng lượng ba động tại càng phát ra cường hãn đứng lên, vọt thẳng phá tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, bước vào tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ. Cả người hắn khí thế chỉ so với Âu Dương Bạch yếu hơn một bậc, nói cách khác Diệp Thần Phong bây giờ khí thế phải cùng siêu phàm sơ kỳ cao thủ tương xứng. Ở đây tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ tử, bọn họ nhìn cả người là máu Diệp Thần Phong, cảm thụ được từ trên người Diệp Thần Phong phát ra khí thế, bọn họ từng cái trong cổ họng là hít vào lấy hơi lạnh. Này Diệp Thần Phong đến có còn hay không là người, ta làm sao cảm giác hắn hiện tại khí thế đã siêu việt Nguyên Thiên đỉnh phong. Tối thiểu nhất có thể cùng siêu phàm cảnh sơ kỳ cao thủ sánh ngang. Vừa mới bắt đầu thực lực so Nguyên Thiên trung kỳ cao thủ còn yếu một chút, về sau trực tiếp cầm thực lực tăng lên tới cùng Nguyên Thiên đỉnh phong bằng nhau, bây giờ vậy mà lại đem thực lực tăng lên tới cùng siêu phàm sơ kỳ bằng nhau. Này Diệp Thần Phong thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Các ngươi nói này Diệp Thần Phong còn có thể hay không cầm thực lực đi lên tăng lên. Nếu như còn như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ hôm nay kết cục liền không nói được. Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên kiêng kỵ cùng bắt đầu sợ hãi, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu lo lắng vạn nhất hôm nay Diệp Thần Phong cầm Âu Dương cho không đánh bại, như vậy hai người bọn họ đại môn phái khẳng định phải xong đời, trong nội tâm chậm rãi sinh sôi ra hối hận tâm tình. Sớm biết Diệp Thần Phong có như thế yêu nghiệt thực lực, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn đi trêu chọc Diệp Thần Phong. Xích Viêm cốc cốc chủ Liệt Viêm, hắn cảm giác được Diệp Thần Phong giờ phút này thực lực về sau, hắn trong hai con ngươi là thoáng hiện một vòng hy vọng quang mang,
âm thầm nói lầm bầm, xem ra hiện tại còn không phải tuyệt vọng thời điểm, thật không nghĩ tới Diệp tiểu huynh đệ vậy mà cầm thực lực mình ẩn tàng sâu như vậy. Cổ võ chế tài người mặt Âu Dương Bạch Thượng thần sắc là hoàn toàn âm trầm xuống, một đôi che lấp con ngươi là nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, hắn không có ý định lại giữ lại thực lực, coi như không chiếm được Quỷ Vương Tông truyền thừa, hắn cũng phải lập tức cầm Diệp Thần Phong cho trực tiếp mạt sát, bởi vì Diệp Thần Phong tồn tại hoàn toàn uy hiếp được hắn. Diệp Thần Phong, đây là ngươi bức ta, lão phu trước đó ngược lại xác thực xem nhẹ ngươi, đã như vậy, hôm nay liền để lão phu ta tới thật tốt lỏng xương một chút đi. Âu Dương Bạch Thân trong cơ thể siêu phàm trung kỳ khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp đem trọn cái sơn cốc cho bao phủ lại, ở đây tất cả môn phái người căn bản tiếp nhận không cỗ này cường hãn đến khí thế, từng cái từ trong miệng phun ra máu tươi đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Tại Âu Dương Bạch không chú ý hết thảy tăng lên khí thế thời điểm, bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ quanh thân Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi là hồng quang lấp lóe. Nhất thời một cỗ hào quang màu đỏ cũng từ trên người Diệp Thần Phong phóng lên tận trời, toàn bộ trong sơn cốc áp lực đột ngột gia tăng mãnh liệt, ở đây tất cả mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Âu Dương tiền bối, trước tiên thả chúng ta rời đi thẩm phán chi địa đi. Chúng ta thực sự tiếp nhận không tại đây áp lực. Đúng, Âu Dương tiền bối, ngày trước hết để cho chúng ta rời đi đi. Chúng ta không cần quan sát lần này thẩm phán. Thẩm phán chi địa bên trong vang lên từng đạo khẩn cầu âm thanh, đáng tiếc là Âu Dương Bạch đối với những người này là hờ hững, ánh mắt của hắn thủy chung tập trung ở máu me khắp người Diệp Thần Phong trên thân, bất thình lình, Âu Dương Bạch thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà trong thân thể bị sát khí lấp đầy Diệp Thần Phong, trên mặt hắn biểu lộ là hoàn toàn chết lặng, khóe miệng hơi hơi giật ra một vòng cứng ngắc nụ cười, cả người giống như biến thành một bộ không tình cảm chút nào cỗ máy giết người. Diệp Thần Phong một quyền bỗng nhiên đánh vào phía bên phải trong không khí, ầm. Một tiếng, Âu Dương Bạch thân ảnh bên phải chết trong không khí hiện ra, hắn ngăn trở Diệp Thần Phong một quyền này đồng thời, hắn một chân đá vào Diệp Thần Phong trên bụng, dù sao Diệp Thần Phong thực lực còn muốn so Âu Dương Bạch yếu hơn một bậc. Trên bụng bị đá một chân về sau, Diệp Thần Phong thân thể như là một quả như đạn pháo, hướng phía trong sơn cốc một chỗ đám người bay rớt ra ngoài. Những người đó căn bản không kịp tránh né Diệp Thần Phong thân thể, trực tiếp bị Diệp Thần Phong thân thể cho tươi sống đập chết. Thẩm phán chi địa bên trong tình thế hoàn toàn loạn đứng lên, tất cả môn phái người vội vội vàng vàng đi đến phong bế cửa vào sơn cốc trước cửa đá, bọn họ nhao nhao muốn dùng sức mạnh đi đập ra này kích động cẩn trọng thạch môn, đáng tiếc là thạch môn thủy chung là không nhúc nhích tí nào, phải biết này kích động thạch môn liền xem như nguyên thiên điên phong cao thủ cũng vô pháp hoàn toàn đập ra. Diệp Thần Phong tựa như là mất đi cảm giác đau, hắn bị Âu Dương Bạch một chân đá bay về sau, tuy nhiên trên bụng máu thịt be bét, nhưng là hắn lại từ mặt đất đứng lên, máu tươi không ngừng từ thân thể của hắn các bộ vị trượt xuống mặt đất, hắn trong hai con ngươi hào quang màu đỏ như máu đang không ngừng trở nên lóe sáng đứng lên. Âu Dương Bạch cùng Diệp Thần Phong một lần lại một lần giao thủ, Diệp Thần Phong thủy chung là hơi ở thế yếu. Có thể tiếc rằng Diệp Thần Phong tựa như là nhất tôn bất tử chiến thần, hắn luôn có thể ngay đầu tiên từ dưới đất đứng lên, mà theo Âu Dương Bạch cùng Diệp Thần Phong chiến đấu càng phát ra thảm thiết, toàn bộ trong sơn cốc tình thế cũng càng ngày càng hỗn loạn, đã có rất nhiều tất cả môn phái người chết tại hai người này chiến đấu trong dư âm, hiện tại tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ tử. Bọn họ là phi thường hối hận tới quan sát này cái gì chó má thẩm phán. Mà Vân Tiêu cung Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện Ma Vô Sát, hai người bọn họ trong nội tâm cũng là khổ không thể tả, từ Âu Dương Bạch không quan tâm bọn họ chết sống nhìn lại, hai người bọn họ đoán được chỉ sợ hôm nay Âu Dương Bạch nguyên bản liền không có muốn để cho bất kỳ một cái nào người sống rời đi thẩm phán chi địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.